Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 13. Lời nói của Diệp Lâm mặc dù là ý kiến hay, nhưng đại đa số người có mặt đều cảm thấy không thực tế. Suy cho cùng, Tây y hay còn gọi là y học hiện đại từ lâu đã ăn sâu vào lòng người. Làm thế nào Trung y hay còn được gọi là y học cổ truyền có thể cạnh tranh với y học phương Tây? Cuối cùng, khách hàng vẫn là người có tiếng nói cuối cùng trên thị trường. Không phải anh cứ nói muốn đi khám trung y là người bệnh sẽ làm theo. Việc quảng bá y học cổ truyền và thúc đẩy nó trên thị trường y tế nước ngoài đâu có dễ như trà và đổ sứ trước đây. Cậu Diệp, thứ cho tôi nói thẳng, có người đặt câu hỏi, y học cổ truyền ngày nay thực sự không có tính cạnh tranh cao. Ở thị trường bản địa của chúng ta, nó thậm chí còn không thể cạnh tranh với thuốc phương Tây, huống chỉ là ở nước ngoài, đất khách quê người. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu đồng ý. Em những thứ mà đến người trong nhà còn bỏ đi, nói khó nghe thì gọi là cặn bã đi lừa người nước ngoài ư, họ đâu phải là kẻ ngốc. Anh nói không siêu Diệp Lâm cũng gật đầu, thừa nhận thực trạng tàn khốc này. Y học cổ truyền quả thực đã suy tàn, nhưng đó đã là quá khứ. Lúc này, Diệp Lâm đổi giọng, trịnh trọng nói, từ nay về sau, bắt đầu từ tôi, y học cổ truyền sẽ nổi dậy, tiếp cận tới tất cả các hộ gia đình. Nghe vậy, có người không nhịn được cười, tôi xin lỗi. Cậu Diệp, tôi không có ý cười cậu. Nhưng, sự phát triển của cái gì cũng phải tuân theo quy luật khách quan. Không phải cậu cứ nói phát triển là... Phát triển được, đúng chứ? Diệp Lâm cũng cười nói, đương nhiên không chỉ nói bằng miệng, nếu chỉ nói ra mà làm được thì gọi là pháp luật rồi. Bất kỳ lời nói suông nào cũng vô dụng, cho nên hôm nay tôi đã chuẩn bị một phần quà cảm ơn mọi người. Quà cảm ơn. Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn nhau. Thầm nghĩ không phải là một thang thuốc bắc đó chứ. Quả đúng như dự đoán. Diệp Lâm ra lệnh cho người lấy ra 100 viên hỗn nguyên đan đã được chuẩn bị trước và phân phát cho mỗi người nổi bật có mặt một viên. Viên thuốc này tên là hỗn nguyên đan, có thể chữa được bách bệnh. Hãy coi nó như một món quà cảm ơn của tôi dành cho các vị. Nếu tin tôi thì các vị có thể lấy về đưa cho người thân hoặc bạn bè bị bệnh ở nhà. Bảo đảm sẽ khỏi bệnh. Lời này vừa nói ra. Hiện trường lập tức náo động. Viên thuốc nhỏ này có thể chữa được mọi bệnh tật. Mọi người đều ngạc nhiên, có vẻ không tin lắm. Cho dù nó thực sự có thể chữa khỏi bệnh thì cũng không thần kỳ như vậy chứ. Lúc này, có người cố ý hỏi, cậu Diệp, thuốc của cậu có thể khỏi bệnh ung thư sao, có vẻ như người này đang cố tranh cãi. Không ngờ Diệp Lâm lại gật đầu đáp, có thể chữa khỏi. Nghe vậy, người đàn ông bật cười, hiển nhiên là không tin. Cậu Diệp. Xin hỏi cái chân này của tôi có thể chữa khỏi được không? Lúc này, một ông già khác ngồi trên xe lăn đột nhiên giơ tay lên tiếng. Ông Khâu, mọi người thấy vậy đều bật cười. Ông Khâu cũng là một người giàu có nổi tiếng ở Phụng Thiên, là người đứng đầu nhà họ Khâu. Nhưng kể từ một vụ tai nạn ô tô cách đây một năm, đôi chân của ông ta đã bị tàn phế nên cũng dần lui về sau. Vì đôi chân này, ông Khâu đã đi khắp cả trong và ngoài nước nhưng không khỏi. May là không bị cắt cụt nên cũng an ủi được phần nào. Lúc này, ông Khâu đang cầm lấy chân mình, rõ ràng là có ý định thử thuốc. Nếu đối phương dám nói có thể chữa khỏi, thì ông ta cũng dám ăn. Lúc này, mọi người không khỏi tò mò nhìn Diệp Lâm, không biết anh sẽ trả lời như thế nào. Tìm cớ để trốn tránh hay là cắn răng nói có thể chữa khỏi đây? Ở trong mắt người khác, lời nói của ông Khâu có vẻ cố tình gây chuyện. Thậm chí có người còn định khuyên ông Khâu nói năng cẩn thận. Sốt cuộc, thì hôm nay là ngày vui đổi chủ của nhà họ Trương, ông ta nói vậy là tới phá đám rồi còn gì. Còn ở trong mắt Diệp Lâm, anh rất chào đón người muốn làm cho ra lẽ như thế. Bởi vì vàng thật không sợ lửa. Nếu muốn làm cho mọi người tin tưởng lời nói của mình, thì nhất định phải chứng minh cho mọi người thấy. Bệnh mà Tây y không chữa khỏi, Trung y có thể chữa khỏi. Diệp Lâm rất ngoài ý muốn của mọi người mà gật đầu đáp, có thể chữa khỏi. Nghe vậy, mọi người ở hiện trường lại ồn ào cảm thán. Ngay cả ông Khâu cũng giật nảy mình, dường như không ngờ rằng Diệp Lâm lại trả lời dứt khoát như thế. Vậy nên, ông Khâu vội vàng nói thêm, tôi bị tai nạn xe cộ gãy chân hơn một năm rồi, cũng có thể chữa khỏi nữa hả? Ông Khâu nói thêm, một là vì rất ngạc nhiên nên muốn xác định lại, hai là vì cho Diệp Lâm một bậc thang để bước xuống. Không ngờ Diệp Lâm vẫn cứ gật đầu tỏ vẻ có thể chữa khỏi. Chỉ cần ông vẫn còn hai chân, không có cắt chân, khi uống thuốc vào đợi 15 phút sau là có thể khôi phục. Nghe vậy,
mọi người lại cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ không biết là Diệp Lâm đang nói đùa hay là đang rất tự tin với đan dược của mình. Uống một viên đan dược, đợi 15 phút sau là có thể đứng dậy. Ông Khâu nói với vẻ khó tin, vậy tôi có thể uống viên đan dược kia, tự mình thể nghiệm ngay tại đây không? Diệp Lâm bình tĩnh nói, cứ tự nhiên đi. Thấy dáng vẻ thản nhiên của Diệp Lâm, rồi thấy ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, ông Khâu nhìn xuống hai chân tàn tật đã lâu của mình, cắn răng một cái, quyết định tự mình thử thuốc. Lỡ như thật sự có kỳ tích thì sao? Trong tiếng hô hào của mọi người, ông Khâu ngửa đầu, nuốt trọn viên đan dược. Hiện trường lập tức trở nên yên lặng. Mọi người không ngờ rằng ông Khâu lại sốt ruột đến mức thử thuốc ngay tại chỗ. Chẳng may không có hiệu quả thì chẳng phải là khiến chủ nhà xấu hổ, khó coi hay sao? Dù vậy, Diệp Lâm vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên. Sau khi đến Phụng Thiên, anh đã tranh thủ lúc nghỉ ngơi luyện chế 100 viên đan dược có phẩm chất cao. Trên trị bệnh nan y ung thư, dưới trị gãy chân gãy tay, bệnh nào cũng có thể chữa khỏi. Ông Khâu, ông cảm thấy thế nào rồi? Có người tò mò hỏi. Ông Khâu lắc đầu nói, không có cảm giác gì cả. Mọi người kiên nhẫn chờ một lát đi. Diệp tiên sinh đã nói là đợi 15 phút mới có hiệu quả, vậy thì chúng ta cứ đợi đi thôi, ha ha. Mọi người gật đầu, nhìn đồng hồ, kiên nhẫn chờ đợi. Có điều, đa số người ở đây đều cho rằng kết quả là không tốt. Đan dược của Long Vương Đại Nhân thật sự không thành vấn đề hả? Hoàng Tiềm mới quy phục Diệp Lâm dạo gần đây, chưa được thấy y thuật lợi hại của Long Vương, chỉ nghe đám người Hắc Long nói là rất lợi hại thôi. Ha ha, chỉ có vậy thôi mà lo gì? Hoa Quốc Đống nói với vẻ kiêu ngạo, sư phụ tôi ngay cả người chết cũng có thể cứu sống, nói gì là tàn tật, một chút bệnh nhẹ thôi mài. Rất nhanh sau đó, đã đến 15 phút. Mọi người đều nhìn về phía ông Khâu, quan tâm hỏi thăm, ông Khâu, ông cảm thấy thế nào rồi? Ông Khâu gõ mạnh lên hai chân của mình, cười khổ nói, không có cảm giác gì cả. Nghe vậy, mọi người không nhịn được thất vọng thở dài. Đáng lẽ bọn họ không nên mong chờ quá nhiều. Có điều, sâu trong lòng mọi người, bọn họ vẫn có chút mong chờ xuất hiện kỳ tích. Ha ha, ông Khâu vội vàng cười ha ha, định đổi sang đề tài khác, để tránh cho chủ nhà khó coi. Đúng lúc này, Diệp Lâm xách ấm nước nóng đi tới trước mặt ông Khâu. Hai chân ông lâu lắm rồi không hoạt động, mới chữa khỏi còn chưa kịp thích ứng, vậy nên phải kích thích một chút mới được. Dứt lời. Diệp Lâm đổ hết ấm nước nóng xuống hai chân tàn tật của ông Khâu. Ông ta hét thảm một tiếng, lập tức nhảy dựng lên từ trên xe lăn, hai chân bật dậy, hô to, nóng quá đi. Bỏng chết tôi rồi. Ông Khâu nhảy dựng lên, thậm chí còn giận chó đánh mèo lên trên người Diệp Lâm. Họ Diệp kia, cho dù tôi thử thuốc ngay tại đây, làm mất mặt của cậu, thì cậu cũng đâu cần phải trả thù tôi như thế hả? Cậu đổ nước nóng lên chân tôi, định bỏng chết tôi hả? Tôi đã hơn 70 rồi, cậu. Nói tới đây, ông Khâu bỗng nhiên ngây người. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người xung quanh, ông Khâu chợt bừng tỉnh. Ông ta cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân mình, rồi quay đầu nhìn thoáng qua xe lăn phía sau. Trong khoảnh khắc, ông Khâu chợt run rẩy cả người, kích động đến mức chảy nước mắt. Tôi đứng lên được rồi. Chân tôi, khỏi hẳn thật rồi sao? Ông Khâu thật sự không thể tin nổi rằng mình lại có thể đứng dậy lần nữa. Hai chân bị bỏng mang đến cảm giác đau đớn liên tục trở thành cảm giác hạnh phúc nhất trong đời ông ta. Giờ phút này, đám người xung quanh cũng hồi hồn từ trong cơn chấn động, lập tức bàn tán xôn xao. Trời ạ, ông Khâu đứng dậy được rồi kìa, đúng là kỳ tích mà. Thật sự có loại thuốc thần chữa mọi chứng bệnh hả? Trung y trung cược, thần kỳ đến thế sao? Thật sự không ngờ y thuật của Diệp tiên sinh lại lợi hại như vậy. Vừa giỏi văn lại vừa giỏi võ, còn giỏi cả y thuật nữa. Trời ạ, rốt cuộc Diệp tiên sinh là thân thánh phương nào vậy? Nếu không phải người dân Phụng Thiên đều biết rằng ông Khâu tàn phế đã lâu, thì chắc là bọn họ sẽ cho rằng hai người trước mắt đang diễn trò. Ông Khâu là ai cơ chứ, còn cả thân phận gì nữa, sao có thể đi diễn trò cho được? Trong khoảnh khắc, mọi người đều hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Diệp Lâm, 7 phần kính sợ, 3 phần ngưỡng mộ và một chút mơ ước được như anh. Trước đây, khi Diệp Lâm giết chết Tọa Sơn Điêu và thắng được thiếu gia nhà họ Nghiêm trong các phần thi cầm kỳ thư họa, mọi người chỉ là khâm phục Diệp Lâm, khen một câu tuổi trẻ tài cao rồi thôi. Dù anh có mạnh, có ưu tú, thì anh cũng có liên quan gì tôi đâu. Bây giờ thì khác, Diệp Lâm đưa ra đan dược có thể chữa khỏi mọi chứng bệnh,
thương cơ khổng lồ ẩn chứa bên trong khiến cho mọi người thèm nhỏ dãi và đỏ mắt. Lời nói vừa rồi của Diệp Lâm lại hiện lên trong đầu mọi người. Bắt đầu từ tôi, y học cổ truyền sẽ nổi dậy, tiếp cận tới tất cả các hộ gia đình. Ai có thể bình tĩnh trước thị trường khổng lồ hàng chục tỷ dân chứ? Ai mà không muốn phân một chén canh? Mọi người nhìn viên đan dược trong tay mình, chợt cảm thấy nặng trĩu, dường như đang cầm vàng cực kỳ giá trị trong tay. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, đa số thương nhân tại đây đều nhận ra được thương cơ khổng lồ ẩn chứa bên trong viên đan dược. Đúng như lời nói mới vừa rồi của Diệp Lâm, chỉ với viên đan dược này thôi là đủ để mở ra thị trường phương Tây, kiếm được một con số khổng lồ giống như đồ sứ và lá trà thời xưa, thậm chí còn đảo loạn thị trường dược phẩm ngày nay. Bùm! Lúc này, ông Khâu kích động đẩy mọi người ra, đi tới trước mặt Diệp Lâm rồi quỳ rạp xuống đất. Cảm ơn Diệp tiên sinh đã cứu tôi. Vừa rồi tôi đã nói lỡ lời làm xúc phạm Diệp tiên sinh, xin hãy tha lỗi cho tôi. Sau này, nhà họ Khâu tại Phụng Thiên chúng tôi sẽ nghe theo lệnh của tiên sinh. Nhà họ Khâu chúng tôi sẽ dốc sức ủng hộ cho chí hướng lớn lao của Diệp tiên sinh nhờ. Một quỳ của ông Khâu thật sự là một mũi tên bắn trúng hai con chim. Một là vì ông ta thật lòng thật dạ muốn cảm ơn Diệp Lâm đã cứu mình. Hai là vì bày tỏ thái độ với chuyện hợp tác trong tương lai của hai nhà. Thấy ông Khâu chủ động tỏ thái độ nắm bắt thời cơ, mọi người ở hiện trường đều hồi hồn lại, vội vàng đi lên nói theo. Chúng tôi cũng đồng ý đi theo Diệp tiên sinh làm nên nghiệp lớn. Cái cảnh trước mắt chính là cảnh mà Diệp Lâm muốn thấy. Y học hiện đại mới có 400 năm lịch sử, còn trung y dược thì đã có hơn nghìn năm lịch sử và kinh nghiệm. Ánh sáng từ cỏ mục mơ tưởng tranh sáng với ánh trăng. Những thứ mà tổ tiên để lại, chỉ cần chúng ta tùy tiện tìm hiểu, đều sẽ là một sự tồn tại gây chấn động cho cả thế giới. Có điều, quốc gia chúng ta đã trải qua rất nhiều tai nạn, rất nhiều thứ cũng vì vậy mà không còn truyền thừa. Thời gian không đợi tôi đã có được truyền thừa, vậy thì tôi phải có trách nhiệm làm rạng rỡ truyền thừa. Tây y dược ở chỗ chúng ta kiếm tiền lâu rồi, cũng đã đến lúc cho nó biến mất rồi. Từ nay về sau, tấn công và phòng thủ sẽ thay đổi, một ngày nào đó cờ đỏ sẽ tung bay khắp toàn cầu, và thế giới sẽ chứng kiến sự quật khởi huy hoàng của Viêm Hạ Tai. Lời nói đầy nhiệt huyết của Diệp Lâm lập tức dẫn tới sự đồng cảm của mọi người. Mọi người thầm nghĩ, đúng vậy, đại hạ đã ngủ say lâu lắm rồi. Vận mệnh quốc gia đã đến, ai cũng không thể ngăn cản sự thức tỉnh của Hùng Sư Phương Đông. Giờ phút này, Nghiêm Kỳ Học cũng kích động đến mức chảy nước mắt, hô lên, trời phù hộ đại hạ. Trời phù hộ đại hải. Những người thuộc thế hệ trước dù có phải trải qua nghèo túng yếu đuối thì cũng cắn răng kiên trì đi tới. Một đường đi gian khổ, đám già bọn họ rõ ràng hơn bất cứ ai. Hiện nay, tuy rằng đại hạ đang lúc phồn thịnh, nhưng mà vẫn còn thiếu sản phẩm chính mang tính cạnh tranh. Các nước phương Tây làm giàu quốc gia bằng khoa học kỹ thuật, đồng thời chặn hết mọi nghiên cứu liên quan để hạn chế sự phát triển khoa học kỹ thuật ở các nước phương Đông. Nhưng mà, đại hạ phương Đông cũng có thứ mà các nước phương Tây không có. Đó chính là kết tinh trí tuệ do tổ tiên truyền lại. Nghiêm Kỳ Học cho rằng chỉ với đan dược của Diệp Lâm thôi là đủ để đào lộn hệ thống y tế hiện nay, thậm chí có thể dùng nó để làm lợi thế. Muốn thuốc thần hả? Dùng tiền mua là chưa đủ, còn phải dùng kỹ thuật đổi nữa mới đủ. Nghiêm Kỳ Học càng nghĩ càng kích động, thậm chí cảm thấy mình không phải đang nắm đan dược, mà là đang nắm quân cờ quan trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia. Diệp tiên sinh, lúc này, có người đột nhiên lo lắng, bất an nói, các nước phương Tây dù có ra vẻ văn minh thì bản chất vẫn là cướp đoạt. Tục ngữ nói bình thường không có tội, mang ngọc mới có tội. Hiện giờ chúng ta có được thuốc thần, tạm thời không nói đến chuyện muốn xuất khẩu nước ngoài là phải thông qua những quy định liên quan, chỉ nói đến chuyện nếu lỡ bọn họ lại nảy sinh ý định cướp đoạt, muốn chiếm làm của riêng, thì phải xử lý thế nào đây? Ông Khâu cũng nói, đúng vậy, lỡ như người nước ngoài trộm đơn thuốc, hoặc là bắt chước bán thuốc giả thì phải làm sao? Nghe vậy, Diệp Lâm cười cười, anh tất nhiên đã nghĩ đến mấy vấn đề này rồi. Các vị không cần lo lắng. Diệp Lâm nói, phương Tây phát triển khoa học kỹ thuật được vài trăm năm rồi, chúng ta dù có tốn mấy chục năm thì cũng chưa chắc theo kịp. Cùng lý, các vị cho rằng trung y dược nước ta phát triển hơn 1.000 năm, có thể dễ dàng bị đám người kia học theo hay sao? Nói thật cho các vị biết, khắp thiên hạ chỉ có hai người có thể luyện chế ra viên hỗn nguyên đan trong tay các vị. Nếu không có tôi thì dù bọn họ có lấy được đơn thuốc, thậm chí lấy hết dây chuyền sản xuất, cũng chẳng làm được cái gì. Nghe vậy,
mọi người đều rất ngạc nhiên, trong đó có khá nhiều người định. Làm thuốc giả cũng sôi nổi rút lại ý định này của mình. Về phần bọn họ muốn đoạt hoặc là muốn tăng thêm quy định, thì tôi đây chỉ có một câu. Nói đến đây, Diệp Lâm chợt thay đổi sắc mặt, nếu bọn họ dám chiến thì tôi sẽ tiếp chiến. Trăm năm trước, phương Tây có thể dùng súng và pháo ngăn chặn biên giới chúng ta. Đến tận bây giờ, một người một kiếm tôi, cũng có thể chém ra biên giới phương Tây. Nghe vậy, mọi người đều rất ngạc nhiên. Có điều, đối với vị tông sư thiếu niên đánh chết Tọa Sơn Điêu trước mặt, mọi người không hề nghi ngờ về khả năng bảo vệ thuốc thần của anh ta. Những chuyện này còn chưa xảy ra, đợi khi nào xảy ra rồi bàn lại cũng không muộn. Lúc này, Nghiêm Kỳ Học cũng cười nói, có điều có những lời vừa rồi của Diệp tiên sinh, chúng tôi cũng yên tâm hơn rồi. Tóm lại là Diệp tiên sinh cứ đi làm đi, các gia tộc và thế lực của Phụng Thiên chúng tôi đều sẽ dốc sức ủng hộ và cống hiến sức lực cho Diệp tiên sinh. Nếu Phụng Thiên giành được cơ hội nuốt trọn thị trường dược phẩm 20.000 tỷ mỗi năm, thì Phụng Thiên sẽ cung cấp được biết bao nhiêu việc làm và cơ hội cho người dân bản địa. Phụng Thiên có khi còn trở thành địa phương giàu có đông đúc nhất đại hạ. Vậy nên, loại gia tộc hàng đầu Phụng Thiên như nhà họ Nghiêm mới dẫn đầu tỏ thái độ. Dù Diệp Lâm có bất cứ yêu cầu nào thì mọi người cũng sẽ dốc sức phối hợp để làm vừa lòng anh. Tất cả đều là vì có thể giữ được sản nghiệp dược phẩm ở lại Phụng Thiên. Diệp Lâm gật đầu, hiện giờ đã chuẩn bị xong hết rồi, việc sản xuất đan dược cũng đã được lên kế hoạch. Vị trí địa lý của Phụng Thiên rất tốt, tôi định coi Phụng Thiên là trụ sở để phát triển sản nghiệp dược phẩm. Nghe vậy, mọi người đều vui mừng tỏ vẻ ra tiền ra lực để ủng hộ. Sau khi thỏa thuận miệng xong, cả khách và chủ đều vui vẻ, mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều vừa lòng đi về. Vậy là các thế lực ở Phụng Thiên đều được Diệp Lâm nắm giữ. Cùng lúc đó, đỉnh Ưng Trủy, núi Trường Bạch, một tiếng gào giận dữ vang thấu trời xanh. Tay của tôi, sao lại thế này? Tôi muốn đi làm thịt thằng nhãi kia. Hứa Tường quay lại trên núi với một bụng tức giận vì không thể giết chết Diệp Lâm. Lúc anh ta đang tắm rửa thay đồ, anh ta chợt phát hiện miệng vết thương trên cánh tay do Diệp Lâm rạch đứt thế mà càng lúc càng lớn, dường như có một loại lực lượng đang xé rách miệng vết thương, khiến nó không thể khép lại được. Miệng vết thương lúc đầu chỉ lớn cỡ một ngón tay, tới bây giờ thì lớn cỡ một bàn tay. Thấy vậy, Hứa Tường vừa giận dữ vừa hoảng sợ, lo rằng cứ tiếp tục như thế thì cả cánh tay mình đều sẽ tàn phế. Chắc chắn là thằng nhãi kia dở trò quỷ, tôi muốn làm thịt cậu ta. Hứa Tường thay đồ xong liền chuẩn bị đi Phụng Thiên để tìm Diệp Lâm tính sổ. Lão Tứ, cậu mới vừa về mà sốt ruột đi đâu nữa vậy? Lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc đồ sang trọng, bướm bay quanh người, chặn đường Hứa Tường. Gì, tôi bị người ta tính kế. Hứa Tường giờ miệng vết thương của mình lên, gì xem. Người phụ nữ kia thấy vậy thì rất sốc, giật mình nói, đây là nguyên rủa của yêu đao Đông Dương. Yêu đao, nguyên rủa. Hứa Tường sửng sốt, thầm nghĩ có khi nào thằng nhãi đánh nhau với mình lúc nấy không phải là người của đại hạ. Lão Tứ, sao cậu lại bị thương vậy? Người phụ nữ vội vàng hỏi nhau với võ sĩ Đông Dương hả? Không phải, tôi đánh nhau với một thằng nhãi tên Diệp Lâm. Hứa Tường kể lại hết mọi chuyện vừa xảy ra. Nếu không phải Phủ Phụng Thiên dốc sức bảo vệ cậu ta, thậm chí còn muốn gọi quân Doanh Châu đến đánh tôi, thì tôi đã chém cậu ta thành tám khối từ lâu rồi. Người phụ nữ nghe vậy thì cảm thấy lạ, vậy sao thằng nhãi kia lại dùng yêu đao Đông Dương? Gì, yêu đao là gì vậy? Hứa Tường tò mò hỏi rồi nói tiếp, vũ khí gây ra vết thương của tôi không phải là đao, mà là một cây dao găm. Bà nói yêu đao gì vậy? Lúc này, một người đàn ông trung niên vạm vỡ đi tới. Ông ta chính là đỉnh chủ đỉnh Ưng Trủy, một trong bảy đỉnh thuộc núi Trường Bạch, cha của Hứa Tường, tên là Hứa Đại Mã Bổng. Đại đương gia, ông đến đúng lúc lắm. Người phụ nữ kia lên tiếng, ông mau xem vết thương trên tay lão tứ đi. Người phụ nữ kia là vợ nhỏ của Hứa Đại Mã Bổng, tên là Hồ Điệp Mê. Hứa Đại Mã Bổng nhìn kỹ miệng vết thương rồi hô lên, vết thương của con lạ lắm. Sao bị thương vậy? Hứa Tường lại kể chi tiết cả trận đấu với Diệp Lâm thêm lần nữa. Cái gì, tam pháo bị di giữ, mẹ nó, lại là thằng nhãi. Hả, nghe vậy. Hứa Đại Mã Bổng cực kỳ giận Diệp Lâm kia hả? Tôi hận không thể dùng gậy ngựa gõ nát cái đầu chó của thằng nhãi kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dứt lời, Hứa Đại Mã Bổng vung mạnh tay phải lên, bày ra tư thế muốn gõ vỡ thứ gì đó, rồi lại phát hiện mình đang tay không.
Ô, gậy ngựa của tôi đâu? Ông ta hét lên một tiếng, lập tức có 7-8 tên đàn em vác cây gậy ngựa nặng nề đi tới. Hứa Đại Mã bổng cầm vũ khí của mình, nói, lão tứ, đi thôi, đi theo cha xuống núi làm chết thằng nhãi họ Diệp kia. Vâng, cha, Hứa Tường vui vẻ khi sắp được đi báo thủ rửa hận rồi. Đại đương gia, lão tứ, hai người chờ đã. Hồ Điệp Mê vội vàng ngăn hai người họ lại, giết gà cần gì giao mổ trâu. Không cần chúng ta tự mình ra tay đẩy thằng nhãi kia vào chỗ chết. Tôi từng phái người đi hỏi thăm tin tức, nghe nói thằng nhãi kia gây thù chuốc oán khá nhiều, không chỉ có gây chuyện với chúng ta, mà còn đắc tội với vài thế gia cổ võ khác nữa. Bảy thị cổ võ đã hợp tác với nhau để hạ chiến thư với thằng nhãi kia rồi. Thằng nhãi kia chết chắc rồi, cứ để cho bảy thị đi đối phó với cậu ta đi. Đờ, bảy thị cổ võ đã hạ chiến thư với thằng nhãi kia rồi hả? Nghe vậy, Hứa Đại Mã bổng lập tức dừng bước lại, rồi như đang suy nghĩ gì đó. Cổ võ có ba núi năm môn bảy thị cầm đầu, tuy rằng bảy thị đứng cuối, nhưng mà muốn hợp tác với nhau để đối phó một thiếu niên thế giới bình thường là không thành vấn đề. Nếu bảy thị đã hợp tác và hạ chiến thư rồi, thì tôi không cần phải vung gậy ngựa gây thêm phiền phức nữa. Dứt lời, Hứa Đại Mã bổng ném vũ khí trong tay sang bên cạnh, đám cấp dưới bên cạnh sôi nổi ôm đầu chạy trốn. Đến khi gậy ngựa rơi mạnh xuống đất, nện ra một cái hố sâu, đám cấp dưới mới cùng nhau đi lên khiêng vũ khí đi cất. À phải rồi, lúc nãy bà nói yêu đao gì đấy? Hứa Đại Mã bổng chợt nhớ tới chuyện này, tò mò hỏi, chẳng lẽ là có liên quan đến vết thương trên tay lão tứ? Đúng vậy, Hồ Điệp Mê gật đầu nói, loại vết thương không thể chữa khỏi kia chỉ có thể do yêu đao gây ra. Yêu đao là sao? Hứa Đại Mã bổng tò mò hỏi. Yêu đao là một loại vũ khí đặc biệt của Đông Dương. Hồ Điệp Mê giải thích đơn giản. 10 vạn vũ khí mới có thể xuất hiện một yêu đao. Nó là vũ khí bị nguyền rủa, không chỉ sẽ cắn ngược lại chủ nhân, mà còn tạo thành vết thương giống. Như bị nguyền rủa, không thể khép lại được, cho đến chết mới thôi. Nghe vậy, Hứa Đại Mã bổng lập tức hứng thú nói, sao trên đời này lại có loại vũ khí lợi hại như thế? Mà nó có lợi hại bằng gậy ngựa của tôi không? Ha ha, nghe bà nói, tôi cũng muốn có được một thanh yêu đao. Hồ Điệp Mê tiếp tục nói, đại đương gia, tôi khuyên ông bỏ cái suy nghĩ đó đi, người bình thường không thể nào khống chế được yêu đao, sớm muộn gì cũng sẽ bị cắn ngược lại thôi. Hứa Đại Mã bổng không tin, ngay cả tôi cũng không thể khống chế hả? Bên trong yêu đao có ông trời hay sao? Hồ Điệp Mê cười nói, không có ông trời gì cả. Chỉ là tôi nghe nói, bên trong mỗi thanh yêu đao đều có phong ấn một con ác ma. Chỉ có thể giết chóc liên tục, dùng sinh mệnh và máu tươi nuôi dưỡng yêu đao. Một khi dừng giết chóc là sẽ bị yêu đao từ từ ăn mòn cắn ngược lại, trở thành con rối của yêu đao, tiếp tục giết chóc cho đến khi kiệt sức bỏ mạng, chờ. Đợi chủ nhân xui xẻo tiếp theo. Nghe vậy, Hứa Đại Mã bổng cũng có chút sợ hãi. Ông ta không muốn trở thành con rối của vũ khí. Bà hiểu nhiều ghê, Hứa Đại Mã bổng khen ngợi. Ha ha, đương nhiên rồi, Hồ Điệp Mê cười quyến rũ nói. Người đàn ông thứ 72 của tôi chính là một gã võ sĩ Đông Dương, mới quen được có nửa năm là ông ta đã chết dưới một thanh yêu đao rồi. Hứa Đại Mã bổng sắc mặt xanh mét, không phải bà đã nói là bà chỉ có 64 chồng cũ hay sao? Sao bây giờ lại nhảy ra một gã võ sĩ Đông Dương thứ 72 vậy? Rốt cuộc thì bà còn lừa tôi bao nhiêu thăng nữa vậy? Hồ Điệp Mê chẳng hề để ý nói, tôi nói 64 chồng cũ, tất cả đều là người đại hạ. Chứ tôi chưa tính thêm người nước ngoài. Cái gì? Nghe vậy, Hứa Đại Mã bổng lập tức nổi điên lên, trong đầu như có một vạn con ngựa chạy như bay qua. Vậy tổng cộng là bao nhiêu người? Hứa Đại Mã bổng sụ mặt hỏi. Đại khái là, có lẽ là, không nhớ nữa. Hồ Điệp Mê cười quyến rũ, dựa mình lên lồng ngực cứng rắn của Hứa Đại Mã bổng, nói, nhưng tôi có thể khẳng định một điều. Đó là đại đương gia sẽ là người đàn ông cuối cùng của tôi. Lúc bà ta nói chuyện, một đám con bướm màu sắc rực rỡ bay múa xoay tròn xung quanh hai người. Nhìn bà vợ quyến rũ tuyệt vời trong lòng mình và mùi hương tỏa ra từ trên người bà ta, cơn giận trong Hứa Đại Mã bổng lập tức tan đi. Tôi thích nghe mấy lời này của bà. Hứa Đại Mã bổng ôm chặt Hồ Điệp Mê, cảm thán, có người vợ như bà rồi thì tôi còn mong gì nữa. Thấy hai người ôm ôm ấp ấp, Hứa Tường lập tức sụ mặt xuống, thầm mặc, niệm một giây cho cha mình. Cha mình bị bà ta quản chặt thật sự, hoàn toàn không còn thuốc chữa nữa rồi. Gì,
vết thương của tôi thì sao? Có thể chữa khỏi không? Hứa Tường sốt ruột hỏi. Không thể, Hồ Điệp Mê giấy ra khỏi cái ôm của Hứa Đại Mã Bổng, vuốt nhẹ lên mái tóc mình, nói, vết thương do yêu đau gây ra giống như là bị ác ma nguyền rủa, sẽ lan rộng ra mãi cho đến khi chết đi. Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Hứa Tường lập tức sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, gì phải cứu tôi đấy? Cởi chuông còn cần người cột chuông. Hồ Điệp Mê nói, nếu có thể tìm được thanh yêu đao gây ra vết thương của cậu, hút hết lực lượng nguyền rủa trên miệng vết thương của cậu, thì có lẽ sẽ chữa khỏi được. Hứa Tường nói, vậy là phải đi tìm thằng nhãi họ Diệp kia rồi. Dứt lời, Hứa Tường chuẩn bị đi nữa. Ừ, không gấp, dù sao thì một vết thương nhỏ như thế này chưa đủ lấy mạng cậu ngay. Hồ Điệp Mê khuyên nhủ, chờ sau khi người của bảy thị tộc giết chết thằng nhãi kia xong thì chúng ta lại đi nhặt của hời, yêu đao hay là dao găm gì đó mà cậu nói, đều lấy hết đi nghiên cứu, thế nào cũng sẽ tìm được cách thôi. Nói thì nói như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện phải chịu đựng cơn đau do miệng vết thương lan rộng ra thì Hứa Tường vẫn có một chút không nhịn được. Lão Tứ, cậu chính là bệnh thái tuế, một vết thương nhỏ có là gì? Hồ Điệp Mê cổ vũ, trong cơ thể cậu chính là một ổ độc lớn. Cậu thử xem có thể dung hợp lực lượng trên cánh tay hay không, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Hai đóa hoa nở, mỗi bên một đóa. Lúc người nhà họ Hứa trên đỉnh Ưng Chủy không sốt ruột với việc đi gây chuyện với Diệp Lâm, ngược lại chuẩn bị không làm gì cả, chỉ đợi trai cỏ đánh nhau, ngư ông thu lợi. Thì bên kia, Diệp Lâm đã nghỉ ngơi một đêm tại nhà họ Trương. Sáng hôm sau, đám người Hoa Quốc Đống đi tham quan xưởng sản xuất dược phẩm nhà họ Trương. Người phụ trách là ông Miêu và gia chủ nhà họ Bạch đi gặp Diệp Lâm, dẫn Diệp Lâm đi tham quan xưởng thuốc. Bọn họ đã và đang làm theo yêu cầu của Diệp Lâm, trong vòng một tháng cải tạo xong 5 xưởng sản xuất và 65 dây chuyền sản xuất. Khi bắt đầu, bọn họ sẽ dốc sức sản xuất hỗn nguyên đan, tranh thủ mỗi năm sản xuất hơn 100 triệu viên. Tốt lắm, suốt cả đường đi, Diệp Lâm khá là hài lòng. Quả nhiên, giao cho người chuyên nghiệp đi làm chuyện chuyên nghiệp sẽ ra được hiệu suất khiến người ta yên tâm. Sau đó, Diệp Lâm chỉ cả một khu sản xuất đan dược, nói với Hoa Quốc Đống, sau này, tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ giao cho anh quản lý. Hoa Quốc Đống kích động nói, tôi nhất định sẽ dốc sức làm tốt. Không lâu sau đó, Hoàng Tiềm cũng báo lên tin tức tốt. Anh ta đã thu phục xong thế lực ngầm của Phụng Thiên, tất cả đều chuyển sang dưới trướng Long Môn. Các thế lực ngầm xung quanh Doanh Châu đều tỏ vẻ đồng ý gia nhập Long Môn và làm việc cho Diệp Lâm. Rốt cuộc thì mấy ngày qua, danh tiếng của Diệp Lâm lan truyền nhanh chóng, tên tuổi kẻ mạnh nhất Phụng Thiên có tác dụng mang tính quyết định. Cái chết của Tọa Sơn Điêu khiến cho các thế lực ngầm như rắn mất đầu. Diệp Lâm vừa vung tay lên liền có vô số người đáp lại. Tốt lắm, Diệp Lâm vừa lòng gật đầu, Hoàng Tiềm, sau này anh hãy phụ tá Hoa Quốc Đống, giúp tôi trông coi nơi đây, không được để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Hoàng Tiềm lập tức bảo đảm, vâng, Long Vương cứ yên tâm. Thuộc hạ sẽ dùng mạng sống của mình bảo vệ mọi thứ nơi đây. Lúc này, Hoa Quốc Đống có một chuyện bối rối muốn hỏi Diệp Lâm. Sư phụ, phải xử lý thế nào về các vấn đề liên quan đến việc để lộ đơn thuốc? Rốt cuộc thì mở xưởng sản xuất thuốc và tự mình luyện chế đan dược là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một khi bắt đầu sản xuất bằng dây chuyền sản xuất, tuy rằng sẽ bảo vệ nghiêm ngặt đơn thuốc trong xưởng, nhưng mà người nhiều mắt tạp, khó tránh các vấn đề liên quan về tiết lộ đơn thuốc. Anh không cần phải lo lắng. Diệp Lâm cười nói, dù cho đơn thuốc bị truyền ra ngoài, thì người ngoài cũng chỉ có thể trông mèo vẽ hổ, mơ tưởng làm ra được đan dược có hiệu quả giống hệt. Nếu không có nắm chắc thì Diệp Lâm cũng không dám lấy đơn thuốc ra sản xuất hàng loạt. Giống như cùng một nguyên liệu nấu ăn và thực đơn, đầu bếp và người thường có thể nấu ra cùng một mùi vị không? Dứt lời, Diệp Lâm chỉ về khu nhà xưởng, nói tiếp, chờ cải tạo xong, tôi sẽ bày một tụ linh trận ở đây. Mọi đan dược muốn bán ra đều phải được tụ linh trận thêm vào linh khí mới có dược hiệu liên quan. Nếu không thì nó cũng chỉ là thuốc phiên bình thường, không hề có hiệu quả. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống lập tức hiểu ra, hóa ra mấu chốt của đan dược chính là tụ linh trận hả? Phải, mà cũng không phải. Diệp Lâm tiếp tục nói, tụ linh trận chỉ là một bước quan trọng, chứ không phải một bước mang tính quyết định. Đan dược sản xuất xong sẽ được vận chuyển đi Yến Kinh. Để tôi có thể hoàn thành một bước cuối cùng là rót thêm thuốc dẫn. Thuốc dẫn trong tay Diệp Lâm mới là một bước mấu chốt, giống như là vẽ mắt cho rồng vậy. Sản xuất, tụ linh, thuốc dẫn. Hoa Quốc Đống hoàn toàn hiểu ra, thảo nào. Sư phụ không sợ để lộ đơn thuốc,
thì ra là không thể thiếu được một bước nào. Trong ba bước, người ngoài nếu chỉ dựa vào đơn thuốc là không thể làm nên gì cả. Nếu coi đan dược là một người, thì đan dược sản xuất ra từ xưởng dược chỉ là một mô hình, được tụ linh trận tẩm bổ giống như là phủ thêm một lớp da. Và bước rót thuốc dẫn cuối cùng giống như vẽ mắt cho rồng, để người có được trí tuệ và linh hồn. Trong cả ba bước, thiếu một bước nào cũng không được. Diệp Lâm vì năm bước mấu chốt trong tay nên không hề lo lắng để lộ đơn thuốc hoặc là bị bắt trước làm theo. Người ngoài không biết tụ linh trận hả? Hoàng Tiềm tò mò hỏi. Trong cả thiên hạ, chỉ có người của Dược Vương Cốc mới làm ra được tụ linh trận tương tự. Diệp Lâm nói bằng giọng điệu chắc chắn. Sau khi tham quan nơi sản xuất xong, đám người Diệp Lâm lại về tới nhà họ Trương. Diệp Lâm đi gặp Đại Xà một lần, sau đó giao nó cho Liễu Như Yên, để nó tu luyện trên núi Trường Bạch. Sau khi cắn nuốt Long Mã, Đại Xà đã có tướng hóa rồng. Vậy nên nó rất tin tưởng phục tùng Diệp Lâm, đồng ý ở lại trấn thủ Phụng Thiên. Diệp Lâm để Hoàng Long ở lại, tiếp tục mở rộng phạm vi thế lực Long Môn, bắt đầu từ Phụng Thiên trải rộng khắp toàn bộ Doanh Châu. Thấy mọi chuyện đã ổn định, Diệp Lâm quyết định lên đường về Yến Kinh. Đợi một tháng nữa, khi cải tạo xong hết dây chuyền sản xuất sẽ đến kiểm tra lại. Diệp tiên sinh, đi thong thả. Dưới sự hộ tống của người nhà họ Trương, Diệp Lâm dẫn Hoa Quốc Đống đi máy bay về Yến Kinh. Hoa Quốc Đống lái xe đưa Diệp Lâm đi công ty rồi chào đi về. Tôi về rồi, Diệp Lâm đi vào văn phòng của Diệp Vi Vi. Anh trở lại rồi hả? Thấy Diệp Lâm, Bạch Vi Vi sốt ruột đứng dậy, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Có chuyện gì vậy? Diệp Lâm nhíu mày hỏi, trong mấy ngày tôi đi, có phải là đã xảy ra chuyện gì nữa rồi không? Bạch Vi Vi không dám làm phiền Diệp Lâm đang đi công việc. Vậy nên cô đã phải cố gắng chống đỡ mọi chuyện xảy ra bên này. Bây giờ, khi Diệp Lâm về rồi, Bạch Vi Vi mới kể hết những chuyện đã xảy ra từ lúc anh đi. Nhà họ Hứa dẫn đầu thương hội Yến Kinh xóa tên chúng ta. Không chỉ xóa tên công ty nhà họ Bạch, mà còn xóa tên tập đoàn nhà họ Diệp nữa. Thương hội, Diệp Lâm nhíu mày, bị xóa tên thì sao? Diệp Lâm không để ý mấy chuyện này nên không có tìm hiểu thông tin liên quan. Bị thương hội xóa tên tương đương với rơi vào sổ đen của giới kinh doanh, mọi hợp tác mua bán lớn nhỏ đều bị dừng lại. Thương hội là đầu sỏ ngành sản xuất, đặt ra các loại quy tắc để mọi người cùng tuân thủ. Tuy nó chỉ là tổ chức dân gian, nhưng nó lại nắm giữ quyền quyết định trong giới kinh doanh. Một khi bị thương hội xóa tên, nhẹ thì thân bại danh liệt, không còn chỗ đứng trong ngành, nặng thì bị phá sản, thiếu một đống nợ. Bạch Vĩ Vi nói, thương hội Yến Kinh hiện nay do năm đại gia tộc nắm giữ. Tuy rằng anh đã thu hồi một phần quyền lực nhà họ Diệp, nhưng nhà họ Diệp đã hoạt động nhiều năm rồi, thương hội vẫn còn người do bọn họ nâng đỡ. Hiện nay, năm đại gia tộc thống nhất xóa tên chúng ta, vậy nên chúng ta gần như mất hết các hạng mục hợp tác. Người từng ký hợp đồng với chúng ta, tha rằng trả tiền vi phạm hợp đồng, cũng phải chấm dứt hợp tác với chúng ta. Diệp Lâm hỏi, đám người nhà họ thôi cũng phản nữa hả? Không có, Bạch Vi Vi lắc đầu. Hiện giờ ít nhiều gì cũng nhờ có bọn họ ủng hộ, nếu không thì công ty chúng ta chính là một cái vỏ rỗng. Diệp Lâm nghĩ nghĩ rồi hỏi lại, nếu không có tôi thì cô định làm thế nào? Diệp Lâm đang hỏi ý kiến đối phương, đồng thời thử xem năng lực ứng đối nguy cơ của Bạch Vĩ Vi. Tôi định xây dựng một tổ chức khác. Bạch Vĩ Vi nói, lúc anh tôi còn sống, anh tôi chính là hội trưởng thương hội. Hiện nay, thương hội do người ngoài nắm giữ, giống như là bị người ta nắm chặt mạng sống vậy. Dù cho lần này bọn họ tha cho chúng ta, thì sớm muộn gì cũng sẽ đâm chúng ta một đao thôi. Thay vì chịu đựng, tôi thà rằng xây dựng một tổ chức khác, hoàn toàn tách riêng ra, tạo nên một trật tự mới. Mấy hôm nay, tôi đang lên kế hoạch cho chuyện này. Tuy rằng năm đại gia tộc lâu đời cây to rễ sâu, nhưng năm đại gia tộc mới nổi do một tay anh tôi nâng đỡ cũng không hề kém. Nếu bọn họ muốn đập vỡ bát cơm của chúng ta, thì chúng ta liền lật hết cả bàn của bọn họ. Nghe vậy, Diệp Lâm không nhịn được cười thành tiếng, nói, không hổ là em gái của Bạch Thủ Kỳ, đúng là có quyết đoán. Ý tưởng của cô và tôi giống nhau. Thật sao, thấy Diệp Lâm cũng nghĩ như vậy, Bạch Phi Phi thở nhẹ ra, tôi chờ anh về là để bàn bạc chuyện này với anh. Tôi còn đang lo lắng quyết định này có cấp tiến quá hay không. Dù cho bọn họ không xóa tên chúng ta, thì tôi cũng định lập một tổ chức mới. Rốt cuộc người khác nói đều không tính, chỉ có mình nói mới tính thôi. Đây là một cuộc tranh giành quyền lên tiếng,
bọn họ sao có thể đứng yên để người ta quản lý mình được. Sau đó, Diệp Lâm nói, dùng danh nghĩa của tôi tuyên bố với bên ngoài là chúng ta muốn lập một thương hội mới, hy vọng các doanh nhân ở Yến Kinh tích cực tham gia. Ừ, Bạch Phi Vi lấy ra một phần hồ sơ mà cô đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Diệp Lâm xem thử. Diệp Lâm xem xong thì khen ngợi liên tục, vậy là được rồi. Đi tuyên bố đi. Nếu năm đại gia tộc đã xé rách ra mặt thì cứ khai chiến đi. Bạch Phi Vi giao cho thư ký đi làm, sau đó phân tích, lực ảnh hưởng hiện nay của chúng ta không nhiều, chắc là ngoài đám người nhà họ thôi đồng ý đứng về phía chúng ta, thì sẽ không có bao nhiêu người gia nhập chúng ta. Rốt cuộc thì năm đại gia tộc lâu đời đã lũng đoạn thị trường nhiều năm, công ty bình thường dù muốn thoát khỏi sự khống chế của bọn họ cũng không được. Thì làm sao dám mạo hiểm gia nhập thương hội mới? Trừ khi là những người mới khởi nghiệp hoặc là các ngành sản xuất mới phát, không bị ảnh hưởng nhiều, mới đồng ý mạo hiểm liều một lần. Theo tính toán ban đầu, có thể đạt tỷ lệ 8,2 là coi như thành công. Bạch Phi Phi đã chuẩn bị sẵn danh sách, định tự mình đi thuyết phục từng công ty một. 8,2 hả? Cô không tự tin vậy sao? Diệp Lâm cười nói, một chuyến đi Phụng Thiên của tôi không phải là không công. Dứt lời, Diệp Lâm báo hết tin tức của hơn 100 CEO của các công ty niêm yết đồng ý hợp tác bên Phụng Thiên cho Bạch Phi Phi. Hiện nay, nhà họ Trương ở Phụng Thiên cũng do tôi khống chế. Diệp Lâm nói thêm, quy mô nhà họ Trương không kém gì năm đại gia tộc lâu đời ở Yến Kinh. Nghe vậy, Bạch Phi Phi vui mừng nói, nếu có Phụng Thiên ủng hộ thì cục diện có thể là 3,7 hoặc 4,6. Diệp Lâm gật đầu, chờ đến tháng sau, khi sản nghiệp dược phẩm của mình chính thức mở ra, trong tương lai sẽ có biết bao nhiêu đại lão thương nghiệp khóc lóc cầu xin gia nhập. Đến khi ấy, tấn công phòng thủ thay đổi, năm đại gia tộc hoàn toàn bị mình đạp xuống chân. Phải rồi, Diệp Lâm chợt nghĩ đến một chuyện, cô nói là năm đại gia tộc hợp tác, vậy là nhà họ Triệu cũng đứng ở mặt đối lập với chúng ta hả? Theo lý mà nói, bên trong năm đại gia tộc lâu đời, nhà họ Triệu còn nợ ân tình của mình, chắc là sẽ không bỏ đá xuống giếng mới đúng. Tình huống nhà họ Triệu khá là phức tạp, Bạch Phi Phi nói, hiện nay ông cụ Triệu già rồi, đã rút ra phía sau, và người dẫn đầu gia tộc chính là con trai cả Triệu Thiên Thông. Lần này là Triệu Thiên Thông tự ý quyết định, ông cụ Triệu cực kỳ tức giận, thậm chí còn nhiều lần gọi điện thoại nói xin lỗi, bảo đảm rằng nhà họ Triệu sẽ không chấm dứt hợp tác với chúng ta. Triệu Thiên Thông là bác cả của Triệu Uyển Đình. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc này, bí thư Su Dần đi vào báo tin, cô Triệu Uyển Đình xin gặp. Để cô ấy vào đi, Diệp Lâm an bài. Rất nhanh, Triệu Uyển Đình bước vào. Anh Diệp, tôi nghe nói anh đã trở về Yến Kinh. Tôi tới đây để xin lỗi anh và nhân tiện giải thích một chút. Vừa bước vào cửa, Triệu Uyển Đình đã sốt ruột nói, sợ Diệp Lâm hiểu lầm. Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Diệp Lâm bình tĩnh nói, cô là cô, là bác cô, tôi không có ý trách móc gì cô cả. Nghe vậy, Triệu Uyển Đình thở phào nhẹ nhõm. Vừa hay chúng tôi đang thảo luận chuyện xây dựng lại thương hội. Sau đó, Diệp Lâm nói với Triệu Uyển Đình về chuyện vừa rồi bàn bạc với Bạch Phi Phi, xem cô ấy có hứng thú tham gia hay không. Được, nghe vậy, Triệu Uyển Đình lập tức đồng ý, chiêu rút củi đáy nồi này rất hay. Mặc dù tôi và cha không có nhiều cổ phần trong công ty nhà họ Triệu, nhưng chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ anh. Theo Triệu Uyển Đình thấy, vì vấn đề này mà tranh chấp nội bộ trong nhà họ Triệu đã lên đến đỉnh điểm. Ông cụ Triệu giao quyền cho con trai cả quá sớm, nên khó có thể kiểm soát được bác của Triệu Uyển Đình. Nếu chuyện này có thể hoàn thành, việc công kích bác của Triệu Uyển Đình là Triệu Thiên Thông có thể coi là gián tiếp giúp đỡ cha của cô ấy. Hai cha con họ cũng cần sự hỗ trợ của đồng minh bên ngoài. Anh Diệp, để xin lỗi, tối nay ông nội và cha tôi muốn mời anh một bữa cơm, cũng xem như tiệc mừng chào mừng anh trở về. Triệu Uyển Đình nói. Được, Diệp Lâm đứng lên nói, vậy chúng ta gọi mọi người lại, cùng nhau dùng bữa và cùng nhau bàn bạc một thể. Bạch Phi Phi lập tức thông báo cho ngũ đại gia tộc tối nay gặp mặt. Ngay lúc họ đang chuẩn bị rời đi, thư ký Su Dần lại tới báo cáo, bên ngoài có một cô gái họ Tần nói là có chuyện quan trọng cần gặp. Họ Tần. Diệp Lâm giật mình, Tân Tuyết Dung sao? Cho cô ấy vào đi. Chẳng mấy chốc, một cô gái mặc đồ trắng, trông như tiên nữ bước vào. Đúng như dự đoán, đó là Tân Tuyết Dung của nhà họ Tần. Ngay cả Bạch Phi Phi và Triệu Uyển Đình cũng bị choáng ngợp trước sự xuất hiện của cô ta. Anh Diệp, đã lâu không gặp. Tân Tuyết Dung chào mọi người một cách quen thuộc rồi ung dung ngồi xuống. Có chuyện gì sao?
Diệp Lâm hỏi thẳng vào vấn đề. Sao vậy, anh không chào đón tôi à? Tân Tuyết Dung cười nói, tôi không có việc gì thì không đến gặp anh được sao? Võ cổ và thế giới bình thường có sự phân biệt rõ ràng, tôi và cô không phải cùng một thế giới. Diệp Lâm nói, cô đừng đột tới đây, chắc không phải để uống trà nói chuyện phiếm với tôi đâu, phải không? Thật nhàm chán, Tân Tuyết Dung mắng, được thôi, hôm nay tôi đến là để mang đến cho anh một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe câu nào trước? Diệp Lâm nghe vậy thì khẽ cau mày, quả nhiên là có chuyện. Vậy cô nói tin xấu trước đi. Diệp Lâm đáp. Nghe vậy, Tân Tuyết Dung lấy ra một phong thư, nghiêm túc nói, tôi thay mặt 7 gia tộc võ cổ tới đây gửi chiến thư cho anh. Chiến thư? Diệp Lâm nghe vậy thì sửng sốt. Đúng vậy. Tân Tuyết Dung nói, võ cổ vốn cao quý, vậy mà anh lại lần lượt giết chết các võ cổ giả, khiến giới võ cổ phẫn nộ. Nhà họ Ninh là người cầm đầu, liên thủ với 7 gia tộc võ cổ, chính thức gửi cho anh chiến thư, quyết chiến một trận. Diệp Lâm liếc nhìn lá chiến thư, nói như vậy, 7 nhà các cô sẽ liên thủ đánh tôi. Ừ, Tân Tuyết Dung gật đầu, cũng có thể hiểu là vậy, nhưng 7 gia tộc võ cổ sẽ không cùng nhau ra tay, nếu đã có chiến thư, tất nhiên sẽ thi đấu công bằng. 7 gia tộc hợp lực lại còn nói công bằng nữa sao? Vậy tin tức tốt là gì? Diệp Lâm tiếp tục hỏi. Tin tốt là bây giờ anh vẫn còn thời gian để chạy trốn. Nhà họ Tần cố gắng nhận công việc đưa thư khiêu chiến này cũng là để báo trước cho Diệp Lâm biết mà chuẩn bị chạy trốn. Nếu giờ anh chạy ra nước ngoài thì vẫn còn kịp. Tần Tuyết Dung tốt bụng chỉ ra một con đường rõ ràng cho Diệp Lâm. Có rất nhiều tổ chức của đại hạ ở nước ngoài, chẳng hạn như Thanh Môn. Với thực lực của anh, nếu có thể tạm thời nương thân ở chỗ họ thì cho dù là giới võ cố của đại hạ cũng sẽ không thế làm gì anh. Theo Tân Tuyết Dung thấy, Diệp Lâm hiện đã bị võ cố giả bao vây, chỉ có một con đường duy nhất, chạy là thượng sách. 7 gia tộc cố võ, Triệu Huyền Đình tỏ vẻ sợ hãi, có phải là Tam Sơn, Ngũ Môn, Thất Thị trong giới võ cổ không? Nếu bị 7 gia tộc này hợp sức chống lại thì... Sắc mặt Triệu Huyền Đình tái nhợt, không dám nghĩ thêm nữa. Nếu so sánh thì việc bị thương hội của Yến Kinh chèn ép chỉ là trò trẻ con. Bị các võ cổ giả nhắm tới, lại là 7 gia tộc cùng một lúc, làm sao có thể sống sót được. Anh Diệp, tôi sẽ đặt vé máy bay cho anh ngay. Triệu Huyền Đình nói, anh mau trốn ra nước ngoài đi. Vừa hay, nhà họ Triệu chúng tôi cũng có một sổ sản nghiệp ở nước ngoài. Nếu cần thiết, chúng tôi cũng có thể nhờ người đại hạ ở địa phương giúp liên lạc với một số tổ chức ở nước ngoài để xin tị nạn. Bạch Vi Vi cũng nói, việc ở đây giao cho tôi xử lý, anh không cần lo lắng, có nguy hiểm thì nhanh chóng rời đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều muốn Diệp Lâm chạy trốn thật xa để tránh khỏi nguy hiểm. Chạy trốn, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, tại sao tôi lại phải chạy trốn? Nếu bọn họ muốn tìm tôi đánh nhau, vậy thì cứ đánh thôi. Chẳng cần biết là 7, 8 hay 10 gia tộc, tôi cũng sẽ chấp nhận lá thư khiêu chiến này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Tuy rằng Tần Tuyết Dung cũng nghĩ có lẽ Diệp Lâm sẽ chấp nhận, nhưng không ngờ anh lại chấp nhận đơn giản như vậy, không chút do dự. Anh Diệp, hãy suy nghĩ kỹ. Tần Tuyết Dung nhắc nhở, tình huống lần này không giống như bình thường đâu. Những người mà anh giết trước đây thực ra cũng không mạnh lắm so với giới võ cổ, bao gồm cả ông anh họ bất tài của tôi, họ đều là kẻ đứng cuối trong gia đình. Mà lần này, anh phải đối mặt với 7 gia tộc. Mỗi gia tộc sẽ phái một người tương đối mạnh. Có lẽ một trận chiến đã có thể phân định thắng bại và giết chết anh rồi. Nói rồi, Tân Tuyết Dung lại nói rõ quan điểm của mình. Nhà họ Tân chúng tôi không muốn trở thành kẻ thù của các anh, nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo số đông thôi. Cho nên chúng tôi mới nghĩ đến việc báo trước cho anh, bảo anh ra nước ngoài trốn một thời gian. Diệp Lâm nói, cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng một khi tôi đã quyết tâm, tuyệt đối sẽ không bao giờ lùi bước. Nghe vậy, Tần Tuyết Dung lại giật mình, không ngờ Diệp Lâm lại kiên quyết như vậy. Khi đó, nhà họ Tần của cô có thể chọn đấu vòng cuối cùng. Diệp Lâm nói, sau khi tôi đánh bại 6 gia tộc rồi, chắc không cần phải đấu vòng thứ 7 nữa, đúng chứ? Tần Tuyết Dung thật sự không biết sự tự tin của Diệp Lâm từ đâu mà ra. Đến lúc đó, đối thủ mà anh phải đối mặt ít nhất sẽ là một tông sư cấp 1. Tần Tuyết Dung chỉ ra, anh có thể đối phó được không? Hơn nữa không phải chỉ một người thôi đâu. Diệp Lâm suy nghĩ một lát, phát hiện cho tới bây giờ, đúng là chưa từng đánh với đối thủ trên cấp 2 bao giờ.
thậm chí mấy ngày trước, thực lực của thái tuế bệnh tật mà anh đối đầu cũng chỉ ở giữa cấp 1 và cấp 2 mà thôi. Không sai, tôi cũng muốn xem tông sư cấp 1 của võ cổ Trà Các cô manh đến mức nào. Tần Tuyết Dung muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng Diệp Lâm đã ngắt lời, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị ăn tối, cô cũng đi cùng luôn đi. Nếu còn chuyện gì thì lát nữa hãy nói sau. Tần Tuyết Dung suy nghĩ một lát, đành phải đồng ý, dự định giới thiệu chi tiết cho Diệp Lâm sức mạnh của 7 gia tộc võ cổ tại bữa tiệc tối, để anh thấy khó mà lui. 7 gia tộc võ cổ mỗi người đều có thế mạnh riêng, anh Diệp, đừng khinh địch. Ngay sau đó, Diệp Lâm đưa Susan, Bạch Phi Phi, Triệu Uyển Đình và Tần Tuyết Dung đến một khách sạn lớn do nhà họ Diệp điều hành để ăn tối. Vừa bước vào sảnh, yo, nhìn xem tôi gặp ai này. Đột nhiên, một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên từ bên cạnh. Anh trai, anh có phúc thật, được nhiều người đẹp vây quanh như vậy. Người lên tiếng không ai khác chính là em trai cùng cha khác mẹ của Diệp Lâm, Diệp Trạch. Lúc này, cậu ta đang chăm chú nhìn những người phụ nữ bên cạnh Diệp Lâm bằng đôi mắt hí đầy ghen tị. Xem nó còn có thể sống hạnh phúc được bao nhiêu ngày nữa. Nó đã bị thương hội tẩy chay rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ không có chỗ đứng ở Yến Kinh. Lúc này, hai anh em nhà họ Hứa là Như Hải và Hứa Như Vân cũng đi tới. Như người ta thường nói, oan gia ngõ hẹp. Hóa ra hôm nay gia đình họ cũng tới đây dùng bữa để ăn mừng. Đụng mặt hai mẹ con Hứa Như Vân và Diệp Trạch thì đã đành. Nhưng điều khiến Diệp Lâm cảm thấy kỳ quái chính là Hứa Như Hải vẫn bình an vô sự xuất hiện ở đây. Phải biết là lần trước Hứa Như Hải tìm tay sai của Long Môn đối phó Diệp Lâm không thành, bị Diệp Lâm đánh cho tàn phế. Sau đó nghe nói ông ta được nhà họ Hứa đưa ra nước ngoài. Không ngờ ông ta lại lành lạnh trở về nhanh như vậy. Xem ra ở nước ngoài cũng có thần y, nếu không Hứa Như Hải đã mất hết tứ chi sẽ không thể nhanh chóng khôi phục sức khỏe như vậy. Như người ta vẫn nói, kẻ thù gặp nhau thì hai mắt đỏ ngầu. Hứa Như Hải cũng trừng mắt nhìn Diệp Lâm, hai mắt gần như phun ra lửa. Tên nhóc, tao nghe nói mày vừa tuyên bố muốn thành lập một thương hội mới. Hứa Như Hải vừa tức giận vừa cười nhạo. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mày tưởng mày là ai mà muốn tự lập thương hội riêng, mày thật sự cho rằng năm đại gia tộc bọn tao chỉ là đồ trang trí thôi sao? Để rồi xem, đến lúc đó ai dám gia nhập thương hội mới của mày? Gia nhập thương hội mới đồng nghĩa với việc mất đi mọi sự hợp tác từ năm đại gia tộc. Ở Yến Kinh, 80% sản nghiệp đều do năm đại gia tộc nắm giữ, đây là một thực tế không ai có thể trốn tránh. Bởi vậy, Hứa Như Hải không sợ thương hội mới, thậm chí còn nóng lòng muốn xem trò cười của họ. Hừ, đến lúc đó, chắc cũng chỉ có mình mày một hội mà thôi. Hứa Như Vân cũng lạnh lùng nói, mà khi mày mất đi tất cả, ngay cả nhà họ Diệp cũng sẽ không chứa chấp loại như mày. Để xem mày kiêu ngạo được bao lâu. Ai nói không có người gia nhập. Lúc này, Triệu Uyển Đình đứng lên nói, nhà họ Triệu. Chúng tôi sẽ gia nhập thương hội mới. Hứa Như Hải lại lạnh lùng nhìn Triệu Uyển Đình, nói, tôi không để ý đại tiểu thư nhà họ Triệu cũng ở đây. Không ngờ cô lại chơi cùng thằng nhóc này, đúng là tự hủy hoại mình. Nhưng đáng tiếc, cô chỉ nói miệng có ích lợi gì. Quyền lực nhà họ Triệu hiện đang nằm trong tay bác của cô. Hơn nữa, tôi và Thiên Thông có quan hệ rất tốt. Cô cho rằng chú cô sẽ nghe lời cô sao? Ha ha! Diệp Lâm cũng lười nói chuyện với đám người này, định rời đi ngay. Bọn họ chỉ là những kẻ bại trận dưới tay anh, trước đây là thế, bây giờ và sau này cũng sẽ như vậy. Chúng ta đi vào thôi, Diệp Lâm nói với mọi người. Dừng lại, thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lúc này Diệp Trạch lại ngang ngược ngăn cản, anh trai à, anh không biết ông nội đã mua lại khách sạn này rồi sao? Bây giờ tôi chính là ông chủ của khách sạn này, xin mời anh rời đi cho, nơi này không chào đón anh. Khách sạn của cậu, nghe vậy, Diệp Lâm dừng bước, sau đó nhắc nhở, chắc là cậu đã quên rằng hiện nay tôi mới là gia chủ nhà họ Diệp. Còn các cậu đã bị tôi đuổi khỏi gia tộc rồi. Tôi không quan tâm trước đây các cậu nắm giữ bao nhiêu quyền lực ở trong tộc. Rốt cuộc thì hiện giờ các cậu chẳng là cái gì cả. Nghe vậy, Diệp Trạch bật cười thành tiếng. Đừng có lấy chuyện chủ một nhà ra nói nữa. Với một tên chỉ có cái danh gia chủ như anh, để xem người phía dưới nghe tôi hay nghe anh. Dứt lời, Diệp Trạch gọi quản lý đại sảnh. Tiểu Lưu, cho anh trai tôi vào số đen của khách sạn. Sau này không cho phép anh ta đi vào khách sạn nữa. Quản lý Lưu mập mạp tuy rằng lộ vẻ khó xử, nhưng cũng căng ra đầu mà làm theo ý của Diệp Trạch.
bây giờ đuổi hết đám người này ra ngoài cho tôi. Diệp Trạch dùng thân phận giám đốc khách sạn để ra lệnh. Quản lý Lưu đành phải khép nép đi tới trước mặt Diệp Lâm, nói, cậu cả. Gọi tôi là gia chủ. Diệp Lâm sửa đúng. Vâng, gia chủ, quản lý Lưu tất nhiên cũng biết sự thay đổi trong nhà họ Diệp, chỉ là chi tiết cụ thể còn chưa được triển khai. Ví dụ như sản nghiệp liên quan khách sạn vẫn còn nằm trong sự khống chế của hai mẹ con Hứa Như Vân, Diệp Lâm chưa thể thu quyền được. Gia chủ, anh xem, quản lý Lưu cũng rất khó xử, hay là anh sang nơi khác ăn cơm đi. Diệp Lâm không nhịn được bật cười. Mình là gia chủ nhà họ Diệp, nếu mình đến khách sạn nhà mình ăn cơm cũng bị đuổi ra ngoài, thì sau này mình cũng đừng làm việc ở Yến Kinh nữa. Quản lý Lưu, anh đi xuống trước đi. Diệp Lâm sắp xếp, hôm nay tôi sẽ đế cho các anh xem ai mới là gia chủ nhà họ Diệp. Thấy Diệp Lâm không đi, Diệp Trạch lập tức gọi bảo vệ. Đội trưởng đội bảo vệ ở đây là người của Diệp Trạch, do anh ta tự mình đề bạt. Hừ, dù anh tạm thời đoạt quyền thành công giành được nhà họ Diệp thì sao chứ? Phía sau Diệp Trạch lập tức xuất hiện hơn 100 tên bảo vệ. Anh thử xem có ai nghe theo lệnh anh không? Thấy vậy, Diệp Lâm hơi nhíu mày. Tuy rằng sau khi đoạt quyền, Diệp Lâm có phái người đi thu quyền, nhưng hiển nhiên là tiến độ rất chậm. Ngoài ra, Diệp Lâm vẫn còn thiếu người đáng tin bên trong nhà họ Diệp. Nói giang ra là đám già cả trong tộc vì áp lực đến từ anh mà đồng ý ủng hộ anh, thực tế thì bọn họ đều lá mặt lá trái, người nào cũng mang ý xấu. Đám người Diệp Trạch quản lý việc kinh doanh gia tộc nhiều năm. Muốn hoàn toàn xóa bỏ lực ảnh hưởng trong một sớm một chiều là chuyện không thể nào. Giống như hiện giờ, nhà họ Diệp đã đi tìm thương hội hợp tác chèn ép Diệp Lâm, có rất nhiều người trong thương hội không coi trọng Diệp Lâm. Đúng lúc này, bên ngoài có một đám người xông vào bao vây hết đám bảo vệ kia. Bọn họ là đám người Hắc Long canh giữ ở bên ngoài, thấy bên trong không đúng liền dẫn người lao vào giúp đỡ. Long Vương, phải xử lý đám người này thế nào? Hắc Long dùng một chán đá văng đội. Trưởng đội bảo vệ rồi đứng đợi lệnh của Diệp Lâm. Diệp Trạch thấy vậy thì luống cuống, các anh muốn làm gì? Ai cho các anh xông vào đây? Đấy là chuyện riêng của khách sạn chúng tôi, ai cho đám người ngoài các anh xen vào? Ha ha, ngại quá, chúng tôi không phải là người ngoài. Hắc Long cười lạnh nói, khu này đều là địa bàn của tôi. Hắc Long, lúc này, Hứa Như Hải có chút giận dữ chất vấn, cậu thật đúng là càng sống càng không có tiền đồ, thế mà lại đi nghe lệnh thằng nhãi họ Diệp kia. Cậu có còn dáng vẻ một kẻ làm đại ca nữa hay không? Tống giám đốc Hứa, còn chưa đến lượt ông khoa tay múa chân khi Hắc Long tôi làm việc. Hắc Long lạnh lùng phản bác, tôi khuyên ông ăn nói cẩn thận một chút, thằng nhãi họ Diệp gì hả, đây chính là Long Vương của chúng tôi. Long Vương hả, lúc này, một người đàn ông trung niên đeo ô xanh đứng bên cạnh Hứa Như Hải đột nhiên lên tiếng, chẳng phải Long Vương nổi tiếng khắp nước đã mất tích nhiều năm rồi sao? Sao bây giờ lại nhảy ra một Long Vương nữa? Còn là một thằng nhãi chưa đủ lông đủ cánh. To gan, dám vô lễ với Long Vương hả? Hắc Long nhíu mày, lập tức ra tay với người đàn ông trung niên kia để giết gà dọa khỉ. Có điều, lúc Hắc Long sắp tới gần người đàn ông kia. Quanh thân người đàn ông chợt bùng nổ một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hắc Long, cẩn thận, Diệp Lâm lập tức nhắc nhở. Anh còn chưa dứt lời thì Hắc Long giống như là bị đâm vào vách tường, lập tức bắn ngược trở lại, nắm đấm vung lên suýt nữa vỡ nát. Khí thế mạnh ghê, ông ta là ai vậy? Hắc Long không nhịn được hô lên, sau lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh. May là mình của hiện giờ từng được Diệp Lâm chỉ điểm, thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu đối là trước đây thì một chiêu mới vừa rồi nhất định sẽ làm mình bị thương nặng, nói không chừng cánh tay sẽ tàn luôn. Thấy vậy, người đàn ông kia búng nhẹ vạt áo, nói, chín con rắn dưới trướng lão Long Vương xem như có một chút năng lực. Rất hiển nhiên, Hắc Long có thể chịu nổi một đòn bắn ngược của ông ta khiến ông ta có chút bất ngờ. Ha ha, Hắc Long, cậu đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngay cả Hồng Đại Sư cũng không biết hả? Lúc này, Hứa Như Hải đắc ý lên tiếng giới thiệu. Đây chính là Hồng Sơn Di, Hồng Đại Sư, một vị đường chủ của thanh môn nước ngoài. Thanh môn nước ngoài. Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều rất chấn động. Nhất là Tần Tuyết Dung bên cạnh Diệp Lâm. Mới vừa rồi cô ta còn đề nghị Diệp Lâm tìm kiếm che chở từ thanh môn nước ngoài. Nào ngờ mới chỉ chớp mắt lại gặp được một vị đường chủ thanh môn. Thanh môn, Hồng đường chủ, Hắc Long chợt hiểu ra vấn đề, thảo nào đối phương còn chưa động thì mình cũng đã thua rồi. Thì ra là thanh môn cực kỳ nổi tiếng ở nước ngoài.
mình thua không oan chút nào. Người ta nói nơi có người là nơi có giang hồ. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người đại hạ di dân nước ngoài. Tới nơi đất khách quê người, bọn họ phải ôm đoàn sưởi ấm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Thanh Môn chính là một bang phái lớn nhất do người đại hạ lập nên ở nước ngoài. Có rất nhiều tên ác ôn trốn ra nước ngoài. Đều được Thanh Môn nhận vào làm việc cho mình. Trải qua vài trăm năm phát triển, Thanh Môn đã có quy mô và thế lực khổng lồ. Cho dù là Lão Long Vương đã từng thống nhất các thế lực ngầm của Cửu Châu ở Đại Hạ, cũng khó có thế so với Thanh Môn nước ngoài. Rốt cuộc thì thế lực Thanh Môn lan rộng mọi ngõ ngách bên ngoài Đại Hạ. Chỉ cần là nơi có người Đại Hạ thì sẽ có bóng dáng của Thanh Môn. Không xong rồi, thấy vậy, Triệu Uyển Đình cũng cảm thấy không ổn. Không ngờ nhà họ Hứa lại mời được người của Thanh Môn nổi tiếng nước ngoài. Trong mắt Triệu Uyển Đình, cho dù là mạnh mẽ như Diệp Lâm thì cũng khó đối phó với người Thanh Môn. Lúc này, Hứa Như Hải vô cùng đắc ý nói, họ Diệp kia, có phải là cậu rất tò mò vì sao tôi lại lành thương nhanh như vậy không? Ha ha, đương nhiên là thần y của Thanh Môn chữa hết cho tôi. Hiện giờ, nhà họ Hứa chúng tôi đã kết làm đồng minh với Thanh Môn, được Thanh Mòn che chở. Nhãi danh, cậu đánh nhau giỏi lắm cơ mà. Lần này tôi cố ý mời Hồng Đại Sư tới đây để dạy dỗ câu. Lần này Hứa Như Hải về nước với tâm thái thỏa thuê đắc ý, thậm chí cảm thấy nhờ họa được phúc. Khoảng thời gian trước đây, ông ta vì bị thương nên bị đưa ra nước ngoài, nhờ vậy mới kết bạn được với người của Thanh Môn. Nhà họ Hứa và Thanh Môn thỏa thuận hợp tác chặt chẽ. Nhà họ Hứa ra tiền, Thanh Môn ra người bảo vệ sự an toàn cho nhà họ Hứa. Lần này, Thanh Môn cố ý phái Hồng Sơn Di Hồng Đại Sư đi theo Hứa Như Hải về nước, thay Hứa Như Hải giải quyết một vài ân oán cá nhân trong nước. Tối nay, nhà họ Hứa vốn định mở tiệc long trọng chiêu đãi Hồng Đại Sư, nào ngờ oan ra ngõ hẹp gặp được Diệp Lâm. Hừ, tao không định ra tay vào tối nay, để tránh làm Hồng Đại Sư mất hứng. Hứa Như Hải lạnh lùng nói, nhưng mày dám gây chuyện ở đây, vậy thì đừng trách bọn tao không khách sáo. Dứt lời, Hứa Như Hải khom lưng nói với Hồng Sơn Di, Hồng Đại Sư, chính là thằng nhãi này từng làm tòi bị thương. Chỉ cần giết cậu ta thì nhà họ Hứa chúng tôi sẽ không còn phải lo lắng gì cả. Nghe vậy, Hồng Sơn Di gật đầu, nói, được rồi, lần này tôi về nước là để giải quyết phiền phức cho nhà họ Hứa các người mà. Nếu là kẻ thù gặp nhau thì không cần phải nhiều lời, ra tay đi. Hồng Sơn Di vừa nói chuyện vừa đi lên phía trước một bước, mặt sàn cẩm thạch bị in xuống một dấu giày rõ ràng, có thể thấy được lực lượng của ông ta mạnh đến mức nào. Thấy đối phương muốn ra tay, Triệu Uyển Đình lo lắng Diệp Lâm sẽ không có ưu thế khi đánh với cao thủ nước ngoài, vậy nên vội vàng đi lên nói, Hồng Đại Sư đợi đã. Tôi là Triệu Uyển Đình nhà họ Triệu ở Yến Kinh, nhà họ Triệu chúng tôi cũng có nhiều dự án hợp tác với Thanh Môn ở nước ngoài. Không biết ông có thể nể mặt nhà họ Triệu chúng tôi mà dừng chuyện ở đây không? Nghe đến tên tuổi nhà họ Triệu ở Yến Kinh, Hồng Sơn Di khựng bước, không ra tay nữa. Hóa ra là cháu gái của ông Triệu hả? Hồng Sơn Di trầm giọng nói. Cô là người nhà họ Triệu, theo lý thì Thanh Môn chúng tôi phải nể mặt ông Triệu. Nghe vậy, Triệu Uyển Đình vui vẻ, vừa định nói lời cảm ơn. Có điều, Hồng Sơn Di lại đổi giọng, nói, hiện nay nhà họ Hứa cũng trở thành ông chủ của chúng tôi. Nhà họ Hứa gặp phiền phức, Thanh Môn không thể không quản. Có điều, cô Triệu cứ yên tâm, Thanh Môn làm việc lúc nào cẩn thận, tuyệt đối không liên lụy đến người vô tội, càng không lan tới người nhà họ Triệu. Dứt lời. Hồng Sơn Di nhìn về phía Diệp Lâm, lạnh lùng nói, hôm nay tôi chỉ giết thằng nhãi kia thôi. Thấy dùng tên tuổi gia tộc cũng không được, Triệu Uyển Đình chỉ có thể sốt ruột hỏi, nhà họ Hứa cho các ông bao nhiêu tiền. Nhà họ Triệu chúng tôi có thể bồi thường gấp đôi, xin các ông hãy quay lại nước ngoài đi. Ha ha, Hồng Sơn Di cười lạnh lùng, đây không phải là vấn đề về tiền. Lấy tiền của người, làm việc thay người, đây chính là uy tín của Thanh Môn chúng tôi. Thấy nhà họ Triệu gây chuyện, Hứa Như Hải khinh thường cười nhạo, cô cho rằng chỉ có nhà họ Triệu các cô là có tiền hay sao? Nói cho cô biết, tiền tài không phải là vạn năng. Hồng Sơn Di đi lên một bước, chỉ thẳng vào Diệp Lâm, hôm nay dù là ai ra mặt hòa giải cũng không được. Thế hả? Lúc này, Hoa Quốc Đống dẫn vài tên thị vệ Phủ Thuận Thiên chạy vào. Nếu là Phủ Thuận Thiên chúng tôi thì sao? Hóa ra là Hoa Quốc Đống đi đến dự tiệc. Vừa lúc thấy cảnh nhà họ Hứa ỷ vào cao thủ mời đến từ nước ngoài đòi đánh đòi giết sư phụ mình. Hoa Quốc Đống sợ sư phụ chịu thiệt,
vậy nên vội vàng điều binh từ phủ Thuận Thiên đến giúp đỡ. Hồng đại sư, thanh môn của các ông ở nước ngoài giết người phóng hỏa cũng được, trừng gian diệt ác cũng thế, dù có làm gì thì phủ Thuận Thiên chúng tôi đều không thể quản được. Nhưng ở Yến Kinh, tại Đại Hạ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép các ông cản rỡ. Tôi Khu Viên Ôn Quy đến từ đâu thì đi về đấy đi. Sư phụ, Hoa Quốc Đồng đứng bên cạnh Diệp Lâm, cười tranh công, đừng lo lắng, tôi tới giúp anh đây. Hai anh em Hứa Như Hải thấy vậy thì cảm thấy khó hiểu, không biết thằng nhãi Diệp Lâm chơi chung với đại thiếu gia ăn chơi trác táng của Phủ Thuận Thiên khi nào vậy? Nếu Phủ Thuận Thiên xen vào chuyện này thì đúng là hơi khó làm rồi. Hồng Sơn Di nhìn thoáng qua Hoa Quốc Đống và đám thị vệ mà Hoa Quốc Đống dẫn đến. Cuối cùng, ông ta nhìn về phía Diệp Lâm, lạnh lùng nói, nhãi danh, cậu lớn mặt thật đấy. Đầu tiên là nhà họ Triệu, sau đó là Phủ Thuận Thiên, xem ra cậu cũng hô mưa gọi gió ở Yến Kinh đấy chứ. Nghe vậy, Hứa Như Vân khinh thường nói, chỉ dựa vào cái miệng đi giả danh lừa bịp thôi. Tuy rằng ngoài miệng bà ta không phục, nhưng mà trong lòng bà ta lại ghen ghét đến mức điên cuồng. Bà ta thầm nghĩ, nếu con trai mình cũng có nhân mạch lớn như thế thì tốt rồi. Hồng Sơn Di lại không nghĩ vậy, nếu thằng nhãi kia chỉ có cái miệng thì tôi cần gì phải chạy. Từ nước ngoài về đây một chuyến. Hứa Như Hải vội vàng nói, làm phiền Hồng Đại Sư ra tay, giúp nhà họ Hứa chúng tôi loại bỏ phiền phức. Yên tâm đi, thái độ của Hồng Sơn Di vẫn còn rất kiên quyết. Tôi nói rồi, hôm nay dù là ai ra mặt hòa giải cũng không được, kể cả người của Phủ Thuận Thiên cũng không quản được tôi. Hoa Quốc Đống lạnh lùng nói, Hồng Đại Sư, ông dám đánh chết người ngay trong địa phận của chúng tôi và ngay trước mặt Phủ Thuận Thiên chúng tôi hả? Có gì không dám, Hồng Sơn Di cười lạnh nói, thanh môn chúng tôi làm việc, còn chưa đến lượt Phủ Thuận Thiên các cậu nhúng tay vào. Huống chi, cậu chỉ dẫn vài binh tôm tướng cua đến đây mà cũng đòi cản tôi hả? Buồn cười, Hồng Sơn Di không hề coi trọng đám người mà Hoa Quốc Đống dẫn đến. Nếu không phải vì bộ đồ quan trên người bọn họ, thì ông ta có thể giết chết bọn họ bất cứ lúc nào. Ông, nghe vậy, Hoa Quốc Đống lập tức giận dữ. Anh ta muốn bắt tên điên nước ngoài kia, nhưng anh ta cũng biết rằng chỉ với vài người bên cạnh mình là không đủ. Nếu thật sự ra tay thì thế nào cũng sẽ có thương vong. Lúc này, Hoa Quốc Đống cầm điện thoại đế sau lưng, định đi gọi người giúp đỡ. Hừ, cậu định gọi thêm người nữa hả? Muộn lắm rồi. Hồng Sơn Di hừ lạnh một tiếng. Chờ lúc người đến thì tôi đã giải quyết thằng nhãi kia xong và cao chạy xa bay rồi. Ở trong mắt Hồng Sơn Di, giải quyết thằng nhãi trước mắt chỉ là chuyện của hai ba chiêu. Mặc dù khi xong việc, ông ta phải đối mặt với nhiều thị vệ Phủ Thuận Thiên hơn nữa, thì với thực lực của ông ta, cũng có thể an toàn rút lui. Cao thủ thanh môn tung hoành nước ngoài, nếu không có một chút bản lĩnh chạy trốn thì chắc là đã ở tù lâu rồi, làm gì có thanh môn nổi tiếng ngày nay. Lúc này, Diệp Lâm cảm ơn ý tốt của mọi người, cất bước đi lên. Nếu đối phương nhắm vào tôi thì không cần người khác xen vào, để tôi tự mình xử lý là được. Có điều, Triệu Uyển Đình vẫn còn cảm thấy lo lắng, thật sự không muốn nhìn thấy Diệp Lâm và Thanh Môn trở thành kẻ thù của nhau. Rốt cuộc thì lúc nãy nghe nói Diệp Lâm bị bảy thị cổ võ hợp tác khiêu chiến, có khi còn cần phải ra nước ngoài tìm kiếm sự che chở từ Thanh Môn. Nếu bây giờ hai bên vung tay đánh nhau thì chẳng phải là đang không kiếm thêm một kẻ thù hay sao? Nhưng mà, Diệp Lâm không hề nghĩ như vậy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, thì phải giết người. Hồng Đại Sư, mời ông nhớ kỹ. Diệp Lâm bước lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói, không phải là tôi và Thanh Môn trở mặt thành thù, mà là ông tự tìm đường chết. Nghe vậy, Hồng Sơn Di nối giận. Nhãi danh, chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng hả? Hôm nay dù là Giê-xu tới đây thì cũng không thể cứu được mày. Xem chiêu, chết đi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Hai người một lời không hợp là lao vào đánh nhau. Ngay sau đó, quyền quyền va chạm, vừa vung tay lên là đã đấm nhau ba quyền. Bịch bịch bịch, giống như ba tiếng sấm sét chấn động đất trời. Mọi người xung quanh nghe thấy đều hoảng sợ. Có vài người nhát gan yếu ớt thậm chí sợ tới mức bịt kín đôi tai, choáng váng mặt mày. Ơ kìa, sau ba quyền, Hồng Sơn Di không nhịn được hô lên. Không ngờ một quyền mạnh mẽ của mình, theo sau là quyền sau mạnh mẽ hơn quyền trước, vốn tưởng rằng có thể đánh bay đối phương, thậm chí là đánh chết ngay tại chỗ. Kết quả không ngờ rằng ba quyền qua rồi, lại chẳng thế làm gì được đối phương. Lúc này, Hồng Sơn Di mới nhận ra rằng mình coi thường người trẻ tuổi trước mặt,
cậu ta đúng là có một chút bản lĩnh. Khá tốt, không có bao nhiêu người có thể đỡ được ba quyền của tôi. Hồng Sơn Di khen ngợi, cậu xứng đáng làm đối thủ của tôi, đáng giá để tôi lấy hết sức ra đánh. Không ngờ, Diệp Lâm lại lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, tôi khuyên ông hãy lấy hết sức ra đánh đi, nếu không thì ông còn chưa đủ trình độ làm đối thủ của tôi đâu. Nếu ở thanh môn nước ngoài, người như ông cũng có thể làm đường chủ, thì thanh môn cũng chỉ thế mà thôi. Vừa rồi Diệp Lâm chỉ thuận tay đánh ra ba quyền, ngay cả một phần thực lực cũng chưa dùng, tương đương với ném đá dò đường, thăm dò thực lực của đối phương. Kết quả thăm dò khiến anh rất thất vọng. Đi nhờ một thanh môn như thế bảo vệ mình hả, ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu. Nhãi danh, Hồng Sơn Di nổi giận, đừng tưởng rằng có thể đỡ được ba chiêu của tao là có thể đánh nhau với tao. Tao còn chưa dùng hết sức. Hồng Đại Sư, đừng khách sáo với thằng nhãi kia nữa. Hứa Như Hải vội vàng nói, nhãi danh kia không thấy quan tài không đổ lệ, đánh nhanh thắng nhanh, đánh chết cậu ta đi. Thấy Hồng Sơn Di dùng ba chiêu mà vẫn chưa đánh chết đối phương, Hứa Như Hải bắt đầu căng thẳng. Ông ta vốn tưởng rằng mời cao thủ nước ngoài sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng mà bây giờ lại có chút lo lắng rồi. Tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương đấy nha. Lúc này, mọi người xung quanh thấy Diệp Lâm đỡ xong ba chiêu vẫn còn đứng vững thì một lòng lo lắng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Sư phụ ghê gớm, Hoa Quốc Đống yên tâm nói, suýt chút nữa quên mất, ngay cả Tọa Sơn Điêu cũng không phải là đối thủ của sư phụ mà. Xem ra Hồng Đại Sư của Thanh Môn cũng chỉ có thế thôi. Tọa Sơn Điêu. Hồng Sơn Di cảm thấy danh hiệu này quen quen, có điều trong nhất thời lại không nhớ ra. Hiện giờ đang lúc đối đầu với kẻ địch mạnh, ông ta không thể suy nghĩ miên man được. Thấy Hoa Quốc Đống nói năng mang ý khinh thường mình, ông ta thẹn quá hóa giận hơn nữa. Nếu không thế đánh chết Diệp Lâm ngay tại chỗ, thì chẳng phải là làm mất mặt Thanh Môn hay sao? Dám khinh thường tao hả? Hồng Sơn Di lập tức giang tay ra, khí thế cả người đều hay đối, để cho bọn mày thấy được thực lực thật sự của tao. Hổ Hạc Song Hình Quyền. Hồng Sơn Di chính là người kế thừa Hồng Quyền. Và Hố Hạc Song Hình Quyền chính là một tuyệt chiêu thuộc Hồng Quyền. Hố Hạc hợp nhất, thiên hạ vô địch. Bên trong quyền có sự uy mãnh của hố, lại có sự nhanh nhẹn của hạc. Hồng Sơn Di một tay làm miệng hổ, một tay làm mõm hạc. Hai dạng hổ hạc, mơ hồ thành khí thế. Hồng Quyền hả, thấy vậy, Diệp Lâm mỉm cười, Hồng Quyền của ông chưa đạt đâu. Xem Hồng Quyền của tôi đi. Công tự phục hổ quyền. Ngay sau đó, khí thế quanh thân chấn động núi sông, bước đi mưa gió dâng trào. Rốt cuộc thì vị sư phụ thứ 8-14 của Diệp Lâm chính là con cháu của Hồng Hy Quan người sáng lập ra Hồng Quyền chính tông, mạnh hơn cái loại người thừa kế như Hồng Sơn Di nhiều. Ngay sau đó, hai người cùng dùng Hồng Quyền với cách đánh khác nhau. Một người dùng dạng hổ hạc, vừa tĩnh vừa động, bên trong uy mãnh xen lẫn ba phần nhẹ nhàng. Một người dùng thế rộng rãi phóng khoáng, khí thế hùng hồn, uy lực mạnh mẽ, cực kỳ bá đạo. Công tự phục hổ quyền được Hồng Hy Quan cải tiến từ thập bát la hán phục hổ quyền, thế tấn công chữ Y, cực kỳ mạnh mẽ. Bên trong Hồng Quyền có ba quyền phổ biến là công tự phục hổ quyền, thiết tuyến quyền và hố hạc song hình quyền, mỗi quyền có đặc điểm khác nhau, lại bổ sung cho nhau. Hồng Sơn Di thấy Diệp Lâm có thể dùng Hồng Quyền thì rất giật mình. Ông ta thầm nghĩ chẳng lẽ thằng nhãi này cũng cùng một môn với mình. Có điều, quyền đã vung lên rồi, không còn kịp hỏi nhiều nữa. Ngay sau đó, quyền quyền va chạm, vang lên một tiếng chấn động đất trời. Răng rắc. Lúc này, Hồng Sơn Di cảm thấy cánh tay phải đau âm ỉ. Đồng thời, cánh tay trái đánh ra dạng hạc cũng bị đối phương dễ dàng né tránh bằng bước đi kỳ diệu. Một quyền đi qua, Hồng Sơn Di bị bắn ngược lại, lùi ra sau liên tục, hổ khấu tê dại. Sao có thế chứ? Hồng Sơn Di khó có thể tin nổi rằng một đòn mạnh nhất của mình lại bị đẩy ngược lại, toàn bộ cánh tay suýt nữa phế đi. Điều khiến Hồng Sơn Di sốc hơn là đối phương thế mà lại biết đánh Hồng Quyền, cùng ra một môn với mình. Dùng Hồng Quyền đánh Hồng Quyền. Hồng Sơn Di có tiếng là tông sư ở nước ngoài, đánh thắng biết bao nhiêu tay quyền, hôm nay lại vấp ngã ở Yến Kinh, thua trong tay một người trẻ tuổi. Cậu, rốt cuộc là ai hả? Sao cậu cũng biết Hồng Quyền? Đừng nói là Hồng Sơn Di sốc, mọi người xung quanh ở đây cũng sốc. Không ngờ ngay cả cao thủ Thanh Môn cũng không phải là đối thủ của Diệp Lâm. Ơ kìa, mẹ nó, chuyện này là sao đây hả? Diệp Trạch trợn tròn mắt, vội vàng chất vấn, cậu, có khi nào cậu mời một kẻ lừa đảo hay không?
Diệp Trạch vốn đang chờ xem Diệp Lâm bị đánh tơi tả, xong rồi sẽ lên đá thêm vài chân để phát tiết hận thù trong lòng. Kết quả là sau vài chiêu, Diệp Lâm có vẻ đang ở trong thế thắng. Hứa Như Hải thấy vậy cũng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nổi. Ông ta thầm nghĩ đừng có xui xẻo như vậy chứ, khó lắm mới mời được một vị cao thủ cấp đường chủ của Thanh Môn, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Diệp Lâm. Cậu ta có còn là một tên ăn chơi trác táng ở trong trí nhớ của mình nữa không? Sao mới có ngồi tù 5 năm mà lại giống như thay ra đổi thịt vậy? Khiến người ta không thể tin nổi. Hồng Đại Sư, ông ra sức một chút đi. Hứa Như Vân thấy Hồng Đại Sư không đánh được thì sốt ruột đến mức dậm chân tại chỗ, nói, chúng tôi đã đưa tiền rồi, ông cũng đừng cầm tiền mà không chịu ra sức đấy nhé. Bà ta còn chưa thấy rõ thế cục, nghĩ lầm Hồng Đại Sư không chịu ra sức đánh. Lúc này, Hồng Sơn Di chợt nhớ lại một chuyện. Tọa Sơn Điêu, là Tọa Sơn Điêu hoành hành Phụng Thiên đấy hả? Nhớ tới Tọa Sơn Điêu, Hồng Sơn Di không nhịn được hít hà một hơi. Ông ta hàng năm ở nước ngoài, vậy nên không hiểu biết nhiều về một vài cao thủ trong đại hạ, nhưng mà ông ta cũng có nghe người ta nói đòi điều. Nhất là danh tiếng của Tọa Sơn Điêu nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Hồng Sơn Di chợt nhớ trong cuộc họp thường niên năm ngoái, có người đề nghị đi mời chào Tọa Sơn Điêu. Nghe nói thực lực của anh ta thuộc top 10 thanh môn. Thực lực top 10 thanh môn là thực lực mà một gã đường chủ nhỏ nhoi như ông ta có thể so hả? Hồng Sơn Di lập tức nảy sinh ý định rút lui. Diệp Lâm, nể mặt cậu và tôi đều đến từ một môn, và nể mặt lúc nãy nhà họ Triệu cùng với Phủ Thuận Thiên xin tha cho cậu, hôm nay tôi tha cho cậu một lần. Tạm biệt. Dứt lời, Hồng Sơn Di quay người bỏ chạy. Ơ kìa, Hồng Đại Sư, ông đừng đi. Hai anh em nhà họ Hứa đứng bên cạnh thấy vậy thì lập tức đi lên kéo ông ta lại. Ông đi rồi thì chúng tôi biết phải làm sao hả? Hồng Sơn Di vung tay áo lên đấy hai người họ ra. Ông ta hiện giờ tự bảo vệ mình còn khó, làm sao còn để ý tới những người khác được nữa. Tống Giám Đốc Hứa, tôi còn có việc, tôi đi trước một bước, ông hãy chờ Thanh Môn phái người khác đến giúp đỡ đi. Cái gì? Hứa Như Hải nghe vậy thì càng không muốn để đối phương đi. Chúng tôi đã trả tiền rồi. Hứa Như Vân tiếp tục nói lý. Đây không phải là vấn đề về tiền. Hồng Sơn Di lạnh lùng từ chối. Lúc nãy các người cũng nói rồi, tiền không phải là vạn năng. Tạm biệt. Hồng Sơn Di vội vàng bỏ đi. Đứng lại. Lúc này, Diệp Lâm lên tiếng gọi đối phương. Lại. Ai cho ông đi? Yến Kinh Đại Hạ là nơi ông muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả? Anh vừa dứt lời, ngoài cửa lập tức xuất hiện đám người Bạch Long chặn đường đi. Ha ha, đánh không lại liền bỏ chạy, đâu có chuyện tốt như vậy. Hoa Quốc Đống cười lạnh. Ngoan ngoãn ở lại chờ sư phụ tôi xử lý gì. Hồng Sơn Di dừng bước, ngại với khí thế của Diệp Lâm, đành phải quay đầu lại. Cậu muốn sao hả? Tôi chính là đường chủ Thanh Môn đấy. Nếu cậu dám động đến tòi thì Thanh Môn tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Nghe lời uy hiếp mềm như bông từ đối phương, Diệp Lâm không thèm để ý một chút nào. Tôi và Thanh Môn vốn dĩ không thù không oán, cũng không muốn trở thành kẻ địch của Thanh Môn. Diệp Lâm vừa nói vừa đi lên phía trước. Nhưng tôi đã nói rồi, là ông đang tự tìm đường chết. Mỗi khi Diệp Lâm đi lên một bước, Hồng Sơn Di đều sẽ giật mình lùi ra sau một bước, cực kỳ chật vật. Mọi người xung quanh thấy vậy đều rất chấn động. Lúc nãy có ai ngờ rằng một cao thủ Thanh Môn lại có thể bị Diệp Lâm dồn ép đến bước này cơ chứ? Thực lực của Diệp Lâm đúng là quỷ thần khó lường. Tôi cũng chỉ là lấy tiền làm việc thôi. Cậu thả tôi đi đi. Đối mặt với một kẻ địch mạnh, Hồng Sơn Di biết mình không đánh lại, chỉ có thế cúi đầu chịu thua, cậu cho tôi một con đường sống, sau này Thanh Môn chúng tôi tuyệt đối sẽ không trở mặt với cậu. Diệp Lâm mỉm cười, lúc nãy có một câu ông nói không sai. Câu gì? Hồng Sơn Di sửng sốt, không biết đối phương tán thành câu nói nào của ông ta. Hôm nay dù có là Giê-xu tới đây thì cũng không thể nào cứu được ông. Diệp Lâm trả lại câu nói lúc nãy của ông ta cho ông ta. Nghe vậy, Hồng Sơn Di lập tức thay đổi sắc mặt. Ông ta muốn xin tha, nhưng không còn kịp. Nữa rồi. Diệp Lâm từ từ giơ tay lên, rồi lập tức phung thành quyền. Thiết Tuyến Quyền. Nếu đối phương cũng là người thừa kế Hồng Quyền, thì Diệp Lâm cũng sẽ dùng Hồng Quyền tiễn đối phương lên đường. Thiết Tuyến Quyền chính là công pháp nội công, cầu dài ngựa to, dùng khí dục lực, mở ra khép vào. Diệp Lâm đánh ra một quyền. Hai người dù cách xa nhau vài thước,
anh vẫn có thể dùng một quyền đánh vỡ trái tim Hồng Sơn Di, khiến Hồng Sơn Di chết ngay tại chỗ. Diệp Lâm đánh chết Hồng Sơn Di bằng một quyền cách không khiến bầu không khí ở hiện trường trở nên cứng lại. Ngay sau đó, bốn phía lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều trợn mắt há mồm, trên mặt để lộ vẻ hoảng sợ. Ông ta, chết rồi hả? Chắc không đâu, hai người cách xa như vậy mà, tôi không thấy Diệp Lâm đánh trúng ông ta. Có lẽ đây mới chính là cao thủ, cách không đánh Châu hiểu không? Hồng Đại Sư là cao thủ nước ngoài cơ mà, cứ vậy mà bị người ta dùng ba quyền hai chân đánh chết hả? Mọi người nhỏ giọng bàn tán, vẫn còn có chút khó có thể tin. Lúc này, Hắc Long đi lên đá Hồng Sơn Di ngã lăn ra đất, hừ lạnh, ai bảo ông kiêu ngạo hả? Cái gì mà đường chủ thanh môn chứ? Dám đánh nhau với Long Vương chúng tôi, đúng là chán sổng rồi. Hồng Sơn Di bị đá ngã lăn mà vẫn cứ cứng đờ như thi thể, không còn một chút hơi thở nào. Lúc này, mọi người mới nhận ra rằng Hồng Sơn Di Hồng Đại Sư chết thật rồi. Hiện trường lập tức ồn ào hẳn lên. Rất nhiều nhân viên khách sạn chỉ mới lần đầu thấy Diệp Lâm ra tay. Ai cũng rất sợ hãi. Bọn họ thầm nghĩ, quả nhiên, lời đồn đều là sự thật, gia chủ mới của nhà họ Diệp đúng là sát thần. Hồng Đại Sư, Hứa Như Hải chạy đến bên cạnh Hồng Sơn Di, xác nhận ông ta đã chết thật rồi thì sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Chết rồi, chết thật rồi, mày dám giết chết đường chủ thanh môn, mày thật to gan. Hứa Như Hải nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt cực kỳ khó tin. Ngay sau đó, trên mặt ông ta hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa. Thanh môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày, lần này mày chết chắc rồi. Hứa Như Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Đối mặt với sự uy hiếp của Hứa Như Hải, Diệp Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi không quan tâm thanh môn thế nào. Diệp Lâm bình tĩnh nói, chỉ là ông tự lo cho mình trước đi. Dứt lời, Diệp Lâm thay đổi sắc mặt, lạnh lùng hỏi, ông cho rằng tôi sẽ dễ dàng tha cho ông hả? Cái gì? Nghe vậy, Hứa Như Hải run rẩy cả người. Lúc này, ông ta chợt nhận ra rằng mình đã mất đi sự che chở của Hồng Đại Sư, mình sắp rơi vào trong tay thằng nhãi họ Diệp. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn, xung quanh đa số đều là người của Long Môn. Thấy vậy, ông ta như là rơi vào trong động băng. Hừ, mày dám làm gì bọn tao? Lúc này, Hứa Như Vân còn chưa nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn cứ ỷ rằng ở đây có đông người, Diệp Lâm sẽ không dám làm bậy. Tao chính là mẹ kế của mày, đây chính là cậu cả của mày, còn đây chính là em trai cùng cha khác mẹ của mày. Hứa Như Vân nói ra thân phận của ba người. Định dùng tình thân buộc đối phương làm theo ý mình. Cút sang một bên đi. Diệp Lâm vung tay lên, đánh bay Hứa Như Vân cứ lải nhải không yên ra ngoài. A! Hứa Như Vân hét thảm một tiếng, bay ra xa mấy mét, vừa rơi xuống đất là định chửi ầm lên. Kết quả là bà ta vừa mới há miệng, trong miệng dính đầy máu, vài chiếc răng hàm rơi ra. Mẹ, thấy vậy, Diệp Trạch vội vàng chạy tới bên cạnh mẹ mình. Tên xúc sinh nhà mày! Mày dám đánh tao hả? Còn đánh mạnh tay như vậy nữa? Hứa Như Vân không thể tin nổi. Đấy đã là lần thứ hai bà ta bị Diệp Lâm đánh, lần sau đánh mạnh tay hơn lần trước, và lần này ngay cả răng hàm cũng bị đánh rơi sạch sẽ. Bị con riêng đánh trước mặt nhiều người, khiến Hứa Như Vân thẹn quá hóa giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Lâm. Anh dám đánh mẹ tôi hả? Tôi liều mạng với anh. Diệp Trạch định đứng dậy, lại bị một ánh mắt của Diệp Lâm dọa sợ đến mức trốn ra sau lưng mẹ mình. Tôi bị vụ oan, bị nhốt vào tù, tất cả đều là do đám người mẹ kế, cậu cả và em trai cùng cha khác mẹ các người ban tặng. Đừng sốt ruột, chúng ta tính số từng người một. Không ai có thể ngăn cản được bước chân của Diệp Lâm anh. Diệp Lâm vừa nói chuyện vừa nhàn nhã bước đến bên cạnh Hứa Như Hải giống như là một vị tử thần. Mày định làm gì? Hứa Như Hải sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tục lùi ra sau, cuối cùng hai chân mềm nhũn, nã nổi xuống đất. Thấy Diệp Lâm sắp ra tay với mình, Hứa Như Hải liền mặc kệ ánh mắt của mọi người, lập tức sợ hãi quỳ xuống đất xin tha. Diệp Lâm, cầu xin cậu hãy tha cho tôi một lần đi. Tôi không dám gây chuyện với cậu nữa. Tôi bảo đảm sau này thấy cậu đều sẽ đi đường vòng. Nhà họ Hứa chúng tôi cũng sẽ dốc sức ủng hộ cậu, làm việc cho cậu. Hứa Như Hải của hiện giờ cực kỳ cung kính, trong khi trước đó lại cực kỳ kiêu ngạo. Chắc là chỉ có đồ ngốc mới có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của ông ta. Khi thấy người thừa kế của nhà họ Hứa đau khổ quỳ xuống đất cầu xin Diệp Lâm tha mạng, mọi người đều cảm thấy thổn thức và bất ngờ.
Bọn họ thầm nghĩ, vị gia chủ nhà họ Diệp này khủng bố quá đi. Hứa Như Hải, tôi đã tha cho ông một lần rồi. Diệp Lâm lạnh lùng nói, lần trước tôi chỉ đánh tàn phế tứ chi của ông, chính là vì cảnh cáo ông và cho ông một bài học. Nếu ông thông minh thức thời thì lẽ ra ông nên trốn ở nước ngoài, vĩnh viễn đừng về nước. Tiếc là ông còn dám trở về tìm tôi báo thù. Ông đừng tưởng rằng có Thanh Môn làm chỗ dựa là có thể đấu lại tôi. Ông còn kém xa lắm. Hứa Như Hải vội vàng giải thích, tôi không dám nữa. Tôi sẽ suốt đêm ra khỏi Yến Kinh, đi nước ngoài, vĩnh viễn không trở về nữa. Diệp Lâm lạnh giọng nói, muộn rồi. Nghe vậy, Hứa Như Hải ngẩng đầu, thấy trên mặt Diệp Lâm hiện lên vẻ tàn nhẫn thì sợ tới mức hồn vía lên mây. Đừng, đừng giết tôi, tha mạng cho tôi đi. Hứa Như Hải sợ tới mức tiếu ra quần, liên tục cầu xin. Thấy cầu xin Diệp Lâm không được, ông ta rời mục tiêu sang Hoa Quốc Đống. Hoa Nha Nội, cậu chính là nhân viên phủ Thuận Thiên. Ở đây có kẻ muốn giết người, cậu có quản hay không? Cứu mạng đi. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống đang đứng xem trò hay lập tức sửng sốt. Anh ta không ngờ rằng Hứa Như Hải lại ném vấn đề cho mình. Nhưng mà Diệp Lâm chính là sư phụ của mình. Đừng nói là Hoa Quốc Đồng chỉ treo một chức vị trong phủ Thuận Thiên, cho dù Hoa Quốc Đồng có là phủ Doãn phủ Thuận Thiên thì cũng không thể đứng về phía người ngoài mà đi giúp đỡ Hứa Như Hải. Hoa Nha Nội, ban ngày ban mặt mà cậu cũng có thể trơ mắt ra nhìn tôi bị giết hay sao? Xung quanh đang có rất nhiều người nhìn kìa. Có điều, Hoa Quốc Đống ngoảnh mặt làm ngơ, nói gần nói xa. Thế hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi không thấy? Hoa Quốc Đống hỏi đám thị vệ của mình, bọn họ cũng rất phối hợp. Không biết nữa. Chưa xảy ra chuyện gì hết. Anh thấy không? Tôi không thấy, anh thì sao? Anh cũng chưa thấy thì một tên bị cận thị như tôi có thể thấy cái gì? Mọi người hiểu ý cười cười. Thấy đám thị vệ cười đùa với nhau, trong lòng Hứa Như Hải như đang nhỏ máu, hoàn toàn rơi vào trong tuyệt vọng. Đám khốn kiếp, giả ngu giả ngơ, coi trời bằng vung. Sau khi tao chết, dù tao có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho bọn mày. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống thay đổi sắc mặt, cười lạnh nói, rõ ràng là lúc nãy ông chó cậy mặt chủ, coi thường cả phủ Thuận Thiên chúng tôi. Bây giờ bị sư phụ tôi giết cũng chỉ là gieo gió gặt bão, không ở trong phạm vi bảo vệ của phủ Thuận Thiên chúng tôi. Dứt lời, Hoa Quốc Đống gọi đám thị vệ, nói, đi thôi, các anh em, dẫn các anh em đi uống rượu, hôm nay tôi mời khách để cảm ơn các anh em vất vả đi một chuyến. Bọn thị vệ sôi nối cảm ơn nha nội. Vậy chúng tôi không khách sáo. Hoa Quốc Đống vừa nói chuyện vừa dẫn đám thị vệ đi ra ngoài, để lại không gian cho Diệp Lâm tiện ra tay. Mày, bọn mày. Lúc này, Hứa Như Hải đã thật sự tuyệt vọng. Ông ta nhìn về phía mọi người, ai nấy đều chỉ muốn tránh xa ra, tất nhiên là không dám nhảy vào vũng nước đục này rồi. Diệp Lâm, cậu muốn bao nhiêu tiền? Tôi dùng tiền mua mạng của tôi. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Hứa Như Hải muốn dùng tiền mua mạng, hy vọng Diệp Lâm có thể tha cho mình một mạng. Ông nghĩ xem cái mạng chó của ông đáng giá bao nhiêu tiền. Diệp Lâm cười lạnh hỏi lại. Tôi cho cậu 100 triệu tệ nhé. Hứa Như Hải nói, thấy Diệp Lâm vẫn cứ thường thường, ông ta cắn răng nói thêm, 1 tỷ tệ. Tôi chỉ có bao nhiêu thôi, tôi có thể đi ngân hàng chuyển cho cậu ngay bây giờ. 1 tỷ hả? Diệp Lâm cười lạnh, nhiều quá rồi. Nghe vậy, Hứa Như Hải sửng sốt, không ngờ mình tăng giá, đối phương lại chê nhiều. Ở trong mắt tôi, cái mạng chó của ông không đáng một đồng. Diệp Lâm vừa nói vừa lấy dao găm ra. Ánh sáng chợt lóe, hiện trường lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết giống như là tiếng giết heo. Hứa Như Hải nằm trên mặt đất, tứ chi đầy máu, đau đớn kêu gào. Diệp Lâm không giết ông ta mà lại một lần nữa phế đi tứ chi của ông ta. Hơn nữa, việc sử dụng sức mạnh kỳ lạ của yêu đao bên trong con dao găm có thể khiến vết thương tiếp tục xấu đi và không thể lành lại. Tay của tôi, chân của tôi. Hứa Như Hải ngẩng đầu nhìn tay chân, tứ chi đã không thể cử động được nữa, ngoại trừ đau đớn ra thì tất cả đã mất hết cảm giác. Như thể tứ chi đã tách rời khỏi cơ thể và không còn là của mình nữa. Cả người ỏm ta như bị đóng đinh xuống đất, không thể cử động được. A! À, Hứa Như Hải đau đớn kêu lên. Cảm giác được lần này tứ chi bị phế còn đau đớn so với lần trước gấp 10 gấp trăm lần. Làm sao có thể chịu nổi, đúng là sống không bằng chết. A, thằng nhóc khốn nạn, mày giết tao đi. Giết tao đi.
Đối mặt với ý muốn chết của Hứa Như Hải, Diệp Lâm vẫn thờ ơ như không. Giết ông cũng giống như giết một con lợn mà thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ cái mạng chó của ông. Bởi vì ông còn chưa tận mắt chứng kiến cảnh nhà họ Hứa bị tiêu diệt. Diệp Lâm vừa nói vừa chậm rãi lau vết máu trên con dao găm. Chứng kiến sự tàn ác của Diệp Lâm và tình cảnh bi thảm của Hứa Như Hải, mọi người xung quanh đều vô cùng sợ hãi. Đây là kết quả của việc trở thành kẻ thù của Diệp Lâm sao? Ý nghĩ này không khỏi xuất hiện trong đầu mọi người. Đồng thời lập tức tạo dựng trong lòng một hình ảnh khủng bố và uy nghiêm về Diệp Lâm. Giết gà dọa khỉ, đập núi dọa hố. Tất cả mọi người tại hiện trường, đặc biệt là nhân viên khách sạn, lúc này trong lòng chỉ có một ông chủ duy nhất, đó chính là Diệp Lâm. Sau khi trừng phạt Hứa Như Hải, Diệp Lâm quay người lại, ánh mắt tập trung vào Hứa Như Vân và Diệp Trạch. Hai mẹ con nhà này thấy vậy lập tức run lên vì sợ hãi. Họ sợ rằng tình trạng thê thảm của Hứa Như Hải cũng sẽ xảy ra với hai người họ. Cậu đừng qua đây. Hứa Như Vân ôm nửa cái má sưng tấy, vừa tức giận vừa sợ hãi kêu lên. Hứa Như Vân, tôi cho bà một lựa chọn. Diệp Lâm nói như thế đưa ra phán quyết cho Hứa Như Vân. Cái gì? Hứa Như Vân nghe được lời này thì sửng sốt. Lựa chọn? Bà ta vẫn còn lựa chọn sao? Cậu yêu cầu tôi cái gì cũng được. Hứa Như Ván hoàn toàn bị Diệp Lâm dọa sợ, run rẩy nói, xin hãy tha cho mẹ con tôi. Diệp Lâm lạnh lùng nói, lúc trước bà có từng nghĩ sẽ tha cho tôi không? Thậm chí là ngày tôi ra tù, bà vẫn không chịu buông tha, tiếp tục phái người đuổi giết tôi. Tất cả đã là chuyện của quá khứ. Tôi xin lỗi, chỉ cần cậu tha cho tôi sẽ lập tức ra công an đầu thú. Đối mặt với sự van xin của Hứa Như Vân, Diệp Lâm lại cười nhạo một tiếng. Nhốt bà ta vào trong chẳng phải là cứu bà ta sao? Giữa anh trai và con trai, bà hãy chọn một đi. Diệp Lâm lạnh lùng nói, hôm nay, tôi chỉ có thể để bà đưa một người đi. Người còn lại phải để mặc tôi xử trí. Cái gì? Hứa Như Vân nghe được lời này, lại lần nữa giật mình, nhất thời không kịp phản ứng, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì? Thật sao? Diệp Trạch ở bên cạnh nghe được lời này thì vui mừng khôn xiết. Cậu ta vội vàng nắm lấy cánh tay mẹ và nói, mẹ ơi ỉ. Mau đưa con ra khỏi đây nhanh lên. Chúng ta đi thôi mẹ. Nói xong, Diệp Trạch đỡ mẹ đứng dậy, như sợ Diệp Lâm sẽ hối hận. Tuy nhiên, Hứa Như Vân lập tức phản ứng lại, tránh khỏi con trai mình, hỏi, anh trai của tôi. Bị cậu làm ra nông nỗi này mà cậu vẫn không chịu buông tha cho anh ấy sao? Nếu tôi đưa con trai đi, chuyện gì sẽ xảy ra với anh trai tôi? Diệp Lâm mỉm cười, vậy thì đây mới chỉ là bắt đầu. Nghe vậy, Hứa Như Vân run lên vì sợ hãi. Quay người lại nhìn Hứa Như Hải vẫn đang nằm trên mặt đất kêu gào đến khản cả giọng, phận làm em gái như bà ta một thấy vậy chẳng khác nào bị dao cứa vào tim. Anh em máu mủ, Hứa Như Vân dường như cũng phải chịu đựng sự đau đớn và thống khổ tương tự. Mẹ, chúng ta nhanh đi thôi. Diệp Trạch vẫn ở van này, dường như đã nhận thấy sự dao động của mẹ, sợ mẹ sẽ bỏ rơi mình. Sau khi hít một hơi thật sâu, Hứa Như Vân dường như đã hạ quyết tâm, quay lại đối mặt với con trai mình một cách nghiêm túc. Trạch Nhi, cậu của con bị thương nặng quá, mẹ phải đưa cậu đi bệnh viện ngay. Con ở lại đi. Cái gì? Nghe được lời này, Diệp Trạch như sét đánh. Căng quy tai. Mẹ không thể bỏ con được. Thấy mẹ muốn để mình lại, thay vào đó lại chọn cách đưa người cậu bị thương nặng rời khỏi chốn thị phi này. Diệp Trạch sợ đến mức muốn tè ra quần, lập tức ôm lấy đùi mẹ mà van xin. Hứa Như Vân đành phải khuyên nhủ cậu ta, đó là cậu của con, làm sao mẹ có thể để cậu tiếp tục chịu khổ được. Cậu đã bị thương như thế này rồi, cứ mặc kệ cậu ấy đi. Mẹ đưa con ra khỏi đây trước đãi. Con sợ quá mẹ ơi, con không muốn giống như cậu đâu. Đưa con đi đi. Sau khi nghe được lời nói ích kỷ của Diệp Trạch, Hứa Như Vân vô cùng tức giận. Con là đồ khốn nạn. Cậu của con thương con như vậy, sao con có thể tàn nhẫn bỏ rơi cậu con cơ chứ? Nói xong, Hứa Như Vân vùng ra khỏi con trai mình bất chấp sự phản đối và khóc lóc của con trai. Sau đó, bà ta kiên quyết đi tới trước mặt anh trai Hứa Như Hải. Anh cố chịu đựng thêm một chút, em sẽ đưa anh đi. Nói rồi, Hứa Như Vân cẩn thận đỡ anh trai đứng dậy. Mẹ, Diệp Trạch tuyệt vọng kêu lên. Chữ mẹ này đã khiến Hứa Như Vân nhất thời yếu lòng.
nhưng bà ta vẫn nghiến răng nghiến lợi quyết định bỏ lại con trai mình, đưa anh cả đi trước. Tuy nhiên, trước khi Hứa Như Vân rời đi, bà ta cũng vẫn cố gắng khuyên giải Diệp Lâm. Diệp Lâm, cho dù tôi có lỗi với cậu thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là lỗi của tôi, cậu đừng trút giận lên em trai mình. Cậu phải nhớ kỹ, hai đứa là máu mủ ruột thịt. Thằng bé nó là em trai của cậu. Cậu là một đứa trẻ tốt, sẽ không làm gì em trai mình đâu, đúng chứ? Nói xong, Hứa Như Vân khó khăn đỡ Hứa Như Hải, từng bước rời khỏi nơi này. Bà ta không còn cách nào khác ngoài việc đánh cược và tự thuyết phục mình rằng ma đầu Diệp Lâm này dù có lạnh lùng đến đâu thì cũng sẽ nương tay với em trai mình. Nếu bà ta bỏ lại anh trai mình thì chắc chắn ông ta chỉ còn con đường chết. Ha ha, Diệp Lâm khinh thường cười nhạo. Đến lúc này mà vẫn chơi bài tình cảm với anh ư? Chẳng lẽ bà ta không biết Diệp Lâm của trước đây đã chết trong tù rồi sao? Diệp Lâm của hiện tại đã hoàn toàn lột xác, không còn ai thân thích hết. Có oán báo oán, có thù báo thù. Một bên là anh trai, một bên là con ruột. Diệp Lâm không biết mẹ cái bụng dạ rắn rết này cảm thấy thế nào khi đưa ra lựa chọn này. Giết người thì dễ nhưng giết chết trái tim một người lại khó. Diệp Lâm muốn bà ta đưa ra lựa chọn đau đớn này và phải hối hận vẽ lựa chọn ngày hôm nay cho đến cuối đời. Chậc, 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 bây giờ cậu đã trở thành một con chó mất nhà rồi. Lúc này, Diệp Lâm lại nhìn về phía Diệp Trạch đang bị dọa sợ, không khỏi nhếch mép khinh thường. Anh trai! Diệp Trạch bật khóc, bò đến dưới chân Diệp Lâm, cay đắng cầu xin. Anh ơi, em là em trai của anh mài. Xin hãy tha cho em, từ nay em sẽ nghe lời anh, không bao giờ dám chống lại anh nữa. Chỉ cần anh thả em ra, từ nay về sau em sẽ nghe lời anh là anh ruột của em. Không, từ nay về sau anh sẽ là cha ruột, là ông nội của em luôn. Để được sống sót, Diệp Trạch không tiếc lời, thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì. Những người khác nghe vậy vừa buồn cười vừa tức giận. Chợt nghĩ đến cảnh đoàn người nhà họ Hứa vừa rồi đã cao ngạo và hống hách như thế nào. Còn lúc này lại thê thảm và xấu hổ biết bao. Thậm chí còn mặt dày gọi anh trai là cha. Lời nói và việc làm của Diệp Trạch cũng khiến người ta cảm thấy khinh thường. So với anh trai cậu ta thì đúng là một trời một vực. Tôi không có đứa con khốn nạn như cậu. Diệp Lâm cười nhạo một tiếng rồi đá Diệp Trạch ra. Không phải cậu vừa cao giọng đuổi tôi ra khỏi đây sao? Diệp Trạch đứng dậy, tự tát mình liên tục, đồng thời xin lỗi, em có mắt như mù, em đáng chết. Em mới là người phải cút ra ngoài. Anh à, xin hãy để em cút đi ngay bây giờ, coi như anh thả một quả dằm thôi, thả em đi đi mà. Diệp Lâm cúi người, thích thú nhìn người em trai cùng cha khác mẹ của mình, thưởng thức sự đau đớn. Và sợ hãi trong mắt cậu ta. Cậu nói đúng. Cậu đúng là có mắt như mù. Vậy thì đôi mắt này của cậu còn có ích gì nữa, để chúng ở lại đây đi. Vừa nói, con dao găm trong tay Diệp Lâm lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Quét qua mắt Diệp Trạch. Diệp Trạch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Đột nhiên, toàn bộ mắt trái không thể nhìn thấy gì nữa. Mắt của tôi. Diệp Trạch che nửa mặt bên trái, ngã về phía sau. Cậu ta kêu khóc hồi lâu, mọi người mới phát hiện trên mí mắt trái của Diệp Trạch có một vết sẹo rất rõ ràng, máu cũng đã nhuộm đỏ nửa khuôn mặt của cậu ta. Tất cả không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng kinh hãi. Không ngờ thủ đoạn của Diệp Lâm lại tàn nhẫn đến mức ngay cả em trai cùng cha khác mẹ của mình cũng không tha. Mặc dù lúc này vết thương trên mặt Diệp Trạch không lớn, nhãn cầu bên trong cũng không thực sự bị thương. Nhưng vết thương do con dao găm để lại sẽ dần dần lan rộng, không chỉ ảnh hưởng đến một nhãn cầu mà còn ảnh hưởng đến nửa khuôn mặt của cậu ta. Từ giờ trở đi, Diệp Trạch không chỉ bị biến dạng hoàn toàn mà còn phải chịu đựng sự hành hạ của những vết thương không thể lành lại. Diệp Lâm, anh thật tàn nhẫn. Diệp Trạch căm hận nhìn Diệp Lâm. Nể mặt cha, tôi sẽ cho cậu một con đường sống, mau cút đi. Diệp Lâm xua tay, hất bay Diệp Trạch bay ra khỏi đại sảnh, lăn một vòng ra bên ngoài. Tuy bị đuổi ra ngoài một cách thê thảm, nhưng Diệp Trạch vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất tạm thời cậu ta đã thoát khỏi nanh vuốt của Diệp Lâm. Diệp Lâm, anh cứ chờ đó. Diệp Trạch thề trong lòng, sớm muộn có một ngày anh cũng sẽ rơi vào trong tay của tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ trả lại anh gấp 10 gấp trăm lần. Lách tách, máu tươi làm mờ tầm nhìn của cậu ta. Diệp Trạch không dám chậm trễ, lập tức chạy đến bệnh viện. Sau khi đối phó với ba thành viên nhà họ Hứa,
Diệp Lâm quay lại nhìn nhân viên khách sạn. Trong khoảnh khắc, mọi người đều im lặng. Có lẽ trong mắt người khác, việc Diệp Lâm làm quá tàn nhẫn. Nhưng lửa đang cháy phải dùng nước đá dập tắt, kẻ ác phải xử lý bằng cách ác độc hơn. Đây là cách sinh tồn mà Diệp Lâm đã học được. Trong tù, Diệp Lâm sẽ không bao giờ nhân từ khi đối phó với kẻ thù. Người quản lý vừa rồi đâu? Diệp Lâm hỏi. Có tôi, quản lý Lưu vội vàng chạy ra, hướng Diệp. Lâm cúi đầu, suýt chút nữa quỳ xuống tại chỗ. Hai mẹ con Hứa Như Vân đã bị tôi khai trừ khỏi nhà họ Diệp. Diệp Lâm nghiêm túc nói, sau này anh đã biết nghe ai rồi chứ? Tôi biết, quản lý Lưu vội vàng nói, từ nay về sau toàn bộ nhà họ Diệp sẽ nghe lời cậu, cậu Diệp. Cậu là chủ của chúng tôi. Diệp Lâm lại hỏi, hai mẹ con Hứa Như Vân vẫn còn nắm giữ bao nhiêu công ty nhà họ Diệp? Quản lý Lưu lau mồ hôi lạnh, nhẩm tính, vẫn còn khoảng hơn chục công ty. Mặc dù Diệp Lâm đã trở thành gia chủ nhưng Hứa Như Vân đã gả cho nhà họ Diệp nhiều năm, tiếp quản nhiều tài sản của nhà họ Diệp, rất có uy quyền. Ví dụ như khách sạn này vẫn nắm trong sự kiểm soát của Diệp Trạch. Truyền lời của tôi, Diệp Lâm ra lệnh, 10 công ty này lập tức thoát ly khỏi hai mẹ con Hứa Như Vân, những ai không tuân mệnh lệnh thì mọi người đều đã nhìn thấy rồi đó. Nghe vậy, quản lý Lưu không khỏi run lên vì sợ hãi. Bởi vì anh ta không khỏi nhớ lại tình cảnh bi thảm vừa rồi của Hứa Như Hải và Diệp Trạch, Hứa Như Vân tuy bị thương nhẹ nhất nhưng lại bị gãy mấy cái răng. Vâng, vâng ạ, quản lý Lưu vội vàng đáp, tôi sẽ lập tức truyền lại lời của gia chủ. Tôi tin bọn họ sẽ có lựa chọn đúng đắn. Sau khi chỉ đạo xong, Diệp Lâm quay sang Hoa Quốc Đống, nói, chuyện ở đây tôi sẽ giao cho anh giải quyết. Sư phụ yên tâm, tất cả cứ giao cho tôi. Hoa Quốc Đống vỗ vỗ ngực bảo đảm. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Diệp Lâm dẫn Bạch Phi Vi và những người khác vào phòng riêng trên lầu. Lúc này, mọi người trong năm đại gia tộc đã chờ. Đợi rất lâu. Không lâu sau Diệp Lâm đi lên lầu. Ai ra, Kim Đại Nhân, sao cô lại ở đây? Mời cô vào, trong. Ở bên ngoài, quản lý Lưu bắt gặp một nhóm cận vệ Yến Kinh mặc áo giáp, tay cầm đao. Người đứng đầu không ai khác chính là chỉ huy của đội cận vệ Yến Kinh, Kim Lũ Y. Nghe nói ở đây có cao thủ ở bên ngoài đến gây rối. Tôi nhận được báo cáo nên vội vàng chạy tới đây. Kim Lũ Y vừa hỏi vừa bước vào đại sảnh, tình cờ. Đụng phải người của Phủ Thuận Thiên đang giải quyết hậu quả. Kim Đại Nhân, thấy vậy, Hoa Quốc Đống vội vàng chạy ra chào hỏi. Cảnh vệ Hoa, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Kim Lũ Y tò mò hỏi. Có một đường chủ nào đó của Thanh Môn đến đây gây rắc rối, Hoa Quốc Đống nói giảm nói tránh. Thanh Môn, Kim Lũ Y cau mày, sao người Thanh Môn lại đột nhiên tới đây? Ai biết được, Hoa Quốc Đống vội vàng chuyển chủ đề, sợ Kim Lũ Y đào sâu sự tình, nhưng không sao, người đàn ông đó đã bị sư phụ tôi chế ngự thành công, nhưng anh ta vẫn chống cự, sư phụ tôi không còn cách nào khác, chỉ đành giết anh ta thôi. Theo luật lệ của đại hạ, những tên xã hội đen ở nước ngoài này không được pháp luật bảo vệ, ai cũng có thể giết chúng. Kim Lũ Y gật đầu. Tò mò bước tới kiểm tra vết thương của người chết, không khỏi kinh ngạc. Tên người không có ngoại thương, nhưng trái tim lại bị vỡ vụn. Quyền pháp mạnh thật. Cảnh vệ trưởng, chúc mừng anh, không ngờ anh lại tìm được một sư phụ tài giỏi như vậy. Hoa Quốc Đống mỉm cười gãi đầu, may mắn thôi. Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy thì chúng tôi về đây. Kim Lũ Y quay người rời đi, hôm khác có thời gian, tôi sẽ tìm sư phụ của anh để học hỏi. Được rồi, Kim Đại Nhân đi cẩn thận. Hoa Quốc Đống tiến đội cận vệ Yên Kinh ra ngoài. Vừa mới rời khỏi khách sạn, phụ tá Ân Hồng Trang đã nói, Đại Nhân, nghe nói Diệp Lâm đã trở về. Yên Kinh rồi. Hừ, tên khốn kiếp này cuối cùng cũng chịu quay lại. Tôi tưởng anh ta sợ tội nên bỏ trốn rồi chứ. Kể từ lần trước, Kim Lũ Y lần theo dấu vết vụ tai nạn xe hơi thông qua Hứa Như Vân, dường như còn có một bí mật ẩn dấu khác. Vì vậy, cô muốn gặp Diệp Lâm để làm rõ. Nhưng đáng tiếc, lúc đó Diệp Lâm đang trên đường đến Phụng Thiên, bọn họ đã không gặp nhau trong nhiều ngày. Liên hệ lại với anh ta, Kim Lũ Y ra lệnh, sắp xếp để anh ta gặp tôi càng sớm càng tốt. Nếu anh ta dám tránh mặt tôi lần nữa thì cứ bắt anh ta cho tôi. Lúc này, những người ngồi trong phòng bao đều trở thành người ủng hộ của Diệp Lâm, đồng thời là nhóm thành viên đầu tiên khi Diệp Lâm tổ chức một thương hội mới trong tương lai. Một người đàn ông, sao có thể mãi đứng dưới quyền người khác?
Hiện giờ Thương hội Yến Kinh vừa không nằm trong sự khống chế của tôi, vừa muốn hợp tác với nhau ngăn cấm tôi. Vậy nên tôi định xây dựng một thương hội mới, không để người khác khống chế mình nữa. Ý của các vị thế nào? Nghe vậy, nhà họ Thôi lập tức đứng dậy tỏ thái độ. Lời nói của Diệp tiên sinh rất hợp ý tôi. Từ khi Bạch Thủ Phú đi rồi, thương hội bị một đám người bình thường nắm giữ, kết bè kết cánh, loại bỏ những người không cùng ý kiến, chúng tôi khó chịu bọn họ lâu lắm rồi. Hiện giờ Diệp tiên sinh bỏ cũ đón mới, xây dựng thương hội mới, trật tự mới, nhà họ Thôi chúng tôi đồng ý bắn hai tay hai chân luôn. Vẫn là câu nói cũ, dù Diệp tiên sinh muốn làm gì thì nhà họ Thôi chúng tôi đều sẽ vĩnh viễn ủng hộ và đi theo. Nhà họ Thôi dẫn đầu, bốn đại gia tộc còn lại cũng sôi nổi tỏ thái độ, đồng ý dốc sức phối hợp, cho dù lỗ lã trong giai đoạn trước cũng không tiếc. Có điều, lúc này, nhà họ Thường có người nhắc nhở. Thương hội cũ cây to dễ sâu, muốn lật đổ không phải là chuyện trong một sớm một chiều, kể cả khi gom hết tất cả các vị ngồi ở đây thì cũng có vẻ thế đơn lực mỏng. Vậy nên tôi mới đề nghị, ngoài chúng ta ra thì phải cần thêm một ít đồng minh bên ngoài mới được. Rốt cuộc thì Cửu Châu Đại Hạ, đất rộng của nhiều, thương nghiệp phồn vinh, nếu có thể kết minh với bên ngoài thì cho dù chúng ta rời khỏi tổ chức Yến Kinh, cũng có thể tồn tại được. Huống chí, tôi nghe nói mấy ngày qua, nhà họ Chu đang ngầm nói chuyện hợp tác với một vài tên đầu sỏ thương nghiệp ở các châu khác. Lỡ như bọn họ giành trước một bước, hợp tác với các đầu sỏ thương nghiệp Cửu Châu, đi cô lập chúng ta thì phiền phức lắm. Xin Diệp tiên sinh suy nghĩ cẩn thận rồi đưa ra quyết định sớm. Mọi người ở đây đều gật đầu phụ họa, cảm thấy nhà họ Thường nói rất có lý. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Lâm, chờ anh lựa chọn. Ha ha! Nghe vậy, Diệp Lâm bật cười. Các vị cứ yên tâm, về vấn đề trên, tôi đã tính toán sẵn rồi. Mấy ngày trước tôi đi Phụng Thiên một chuyến, không phải là đi tay không. Sau đó, Diệp Lâm tóm tắt lại thu hoạch trong hành trình Phụng Thiên của mình. Nghe vậy, mọi người vừa ngạc nhiên vừa cảm thần lại vừa phấn chấn. Không hổ là Diệp tiên sinh, đúng là rồng trong biển người, dù có đi đến đâu cũng có thể kêu gọi quần hùng địa phương. Nhà họ Thôi liên tục nịnh nọt. Hiện giờ tôi là chủ nhà họ Diệp ở Yến Kinh và nhà họ Trương ở Phụng Thiên. Gia nghiệp của hai đại gia tộc cộng thêm sự ủng hộ của các vị ngồi đây và quần hùng Phụng Thiên, cũng đủ để có địa vị tương đương với năm đại gia tộc trong thương hội cũ. Diệp Lâm tin chắc rằng chờ tháng sau, khi anh thật sự tiến quân ngành sản xuất dược phẩm, mở rộng đan dược có thể chữa mọi bệnh ra ngoài, thì không cần anh phải tự mình đi mời chào nữa, mà các đại lão muốn hợp tác với anh, chắc là sẽ nhiều đến mức đạp vỡ cảnh cửa. Dược phẩm chỉ là một cái bắt đầu của Diệp Lâm, thôi. Sau đó, Diệp Lâm còn sẽ đặt chân lên nhiều lĩnh vực hơn nữa và dẫn đầu lĩnh vực, thay đổi rất nhiều. Bản lĩnh học được từ trong ngục giam thành tiền tài. Khi ấy, năm đại gia tộc dám đối đầu với anh sẽ không còn chỗ đứng nữa. Có những lời này của Diệp tiên sinh là chúng tôi không cần phải lo lắng nữa rồi. Lúc này, Triệu Uyển Đình nâng ly nói, chúc cho thương hội mới của chúng ta thành công ngay từ bước đầu tiên. Mọi người đều uống một ly. Cuối cùng, Diệp Lâm nói, tôi định tổ chức thương hội mới trong vòng một tuần. Sau khi trở về, các vị liền bắt đầu chuẩn bị là vừa lúc. Nhìn Diệp Lâm ngồi ra lệnh cho mọi người, Susan bên cạnh không nhịn được sửng sốt. Đây có còn là người bạn học Diệp Lâm mà cô từng quen biết hay không? Tuy rằng sau khi tốt nghiệp, mọi người đường ai nấy đi, ai cũng thay đổi rất lớn. Chỉ có Diệp Lâm là thay đổi nhiều đến mức vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường. Susan cứ cảm thấy là Diệp Lâm sau khi ra tù giống như là thay đổi thành một người khác vậy. Sau khi mọi người bàn bạc xong công việc của thương hội mới, Diệp Lâm nói với Tần Tuyết Dung, giới thiệu về bảy thị trong cổ võ các cô đi. Tần Tuyết Dung gật đầu, lúc nãy nghe mọi người bàn về thương nghiệp, cô ta hoàn toàn không hiểu ra sao. Đồng thời, cô ta cũng tò mò Diệp Lâm đã có thực lực mạnh như vậy rồi, sao không nghĩ cách tăng lên một tầng, mà cứ muốn ở lại thế giới bình thường gây. Dựng sự nghiệp thương chiến. Trong cổ võ có ba núi năm môn bảy thị. Ba núi là sự tồn tại mạnh nhất trong cổ võ, bao. Gồm núi Côn Luân, núi Thiên, núi Trường Bạch. Diệp Lâm gật đầu, trong chuyến đi Phụng Thiên, anh đã có đợt đánh nhau ban đầu với cổ võ giả núi Trường Bạch. Lúc nghe Diệp Lâm nói đã từng đánh nhau với cổ võ giả núi Trường Bạch, Tân Tuyết Dung cực kỳ giật mình, không biết anh còn có bao nhiêu kẻ thù nữa. Đây, thậm chí trong trận khiêu chiến lần này, có khi nào núi Trường Bạch sẽ mượn cớ trả thù hay không? Năm môn là năm đại huyền môn, sơn, y, mệnh, bạc, tướng.
năm môn ai cũng có sở trường riêng. Tuy rằng năm môn không bằng ba núi về mặt quy mô và số lượng, nhưng mà về mặt năng lực cá nhân, người nào cũng có bản lĩnh quỷ thần khó lường, không hề thua kém cổ võ giả. Năm thuật của huyền môn. Diệp Lâm từng nghe nói rồi. Tiếp đến là bảy thị Tần Tuyết Dung nói, chính là bảy đại dòng họ chúng tôi, dùng gia tộc làm chỉ nhánh. Tuy rằng bảy tộc người người đông đảo, nhưng lại không đông đảo bằng ba núi và năm môn, thực lực cá nhân cũng hơi kém hơn một chút. Có điều, bảy thị chúng tôi có một điểm chung. Là gì vậy? Diệp Lâm tò mò hỏi. Đó chính là, dùng kiếm, Tần Tuyết Dung nói, bảy thị sở trường dùng kiếm, chỉ là kiếm pháp của mỗi thị đều khác nhau. Có điều, nghe nói kiếm thuật của bảy thị chúng tôi từng bắt nguồn từ một nhà. Đó là một sự tồn tại khủng bố đã từng đứng trên cả ba núi. Nói đến đây, Tần Tuyết Dung hơi khựng lại, dường như là chỉ cần nghĩ đến thôi là đã đủ bất kính rồi, huống chỉ là dùng lời nói để biểu đạt sự khủng bố kia. Là gì vậy? Diệp Lâm lại tò mò hỏi. Tần Tuyết Dung hơi do dự, cuối cùng vẫn nói, đã từng đứng trên ba núi năm môn bảy thị là một tiên. Một tiên? Diệp Lâm giật mình, sao gọi là một tiên? Tần Tuyết Dung cuối cùng cũng nói ra cái từ ngữ bị cấm nói trong gia tộc, lục địa kiếm tiên. Lục địa kiếm tiên? Nghe cái tên này, mọi người ở đây đều giật nảy mình. Cho dù là người thường, không hiểu võ đạo như Triệu Huyền Đình, khi nghe cái tên kia cũng cảm thấy không bình thường. Lục địa kiếm tiên, chẳng lẽ là cái loại kiếm tiên giống trong phim hả? Ai biết, đây là chuyện của cao nhân, bớt hỏi thăm đi. Mọi người đều nhỏ giọng tò mò bàn tán. Kể cả Diệp Lâm cũng chưa từng nghe nói về lục địa kiếm tiên. Cho dù là các vị sư phụ trong ngục giam, bọn họ cũng chưa từng nhắc tới. Tần Tuyết Dung nói, tôi nhớ rõ lúc nhỏ, câu cửa miệng của đám trưởng lão trong tộc là, bầu trời kính trọng thần. Mặt đất mạnh nhất là kiếm tiên. Vậy sao hiện giờ không còn một tiên nữa? Diệp Lâm tò mò hỏi. Tần Tuyết Dung lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng, có thể khẳng định là bảy thị chúng tôi và lục địa kiếm tiên có một mối quan hệ gì đó. Ví dụ như kinh hồng kiếm bị anh đoạt đi, nghe nói nó là một trong các thanh kiếm của lục địa kiếm tiên. Ồ, Diệp Lâm lại giật mình. Anh chợt nghĩ có khi nào hộp kiếm cũng từng là của kiếm tiên hay không? Nếu không thì sao nó có thể dễ dàng thu kinh hồng, cự khuyết vào trong như thế? Tần Tuyết Dung tò mò quan sát Diệp Lâm, trong lòng cũng có chung thắc mắc. Không biết người trước mắt có mối quan hệ gì với lục địa kiếm tiên từng là một sự tồn tại khủng bố trong giới cổ võ? Nếu không thì vì sao anh ta giết người người nhà họ Tần, ông nội mình lại bảo mình đi tiếp cận anh ta? Tóm lại, các đối thủ lần này của anh đều là cao thủ dùng kiếm. Tần Tuyết Dung tốt bụng nhắc nhở, anh có kinh hồng và cự khuyết, chắc là có thể đánh. Chả được. Chỉ sợ là bảy thì hợp tác với nhau để luân chiến với anh, khiến anh phải chiến đấu liên tục. Ở trong mắt Tần Tuyết Dung, dù Diệp Lâm có mạnh đến thế nào thì cũng sẽ rất khó để đánh bảy trận liên tiếp. Huống chỉ, bảy thị gửi chiến thư chính là kiểu chỉ có đánh đến chết mới thôi. Lại nói, dù cho Diệp Lâm có vượt qua bảy trận, nhưng mà vẫn có người lên khiêu chiến nữa thì sao? Diệp Lâm thế nào cũng bị kiệt sức. Tóm lại, ở trong mắt Tần Tuyết Dung, Diệp Lâm dùng sức của một người đi tiếp nhận khiêu chiến của bảy thị cổ võ là có chút miễn cưỡng. Bởi vậy, Tần Tuyết Dung cảm thấy vẫn nên tránh đi mũi nhọn, đừng tiếp nhận loại khiêu chiến không công bằng kia thì hơn. Loại quyết đấu này không công bằng một chút nào. Lúc này, Triệu Huyền Đình không nhịn được nói, luân chiến cái gì chứ? Đây có khác gì một đám người đánh một người? Đúng vậy, mọi người nghe vậy cũng sôi nổi lên tiếng phụ họa, Diệp tiên sinh, tuy rằng chúng tôi không rõ ràng tình huống cụ thể thế nào, nhưng mà với cái loại so tài không công bằng kia, chúng ta vẫn nên không đồng ý thì tốt hơn. Hoặc là một versus một công bằng so tài một trận, hoặc là không cần so tài nữa. Tần Tuyết Dung cũng nói thêm, anh có thể dùng lý do trên để từ chối khiêu chiến, sau đó đưa ra yêu cầu ứng chiến là chỉ so một trận. Không cần thiết. Diệp Lâm không hề sợ hãi, với tôi thì đánh một trận và đánh 10 trận không có gì khác nhau cả. Nếu bảy thị muốn đánh thì cứ đánh thôi, tôi sẽ đánh một hơi cho bọn họ chịu phục, để tránh sau này bọn họ đi tìm tôi gây ầm ĩ nữa. Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều giật mình. Mọi người không biết Diệp Lâm lấy tự tin từ đầu ra mà dám đi tiếp nhận khiêu chiến của bảy thị cổ võ. Có điều, Diệp Lâm đã nói vậy rồi, mà với hiểu biết của bọn họ về Diệp Lâm, bọn họ không đi khuyên nữa, chỉ có thể chúc Diệp Lâm may mắn thôi. Vậy chúng tôi chúc Diệp tiên sinh sẽ chiến thẳng trở về. Mọi người sôi nổi nâng ly. Tần Tuyết Dung thấy vậy thì bất đắc dĩ cười khổ.
nếu anh cứ muốn ứng chiến cho được, thì tốt nhất là nên đi tham quan chủ Bạch Vân Quan trước. Tần Tuyết Dung tiếp tục nói, bởi vì địa điểm quyết chiến là Bạch Vân Quan, Yến Kinh. Khi ấy, các đạo trưởng trong Bạch Vân Quan sẽ giữ chức trọng tài. Trong Bạch Vân Quan có khá nhiều cao nhân thực lực cực kỳ cao vào đời. Đến lúc ấy, nếu anh có gặp bất cứ bất công hoặc nguy hiểm nào thì có lẽ bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ. Vậy nên anh phải giữ một mối quan hệ tốt với bọn họ. Bạch Vân Quan hả? Diệp Lâm gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ kỹ rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Sau khi ăn xong bữa cơm, cả đám người đều tách ra. Tôi đưa cậu về nhà, Diệp Lâm chuẩn bị đưa Susan về nhà. Trong khoảng thời gian qua, mình vì quá bận rộn nên chưa có nhiều thời gian đi cùng Susan. Được thôi, Susan vui vẻ đồng ý. Lúc đưa Susan đến cửa tiểu khu, Susan đang do dự có nên mời Diệp Lâm vào nhà chơi hay không. Ngay lúc này, một chiếc xe điện chạy như bay đến. San San, sao bây giờ con mới vẽ hả? Một người phụ nữ trung niên cố ý dùng đầu xe đẩy Diệp Lâm ra, bà ta chính là mẹ của Susan. Mẹ làm gì vậy? Susan cảm thấy khó hiểu vẽ hành vi của mẹ mình, cậu ấy đang là ông chủ của con đấy. Trước đây mẹ ghét bỏ Diệp Lâm mới ra tù, bây giờ Diệp Lâm đã lắc mình thay đổi thành ông chủ của mình, sao mẹ vẫn mang thái độ gay gắt như thế chứ? Ông chủ gì hả? Bà Tô khinh thường nói, San San, con chưa biết hả, cái công ty nhỏ xíu kia của con sắp đóng cửa rồi. Mẹ đang nói bậy gì vậy? Susan vừa bất ngờ vừa giận dữ. Mẹ nói bậy hả? Bà Tô cười lạnh, nghe nói các đại lão trong thương hội Yến Kinh đã hợp tác với nhau để lật đổ cậu ta. Con thử hỏi cậu ta xem có phải là như vậy không? Mẹ nghe tin tức mà, sao có thể sai được chứ? Hừ, một tên tù nhân cải tạo mới vừa ra tù mà đi mở công ty, đúng là không biết tự lượng sức mình. Con gái ngoan, ngày mai con đi từ chức đi, để tránh bị liên lụy. Bà Tô vốn dĩ cảm thấy vui vẻ tự hào, gặp ai cũng khoe vài câu khi con gái mình trở thành thư ký của tổng giám đốc. Kết quả bà ta còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã hay tin công ty con gái đang bị thương hội Yến Kinh và bị các đại lão thương nghiệp hợp tác với nhau chèn ép đến mức sắp phá sản. Vậy nên lúc nhìn thấy Diệp Lâm, thái độ của bà Tô mới vừa ra tù như cậu thì có tiền đồ gì chứ? Đi mở công ty thì công ty cũng bị phá sản. Cái này gọi là đức không xứng vị, tất có tài hoạt cậu xui xéo thì mặc kệ cậu, chỉ là đừng có làm liên lụy đến con gái tôi. Thấy mẹ càng nói càng quá đáng. Susan vội vàng kéo mẹ sang một bên, cãi lại, mẹ bớt nói vài câu đi, công ty bọn con có bị gì đâu. Hừ, con đừng lừa mẹ, mẹ nghe nói hết rồi. Bà Tô đắc ý nói, có chỗ nào tin tức nhanh nhạy như đường phố bọn mẹ không? Đồng nghiệp của bà Tô là các bác gái nhiệt tình trên đường phố. Đừng nói là chuyện lớn như một công y bị tẩy chay và chèn ép, cho dù là chuyện nhỏ như heo mẹ nhà ai sắp sinh con thì bọn họ cũng biết rõ như lòng bàn tay. Con gái ngoan. Con đừng bị cậu ta lừa, ngày mai lập tức từ chức cho mẹ. Bà Tô hết lòng khuyên nhủ. Susan mặc kệ mẹ mình, đi đến trước mặt Diệp Lâm, nói, Diệp Lâm, thật xin lỗi, cậu đừng nghe mẹ tôi nói lung tung, tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ cùng sống cùng chết với công ty. Con bé ngốc này, nghe vậy, bà Tô bắt đầu phàn nàn, thằng nhãi kia bỏ bùa con hả gì mà con không rời xa cậu ta được. Nếu ngày mai con không từ chức thì sau này đừng bước vào cái nhà này nữa. Mẹ là mẹ ruột của con, mẹ sao có thể hại con? Nghe hai mẹ con nhà họ Tô cãi nhau, Diệp Lâm rất là bất đắc dĩ. Có điều, gần lợi xa hại vốn dĩ là chuyện bình thường. Nể mặt Susan, Diệp Lâm tất nhiên sẽ không đi so đo với loại người như bà Tô. Không sao, cậu đi vào nhà đi, Diệp Lâm nói, vừa lúc dạo này công ty không có chuyện cần làm, tạm thời cho cậu nghỉ ngơi vậy. Nghe vậy, Susan giật mình, hiểu lầm, cậu muốn đuổi việc tôi hả? Không có, cậu đừng nghĩ nhiều, Diệp Lâm nói, chờ đến ngày thương hội mới mở ra, cậu hãy đi làm. Rốt cuộc thì mấy ngày tới, Diệp Lâm còn phải chuẩn bị ứng chiến với bảy thị cổ võ, không thể đi công y, cũng không cần thư ký Susan, dứt khoát cho cô, nghỉ phép vậy. Vậy được rồi, Susan gật đầu, nghe theo sắp xếp của Diệp Lâm. Sau khi hai người tách ra, trên đường đi lên nhà, bà Tô vẫn cứ lải nhải với con gái. Ngày mai nhớ từ trước đấy nhé. Từ trước rồi ạ. Nói bừa, mẹ nghe hết cả rồi. Cậu ta bảo con nghỉ ngơi vài ngày, chứ con có từ trước đâu. Mấy ngày nghỉ cũng phải trả lương mới được đấy. Hai mẹ con về đến nhà. Ông Tô đang ngồi đọc báo, thấy con gái thì lập tức cười đứng dậy, nói, chúc mừng con gái.
chúc mừng cái gì? Susan không hiểu ra sao, vui mừng ở đâu ra mà chúc mừng. Ông Tô cầm tờ báo, vui vẻ nói, chúc mừng công ty con sắp mở thương hội mới, báo đăng tin tức luôn rồi. Thương hội mới. Nghe vậy, bà Tô chợt nhớ tới lúc nãy Diệp Lâm có nói một câu như vậy, còn bảo con gái khi nào mở thương hội mới thì hãy đi làm. Thương hội mới gì vậy? Bà Tô tò mò giật tờ báo lại xem. Ông Tô nói, thì là cậu bạn học của con gái chúng ta, bây giờ đang là ông chủ của con gái đấy. Cậu ta mượn sức một đám đại lão, muốn lập nên một thương hội mới để đối phó với thương hội cũ. Dứt lời, ông Tô nói với con gái, cậu bạn học của con lợi hại quá đi. Vậy là công ty sẽ không phá sản hả? Bà Tô đọc lướt qua bảng tin, thấy nội dung đều là khen ngợi và tin tưởng thương hội mới. Phá sản cái gì chứ? Ông Tô nói, công ty người ta sắp nở rộ mùa xuân thứ hai rồi. Rất nhiều đại lão ngoài ngành đều ủng hộ thương hội mới, ví dụ như Phủ Thuận Thiên chúng ta. Cha của Susan đang làm việc trong Phủ Thuận Thiên. Cái gì, ngay cả phía chính phủ cũng ủng hộ. Thương hội mới hả? Bà Tô sốt ruột, vậy là thương hội mới này có thể thành công rồi. Sau đó, bà Tô ném mạnh tờ báo lên người chồng mình, oán trách, sao ông không nói sớm. Ông Tô vẻ mặt ấm ức nói, bà vừa vào cửa là tôi đã nói rồi, còn muốn sớm thế nào nữa. Bây giờ bà Tô rất hối hận, rất hối hận. Nhớ tới những lời nói lúc nãy của mình với Diệp Lâm, bà chỉ muốn ngồi lên cỗ máy thời gian quay lại cứu vớt một chút. Lỡ như người ta thật sự đuổi việc con gái mình thì chẳng phải là tốn thất lớn hay sao? Con gái ngoan, ngày mai con đừng nghỉ ngơi, cứ đi làm đi. Bà Tô thay đổi thái độ, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách, hiện nay công ty đang chuẩn bị mở thương hội mới, đúng là lúc cần dùng người, con đi làm để biểu hiện cho tốt. Cùng lúc đó, bên phía Hứa Như Vân. Tuy rằng Hứa Như Vân đã kịp thời đưa Hứa Như Hải đi bệnh viện, nhưng mà bệnh viện nào cũng tỏ vẻ là hết cách với loại thương thế không thể chữa khỏi kia. Cuối cùng, Hứa Như Vân chỉ đành đưa anh trai ra nước ngoài, đi tìm Thanh Môn giúp đỡ. Còn đứa con trai Diệp Trạch của bà ta thì đang cực kỳ thù hận bà ta. Mẹ, mẹ vậy mà lại vứt bỏ con. Mẹ hại con không chỉ có hủy dung mà còn mất đi một con mắt. Vết thương trên mặt của Diệp Trạch cũng rất nặng. Trạch Nhi, con đừng trách mẹ. Hứa Như Vân chảy nước mắt nước mũi giải thích, mẹ không còn cách nào khác, lúc ấy cậu con bị thương nặng như thế, sao mẹ có thể mặc kệ cậu con được. Con muốn trách thì hãy trách thẳng xúc sinh Diệp Lâm kia đi. Không ngờ nó lại ác độc như vậy, ngay cả đứa em cùng cha khác mẹ là con cũng có thể ra tay tàn nhẫn. Ôi đứa con trai đáng thương của mẹ. Đối mặt với cảnh mẹ mình khóc lóc kể lể, Diệp Trạch không phải đồ ngu, sao có thể bị đôi ba câu lừa dối. Anh tất nhiên là hận Diệp Lâm, nhưng mà anh ta cũng hận người mẹ đã vứt bỏ mình. Tôi hận các người, Diệp Trạch hét lớn một tiếng rồi chạy ra ngoài. Trạch Nhi đối mặt với sự oán trách của con trai, Hứa Như Vân cực kỳ đau lòng. Chỉ là lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, bà ta không có lựa chọn nào khác, chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn anh trai mình chết đi. Bà đấy, lúc này, Diệp Nguyên Cát cũng oán giận, bà nói bà rảnh rỗi đi gây chuyện với nó làm gì. Bây giờ thì hay rồi, chuyện thành thế này rồi. Anh trai không biết sống chết, còn con trai thì bị hủy hoại suốt nửa đời sau. Nghe chồng đứng một bên oán trách mình, Hứa Như Vân rốt cuộc không nhịn nổi nữa, quát mắng, ông còn có mặt mũi trách tôi hả? Còn không phải là, do đứa con hoang của ông làm hại sao? Diệp Lâm, đồ xúc sinh mày, mày chờ cho tao, anh trai tao, con trai tao và tao, tao nhất định phải làm mày nợ máu trả bằng máu. Không có lần sau. Vài ngày trôi qua, đã sắp đến ngày quyết đấu. Kinh, Bạch Vân Quan. Còn có một tên khác là Thiên Trường Quan. Đây chính là tổ đình của đạo gia Toàn Chân, có tiếng là tu viện hàng đầu Toàn Chân giáo. Thời xưa, Huyền Tông có lòng kính đạo, nghe theo lời cha xây dựng quan. Chọn một bên thứ ba là đạo gia để làm địa điểm so đấu giữa bảy thị cổ võ và Diệp Lâm là để tỏ vẻ công bằng công chính. Trong bát tiên điện, một đạo sĩ già râu tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng, tập trung tu hành. Ông ta chính là Lữ Đạo Hiên, quan chủ hiện nay của Bạch Vân Quan. Quan chủ. Lúc này, một tiểu đạo sĩ đi đến bên ngoài đại điện báo tin. Nhà họ Ninh cổ võ xin gặp. Sau một lúc lâu, đạo sĩ giả trả lời, mời vào đi. Không lâu sau, tộc trưởng nhà họ Ninh tự mình đi vào. Ông Lữ, đã lâu không gặp, một ông cụ tinh thần sáng lần đi vào đại điện, ôm quyền chào hỏi. Ông vẫn khỏe hả? Lữ Đạo Hiên đứng dậy đáp lễ. Sau đó,
hai người chia ra ngồi xuống, Lữ Đạo Hiên pha trà đãi khách. Sau vài câu khách sáo, Lữ Đạo Hiên đi thẳng vào vấn đề, ông Ninh, ông không có chuyện gì là sẽ không đến đây đâu. Hôm nay là ngày quyết đấu của các ông, mà địa điểm lại là trong Bạch Vân Quan tôi, đã vậy ông còn tới sớm như vậy để làm gì? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Nghe vậy, ông Ninh hơi thay đổi sắc mặt, dáng vẻ vô cùng đau đớn nói, ông Lữ, có chuyện ông còn chưa biết. Thằng nhãi họ Diệp kia giết tộc nhân của tôi, mà đứa bé ấy còn là cháu trai dòng chính của tôi. Nếu không báo thù thì nhà họ Ninh tôi làm gì còn mặt mũi gặp ai? Cổ võ không thể chịu nhục, đây chính là quy củ mà chúng ta đặt ra với thế giới bình thường. Hiện giờ thằng nhãi kia khinh người quá đáng, nhà họ Ninh chúng tôi không thể không phân ra cái sống chết với cậu tại. Sau khi giải thích rõ ràng đầu đuôi, ông Ninh nhìn về phía Lữ Đạo Hiên, dường như muốn xem phản ứng của Lữ Đạo Hiên. Thù hận báo qua báo lại khi nào mới xong, Lữ Đạo Hiên nói, đã vậy thì sau trận quyết đấu hôm nay, cứ xóa bỏ toàn bộ ân oán đi. Nghe vậy, ông Ninh hơi khựng lại, nhíu mày, trong lòng khó hiểu. Không biết Lữ Đạo Hiên rốt cuộc là nghe không hiểu ý ngầm của mình, hay là cố ý giả vờ không hiểu với mình vậy. Ông Ninh có gì muốn nói thì cứ nói đi. Lữ Đạo Hiên nhìn ông ta, dường như thấy được vẻ khó hiểu trong mắt ông ta, tôi đây tu đạo nhiều năm, đã không còn hứng thú theo đuổi đến cùng đủ loại ân oán trên đời. Ông Ninh thở dài nói, chờ lát nữa quyết đấu với cậu ta, một là định thắng thua, hai là phân sống chết. Nhà họ Ninh chúng tôi và cậu ta, chắc chắn có một người không xuống được lôi đài. Vô Lượng Thiên Tôn, Lữ Đạo Hiên cũng thở dài, ông Ninh cần gì phải như vậy chứ? Ông Ninh cắn răng nói, Lữ Quan Chủ, tôi chỉ có một chuyện muốn nhờ. Mời nói, Lữ Đạo Hiên từ từ mở mắt ra. Ông Ninh tiếp tục nói, lát nữa trong trận chiến, quý quan là trọng tài, hy vọng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Trong bảy thì chúng tôi, nếu có người có thể thắng được cậu ta, tới lúc giết chết cậu ta, mong rằng quý quan đứng ngăn cản. Nghe vậy, Lữ Đạo Hiên lập tức im lặng, cả buổi không nói tiếng nào. Ông Ninh chợt cười nói tiếp, ông xem, tôi chỉ lo nói chuyện, suýt chút nữa quên mất chuyện chính. Quyết đấu chỉ là chuyện nhỏ thôi, lần này tôi đến đây, tôi còn mang theo một món quà nhỏ cho quý quan, xin hãy vui lòng nhận. Dứt lời, ông Ninh gỡ thanh kiếm trên lưng mình xuống. Ông ta từ từ mở vải quấn ra, một luồng ánh sáng sáng rực đại điện. Lữ Đạo Hiên nheo mắt lại, rồi chợt mở to mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Xích tiêu. Đây là xích tiêu kiếm. Lữ quan chủ quả nhiên kiến thức hơn người. Ông Ninh cười khen ngợi. Đúng vậy, đây chính là xích tiêu. Cao tổ đã từng cầm nó chém bạch xà, lập nên công tích có 102. Kiếm dài 3 thước, toàn thân phiếm đỏ, mép phủ xương tuyết, trang trí rực rỡ, ánh sáng bức người. Lữ Đạo Hiên vuốt nhẹ thân kiếm, khen ngợi, kiếm tốt. Kiếm tốt. Đây chính là một trong 10 danh kiếm thời cổ, cũng là bảo vật chấn tộc nhà họ Ninh. Thanh kiếm này, đoạt được từ trong tay vị kia hả? Lữ Đạo Hiên chợt nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, ông Ninh không hề giấu giếm, năm xưa nhà họ Ninh chúng tôi may mắn đoạt được nó, để nó trở thành bảo vật chấn tộc. Tiếc là nhiều năm qua, không một ai trong tộc có thể khống chế được nó. Nhà họ Ninh tuy rằng có bảo kiếm, nhưng chỉ có thể phí phạm của trời để làm vật trang trí, bởi vì không, ai dùng được. Vậy nên, lần này bọn họ dứt khoát thuận nước đẩy thuyền tặng cho Bạch Vân Quan, xem như là mượn sức một thế lực mạnh bên ngoài cho gia tộc. Đây là kiếm của vua chúa, người bình thường không thể khống chế được. Lữ Đạo Hiên yêu thích sở tới sở lui rồi từ từ buông ra, tôi không có làm gì, sao có thể chiếm bảo kiếm làm của riêng chứ? Ông Ninh chủ động đấy bảo kiếm qua, người ta nói vật dùng đúng chỗ. Kiếm ở trong nhà họ Ninh chúng tôi chỉ là danh kiếm phủ bụi, chỉ khi ở trong tay Lữ Quan Chủ mới có thể phát huy uy lực vốn có của nó. Nhà họ Ninh chúng tôi kính Bạch Vân Quan đã lâu, rất muốn kết làm đồng minh. Xin ông hãy nhận lấy kiếm, đừng phụ tấm lòng của tôi. Lữ Đạo Hiên nhìn kiếm, rồi nhìn lên ông Ninh. Sau đó, ông ta vung nhẹ tay lên, ống tay áo phất qua bảo kiếm, mặt bàn lập tức trống không. Người đi kiếm mất. Trong đại điện chỉ còn giọng nói quanh quấn của Lữ Đạo Hiên. Tôi nhân tấm lòng của ông, không có lần sau. Lữ Đạo Hiên vừa ra khỏi đại điện liền phát hiện dù hôm nay Bạch Vân Quan đóng cửa từ chối tiếp khách thì xung quanh vẫn rất ồn ào náo nhiệt. Sao đông người quá vậy? Lữ Đạo Hiên gọi tiểu đạo sĩ lại hỏi thăm. Hôm nay là ngày dựng võ đài, không phải đã thông báo với bên ngoài là đóng cửa từ chối tiếp khách một ngày rồi sao? Sao vẫn còn đông người vậy?
tiểu đạo sĩ nói, là do quan chủ chưa biết. Trận đấu hôm nay có liên quan đến thế giới bình thường và thế giới cổ võ, cả hai bên đều có rất nhiều người tới cổ vũ bên mình. Bọn họ vừa là khách vừa là người của hai bên, lại thêm đăng ký hết rồi, chúng tôi không tiện từ chối, đành phải cho bọn họ vào. Lữ Đạo Hiên vô cùng ngạc nhiên, tới một lần nhiều người như vậy hả? Xem ra, quy mô trận chiến này không nhỏ chút nào. Đúng vậy, tiểu đạo sĩ cũng ngạc nhiên cảm thán, cũng chỉ có lễ hội La Thiên Lăn trước mới có quy mô lớn như thế. Lữ Đạo Hiên vốn tưởng rằng đây chỉ là một trận so đấu giải quyết ân oán cá nhân, nào ngờ hai bên lại có nhiều người như thế. Được rồi, truyền lệnh của tôi. Lữ Đạo Hiên ra lệnh, trong trận đấu hôm nay, Bạch Vân Quan chúng ta tuyệt đối không nhúng tay giúp một bên nào. Thấy chết mà không cứu hả? Tiểu đạo sĩ hỏi. Đúng vậy, thấy chết mà không cứu. Lữ Đạo Hiên gật đầu. Tiểu đạo sĩ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Trong các trận quyết đấu trước đây, trận nào Bạch Vân Quan cũng sẽ đứng giữa hòa giải, tại sao lần này lại không giúp bên nào? Tuy rằng khó hiểu, nhưng mà tiểu đạo sĩ vẫn theo lệnh truyền lời. Lữ Đạo Hiên đã nhận chỗ tốt của nhà họ Ninh rồi, tất nhiên là không tiện thiên vị bất cứ bên nào. Ở trong mắt ông ta, một thằng nhãi thế giới bình thường đi đánh với cố võ giả, nếu không có ai giúp đỡ là chắc chắn phải chết. Nhìn mặt ngoài thì có vẻ là không giúp ai, nhưng thực tế thì đã thiên vị một bên rồi. Cậu yên tâm đi, sau khi cậu chết, chúng tôi sẽ miễn phí siêu độ cho cậu. Lữ Đạo Hiên vùng ống tay áo lên, lướt nhanh đi. Lúc này, bên ngoài cửa Bạch Vân Quan đã tụ tập. Khá nhiều người biết chuyện, cố ý tới đây để xem trò hay. Mau xem đi, những người đó, là cổ võ giả hả? Một đám người, người nào cũng đeo một thanh kiếm trên lưng, bước lên bậc thang như là đi trên đất bằng. Người bình thường đều phải thở phì phò leo thang, bộ, còn đám người kia thì cứ ung dung bước đi như đi dạo trong sân, thướt tha nhanh nhẹn khiến người ta phải cảm thán. Cả thân pháp lẫn tốc độ đều không phải là người thường có thể làm được. Bọn họ dùng kiếm. Chắc bọn họ là bảy thị cổ võ cực kỳ nổi tiếng đấy hả? Hôm nay chính là ngày bảy thị hợp tác khiêu chiến một người trẻ tuổi trong thế giới bình thường. Đám người bảy thị cổ võ không coi ai ra gì mà đi lướt qua đám người, đi thẳng về phía đại điện. Khí thế đáng sợ quá đi. Chỉ mới có đi ngang bọn họ, liếc bọn họ một cái thôi, mà đã khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi rồi. Thật sự khó có thể tưởng tượng người muốn đánh nhau với đám cổ võ phải tuyệt vọng cỡ nào. Thật khó tin, rốt cuộc là thần thánh phương nào dám đánh nhau với bảy thị vậy. Nghe nói là họ Diệp, mới được thả ra từ trong ngục, cũng là một người giỏi đánh nhau. Dù có giỏi đánh nhau hơn nữa thì chắc gì có thể đánh thắng được cổ võ giả. Hơn nữa, lần này cả bảy thị đều hợp tác với nhau, anh ta chết chắc rồi. Địa điểm quyết đấu là Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu, nói không chừng có thể cứu anh ta một mạng. Dù không chết thì cũng bị đánh cho tàn phế thôi. Lúc mọi người đang bàn tán xôn xao. Mau xem kia, lại có một đám người tới nữa. Wow, người cầm đầu vạm vỡ như là một con gấu nâu vậy. Ông ta vác cây gậy ngựa trên vai, chẳng lẽ ông ta chính là Hứa Đại Mã Bổng nhà họ Hứa thuộc núi Trường Bạch, một trong ba núi giới cổ võ hả? Đúng vậy. Đám người mới tới là một nhà Hứa Đại Mã Bổng. Ồ, có khá đông người đấy chứ. Hứa Đại Mã Bổng nhìn lên trên núi, thấy đám người trên núi chỉ trỏ trỏ mình, giống như là đang xem khi, khiến ông ta rất bực bội. Mẹ nó, nếu đã nhận ra tao rồi còn dám ở trên đó chỉ trỏ trỏ nói hưu nói vượn nữa hả? Lão hổ không phát huy liền coi là mèo bệnh há. Hứa Đại Mã Bổng vừa lên tiếng thì bên cạnh có một người đàn ông mặt đen bước lên. Cha, để con đi làm chết bọn họ. Dứt lời, anh ta định lao về phía đám người trên núi. Anh ta chính là Hứa Phúc, Khai Sơn Hổ, một trong tứ hổ nhà họ Hứa. Lão đại, không được giết người vô tội. Hồ Điệp Mê thấy vậy thì vội vàng ngăn cản đứa con trai cả hung dữ. Đây không phải núi nãi đầu của chúng ta, cậu đừng có gây chuyện cho tôi. Cứ để tôi. Hồ Điệp Mê vừa ngăn cản Hứa Phúc vừa tự mình ra tay. Vài con bướm từ trong tay bà ta bay ra, bay vòng vòng trên đầu đám người một lúc lâu. Bướm bay tới đâu là đám người có thể ngửi được một mùi hương kỳ lạ tới đó. Lúc đang khó hiểu, mọi người chợt phát hiện mình giống như là uống thuốc câm, không thể nói ra lời, cứ ê ê a a giống như trẻ con. Đại đương gia nhà tôi thích yên tĩnh, các người im lặng một lát, đừng nói lung tung sau lưng chúng tôi. Mọi người hoảng sợ nhìn đám người, sợ tới mức sôi nổi lùi ra sau.
giống như là tránh né ôn thần vậy. Cho đến khi đám người kia biến mất hoàn toàn. Lúc này, mọi người mới miệng khô lưỡi khô, khôi phục tiếng nói. Trời ạ, lúc nãy là sao vậy? Đám người kia bá đạo quá đi, chúng ta nói chuyện cũng không được nữa hả? Cổ võ là không thể nhục, nhưng đâu có nói là không cho phép nhắc tới. Đáng sợ quá đi. Lúc mọi người đang sợ hãi, một đám người lại đi tới dưới chân núi. Đồ trắng. Chẳng lẽ là núi Thiên, một trong ba núi cổ võ? Đúng là cổ võ giả núi Sơn. Đám người đồ trắng báo tên tuổi với đạo sĩ Bạch Vân quan sát thực suy đoán của mọi người ở đây. Đúng là tuyết trên núi Thiên, đồ trắng thất tha. Đám cổ võ giả kia có khí chất quá đi. Đều là một trong ba núi của giới cổ võ, lại tốt hơn đám người ngang ngược núi Trường Bạch biết bao nhiêu luôn. Lúc thấy đám cổ võ giả đồ trắng hơn tuyết, trai xinh gái đẹp lễ phép mà gật đầu chào hỏi mọi người, cán cân trong lòng mọi người nghiêng hắn về một phía, yêu ghét rõ ràng khi so giữa cổ võ giả núi Trường Bạch và núi Thiên. Sau đó, núi Côn Luân một trong ba núi giới cổ võ và môn Bạc một trong năm môn cũng lần lượt phái người tới Bạch Vân Quan. Quá trời quá đất rồi, trận chiến hôm nay có hơn phân nửa giới cổ võ đều tới xem. Thật sự không biết người bình thường dám tiếp thu khiêu chiến từ cổ võ giả là thần thánh phương nào nữa. Lúc các phe phái tụ tập tại Bạch Vân Quan, Phủ Thuận Thiên và đội cận vệ Yến Kinh cũng phái rất nhiều người tới để duy trì trật tự. Đội cận vệ Yến Kinh trông coi bên ngoài, Phủ Thuận Thiên trông coi bên trong. Lúc này, thống đốc Hoa Quân Dương của Phủ Thuận Thiên đang bận rộn bên trong Bạch Vân Quan. Ông ta phát hiện Bạch Vân Quan rất lớn, lần này lại có rất nhiều người tới xem. Đám người mà mình dẫn theo có chút trứng trọi đá, không đủ dùng. Trùng hợp là lúc này ông ta nhận được một cuộc gọi quan trọng. Quân Dương, nghe nói Phủ Thuận Thiên của ông, phụ trách trật tự và an toàn trong cuộc tỉ thí tại Bạch Vân Quan. Vậy ông hãy giúp tôi một chuyện đi, dù thế nào cũng phải giữ được mạng sống của Diệp Lâm, tuyệt đối không thể để đám cổ võ giả hại chết cậu ấy. Người gọi chính là chiến thần Thanh Châu Hàn Sơn Hà, người từng kết nghĩa anh em với Diệp Lâm. Sau khi nghe tin em trai Diệp Lâm sắp quyết chiến với bảy thị cổ võ tại Bạch Vân Quan, Hàn Sơn Hà vốn định đến cổ vũ, chỉ là có việc quân trong người, không thể muốn đi đâu thì đi. Ông ta đành phải gọi điện thoại cho thống đốc Hoa Quân Dương của Phủ Thuận Thiên, nhờ Hoa Quân Dương giúp đỡ trông coi, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Hàn chiến thần, Hoa Quân Dương cười khổ nói, chắc là ông cũng biết con trai tôi là đồ đệ của Diệp Lâm. Không cần ông nói, Phủ Thuận Thiên chúng tôi tất nhiên là đứng bên phía Diệp Lâm rồi. Có điều, trận đấu lần này đều là cao thủ giới cổ võ, tương đương với thần tiên đánh nhau, đám thị vệ cấp dưới của tôi không thể giúp được gì nhiều. Hàn Sơn Hà nói, ông là thống đốc Phủ Thuận Thiên, thân phận hơn người, nếu lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ông cứ đứng ở đấy, xem ai còn dám ra tay nữa không. Dù cổ võ giả có mạnh hơn nữa, thì cũng không được phép làm bậy khi đối mặt với quan chức triều đình, ở ngay dưới chân thiên tử. Hoa Quân Dương cảm thấy không chắc lắm. Hy vọng lúc ấy bọn họ có thể nể mặt tôi. Tóm lại, Diệp Lâm là em trai của ông, cũng là ân nhân của tôi sẽ dốc sức bảo vệ cậu ấy. Ông cứ yên tâm đi. Sau khi tắt điện thoại, Hoa Quân Dương cảm thấy rối loạn cả lên. Ông ta đi ra bên ngoài Bạch Vân Quan, gặp mặt chỉ huy sứ Kim Lũ Y của đội cận vệ Yến Kinh. Kim đại nhân, cô là người mạnh nhất ở đây, nếu lát nữa chỗ tôi có xảy ra vấn đề gì thì nhờ cô lập tức dẫn người đi chỉ viện tôi. Kim Lũ Y nghiêm mặt nói, Hoa thống đốc cứ yên tâm đi, ông có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Sau khi nói chuyện với Kim Lũ Y xong, Hoa Quân Dương mới có một chút yên lòng, quay lại bên trong Bạch Vân Quan. Hoa Quân Dương vừa đi không được bao lâu, Kim Lũ Y liền phát hiện lại có thêm vài vị khách không mời mà đến. Người đàn ông dẫn đầu ăn mặc xa xỉ, hút xì gà, mái tóc vuốt ngược. Phía sau anh ta là một đám vệ sĩ, dòng đó có không ít cao thủ cấp bậc tông sư. Kim đại nhân, rất vui khi gặp cô. Kim Lũ Y mới vừa nhìn về phía đám người, thì người đàn ông mái tóc vuốt ngược kia đã cất bước đi về phía cô. Anh là ai vậy? Kim Lũ Y nhíu mày hỏi. Anh ta cười nói, Hoàng Kim Bưu đến từ Đông Hải. Hoàng Kim Bưu. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều giật mình, liếc mắt sang nhìn liên tục. Có lẽ anh chưa từng đi Đông Hải, nhưng anh chắc chắn là từng nghe thấy tên tuổi của Hoàng Kim Bưu. Anh ta chính là ông chủ chợ đen cực kỳ nổi tiếng. Hoàng Kim Bưu, Kim Lũ Y hơi thay đổi sắc mặt, anh chính là ông chủ chợ đen. Không dám, Hoàng Kim Bưu cười nói, chợ đen thành phần phức tạp, tôi chỉ là ông chủ mặt ngoài che giấu tai mắt thôi.
Lần này ông chủ Hoàng tới đây không chỉ đơn giản là vì xem một trận đấu thôi, đúng không? Kim Lũ Y từng dọn sạch chợ đen Lê Viên, vậy nên kết thù với đám người chợ đen, thậm chí còn bị bọn họ ám sát. Cô nghĩ ngờ lần này Hoàng Kim Biêu đến đây là vì mình. Ha ha, Hoàng Kim Biêu cười nói, sau khi trận đấu kết thúc, tôi xin phép được mời Kim Đại Nhân một bữa cơm, Kim Đại Nhân có vui lòng đồng ý không? Trước đó giữa hai bên chúng ta có chút hiểu lầm, tôi hy vọng có thể xóa bỏ hiểu lầm trong bữa cơm hôm nay. Kim Lũ Y từ chối thẳng thừng, tư tưởng khác nhau là rất khó hợp tác. Tôi không có hứng thú ăn cơm với loại người như anh, cũng sẽ không thỏa hiệp với anh bất cứ điều gì, anh đừng có nằm mơ nữa. Về chợ đen Lê Viên, tôi sẽ điều tra đến cuối cùng, bắt hết những kẻ làm trái pháp luật ra công lý. Nghe vậy, Hoàng Kim Biêu liền thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi. Đám vệ sĩ phía sau anh ta lập tức đi lên một bước. Cùng lúc đó, đội cận vệ Yến Kinh cũng nhanh chóng tụ tập lại đây. Hai bên đối chọi gay gắt, chạm vào là đánh ngay. Một lúc lâu sau, Hoàng Kim Biêu phất phất tay, ra hiệu cho người của mình lùi ra. Kim Đại Nhân dứt khoát thật đấy, còn cá gan dạ nữa. Vậy chúng ta ai có chí nấy, tự bằng bản lĩnh đi. Dứt lời, Hoàng Kim Biêu cười lạnh bỏ đi. Đại Nhân, Phó Quan Ân Hồng Trang đi lên hỏi. Có cần phái người theo dõi bọn họ không? Không cần, Kim Lũ Y lắc đầu, tạm thời làm tốt chuyện trước mắt đi. Mãi cho đến khách khứa lục tục vào bàn, cửa lớn Bạch Vân Quan đóng kín lại, đội cận vệ Yến Kinh tuần tra bên ngoài mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Hay, may là không xảy ra vấn đề gì. Ân Hồng Trang nhìn lên trên núi, chắc là sắp bắt đầu quyết đấu rồi, thật sự muốn đi xem, nhất định là rất xuất sắc. Kim Lũ Y nói, chờ lát nữa bận xong bên này, cứ để tôi ở đây trông là được. Cô hãy dẫn một đội đi vào bên trong tuần tra, nhân tiện giúp đỡ Phủ Thuận Thiên duy trì trật tự. Vừa lúc khi nấy Hoa Thống Đốc tìm tôi, hy vọng chúng ta có thể phối hợp với công việc bên trong của bọn họ. Chờ lát nữa cô dẫn người đi, nếu có chuyện thì hãy báo ngay cho tôi biết. Cảm ơn đại nhân, Ân Hồng Trang cực kỳ vui vẻ, rốt cuộc có thể đi vào bên trong Bạch Vân Quan nhìn thấy cuộc tỉ thí cổ võ. Không biết lần này là thần thánh phương nào dám so tài với đám cổ võ. Tôi sẽ thay mặt đại nhân đi xem. Bên trong Bạch Vân Quan ồn ào náo nhiệt. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 10.000 người đến xem. Mọi người tụ tập ở sân sau Bạch Vân Quan. Nơi đây yên tĩnh tao nhã, rực rỡ gấm hoa, đứng bên trong như là đứng trong thế giới thần tiên, tràn đầy linh khí, một nơi tốt hiếm có để tu luyện. Vậy nên sân sau Bạch Vân Quan còn có tên gọi là Tiểu Bồng Lai. Giữa sân sau có ba đạo tràng, địa điểm so đấu được thiết lập tại đạo tràng ở giữa. Khách khứa tới xem so đấu chia ra đứng ở hai bên đạo tràng, kiên nhẫn chờ đợi trận đấu bắt đầu. Lát nữa phái người nào lên sân đầu tiên? Đám người ngồi ở trước nhất chính là bảy thị cổ võ, một trong hai bên tham gia trận quyết đấu hôm nay. Bảy nhà bàn bạc một lát, cuối cùng chọn ra một nhà. Vậy để nhà thượng quan bọn tôi đi đánh trận đầu đi, tranh thủ thẳng trong một trận. Thượng quan là gia tộc mạnh nhất bên trong bảy thị cổ võ. Vậy nên tất nhiên là để nhà thượng quan đi đánh trận đầu rồi. Làm phiền ông thượng quan, tộc trưởng nhà họ Ninh nói, có điều, thằng nhãi họ Diệp và nhà họ Ninh chúng tôi có mối thù sâu đậm, đợi lát nữa xin ông hãy cho cậu ta còn một hơi, để nhà họ Ninh chúng tôi ra tay một đòn cuối cùng với cậu ta. Ừ, tộc trưởng nhà thượng quan gật đầu đồng ý, rồi sắp xếp nhân tài trong tộc chuẩn bị ra sân. Khánh Hồng, lát nữa cháu lên đánh trận đầu, chuẩn bị cho tốt đi, đừng bôi nhọ danh tiếng của nhà thượng quan chúng ta. Thượng quan Khánh Hồng là top 10 cao thủ trong tộc thượng quan, thực lực chỉ kém một chút so với tông sư nhất phẩm, chỉ cần một chút nữa và một cơ hội nữa là có thể đột phá tông sư nhất phẩm. Vâng, ông nội thượng quan Khánh Hồng đứng dậy lên tiếng, đè chuôi kiếm, cười nói, kim cương kiếm của cháu không nhịn được từ nấy giờ rồi. Kim cương kiếm là một trong 8 thanh danh kiếm nổi tiếng xưa nay. Bên trong có chứa thần uy, không hề bình thường một chút nào. Nhà thượng quan nắm giữ 8 thanh thần kiếm, trở thành gia tộc đứng đầu trong 7 thị cổ võ. Làm phiền cháu thượng quan, người nhà họ Ninh sôi nổi phụ họa. Thực lực của thượng quan Khánh Hồng, đừng nói là ở trong tộc thượng quan, dù là tính cả 7 thị cổ võ, thì cũng là một sự tồn tại nổi bật. Có thượng quan Khánh Hồng ra sân đầu tiên, mọi người đều cho rằng bên mình thẳng chắc rồi. Người nhà họ Ninh cũng nóng lòng muốn thử. Bọn họ chỉ căn chờ nhà thượng quan thắng, sau đó bọn họ sẽ đi lên chém một kiếm cuối cùng để báo thù rửa hận. Sao còn chưa thấy bóng dáng của thằng nhãi họ Diệp kia nữa vậy?
có khi nào là sợ tới mức không dám tới không? Lúc này, mọi người đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Thậm chí có người trong bầy thì cổ võ cho rằng Diệp Lâm sợ hãi không đến. Rốt cuộc thì người bình thường sao có thể đấu lại cổ võ giá? Có khác gì tự tìm đường chết đâu chứ? Tần Tuyết Dung ngồi trong đám người bầy thị. Cô ta có chút nôn nóng bất an, chỉ hy vọng Diệp Lâm là thật sự biết khó mà lui, không tới ứng chiến. Tới rồi. Có điều, vào lúc này, không biết là ai hô lên một tiếng. Một đám người đi vào từ bên ngoài. Tần Tuyết Dung nhìn kỹ thì thấy lòng nặng trĩu. Đám người kia chính là đám người Diệp Lâm. Lần này Diệp Lâm chỉ dẫn theo đám người Hắc Long trong Long Môn. Mọi người thấy vậy thì không nhịn được tò mò, đánh giá, chỉ trỏ trỏ. Cậu thanh niên kia là người ứng chiến hả? Trẻ tuổi hơn so với tưởng tượng của tôi. Trông cậu ta có vẻ bình thường, tôi chỉ cần dùng một quyền là có thể đánh ngã rồi. Vậy mà cậu ta cũng dám so đấu với cổ võ giả hả? Nghe nói cậu ta là đại công tử nhà họ Diệp, vừa mới ra tù, đúng là tù nhân không sợ cổ võ. Ha ha, hy vọng cậu ta có thể may mắn còn sống. Lúc này, Hoa Quốc Đống đi lên bên cạnh Diệp Lâm. Sư phụ, cuối cùng anh cũng tới rồi. Diệp Lâm gật đầu, sau đó nhìn xung quanh, không ngờ hôm nay lại có rất nhiều người đến đây. Sư phụ, anh đi chào hỏi quan chủ Bạch Vân Quan chưa? Thấy Diệp Lâm đến tận bây giờ mới đến, Hoa Quốc Đống cho rằng Diệp Lâm đến muộn là vì đi chào hỏi quan chủ. Rốt cuộc thì lần trước Tần Tuyết Dung đã dặn dò. Là phải chào hỏi làm quen quan chủ Bạch Vân Quan, có khi đến giây phút mấu chốt quan chủ sẽ ra tay giúp đỡ. Chưa đi Diệp Lâm không định đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cần gì phải nhờ người khác giúp đỡ. Bắt đầu rồi hả, tôi lên võ đài đây. Diệp Lâm không hề rong dài, đi xuyên qua mọi người về phía đạo tràng ở giữa. Long Vương cố lên, đám người Long Môn sôi nổi hoan hô, có điều người ít giọng nhỏ, lập tức bị bao phủ trong tiếng ồn ào ở hiện trường. Diệp Lâm ra sân, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lão Tứ, là thằng nhãi kia hả? Dưới sân, Hứa Đại Mã Bổng vừa nhìn chằm chằm Diệp Lâm vừa hỏi con trai. Đúng vậy, Hứa Tường nghiến răng nghiến lợi nói, chính là thằng khốn kiếp đó. Dù nó có hóa thành cho thì con cũng nhận ra nói. Nhờ Diệp Lâm ban tặng, kẻ bệnh thái tuế như anh ta bệnh càng thêm bệnh, vết thương trên tay đang quấn vải càng lúc càng nặng. Mẹ nó! Hứa Đại Mã Bổng cầm cây gậy ngựa trong tay, hung ác nói, cha chỉ muốn đi lên gõ nát cái đầu chó của nó ngay thôi. Đại đương gia, tạm thời đừng sốt ruột Hồ Điệp Mê khuyên nhủ, cứ để nó cho bầy thị đối phó, chúng ta chỉ cần xem nó chết thế nào, sau đó đi lấy cây dao găm gây ra vết thương cho lão tứ là được rồi. Bảy nhà thay phiên nhau đánh với thằng nhãi kia, làm gì đến mức đánh không lại. Khai Sơn Hổ Hứa Phúc cười nói. Nếu bảy nhà bọn họ đều vô dụng thì con sẽ tự mình đi báo thù cho lão tứ. Đám người nhà họ Hứa nói chuyện một cách tự nhiên, không coi ai ra gì, mơ hồ truyền vào trong tai đám người bảy thị. Dám khinh thường bảy nhà bọn họ hả? Thượng quan Khánh Hồng đứng dậy, quay đầu lại liếc một cái, cười lạnh nói, chỉ sợ là đỉnh ưng chùy. Núi Trường Bạch các người không có cơ hội đó đâu. Tôi sẽ tự mình lấy mạng của thằng nhãi kia. Vừa dứt lời. Thượng quan Khánh Hồng lập tức lên sân chuẩn bị tỉ thí. Trong nháy mắt, Diệp Lâm và Thượng quan Khánh Hồng đều đã vào vị trí. Một cuộc đại chiến sắp nổ ra. Những vị khách đến xem náo nhiệt bỗng trở nên thích thú và bắt đầu la hét. Đặt cược đi nào, ai sẽ thẳng đây? Không phải thẳng bại của trận đấu này đã quá rõ ràng rồi hay sao? Nếu tên nhóc bình thường đó có thể đánh bại võ cổ giả, tôi sẽ chạy khỏa thân luôn. Mọi người đều thấy Thượng quan Khánh Hồng xuất thân từ một gia tộc võ cổ, có tư chất phi thường nên đều đánh giá cao anh ta. Mặt khác, Diệp Lâm lại là người tầm thường, xung quanh không có cao thủ nào, đơn độc đứng trên võ đài, khí thế quá yếu đuối. Ông nội, ông tính xem cơ hội chiến thắng của chàng trai họ Diệp đó là bao nhiêu. Lúc này, ngồi ở phía bên kia sân khấu là một nhóm khách đến từ môn phái bói toán, một trong ngũ môn. Người cầm đầu là một ông già râu bạc trắng. Vuốt nhẹ bộ râu, cười nói, còn cần lãng phí sức lực tính toán thế trận áp đảo như vậy sao? Chuyện đời khó đoán, cháu trai ở bên cạnh nói, nhìn thiếu niên này trông rất bình tĩnh, dường như không hề sợ hãi. Không biết sự tự tin của anh ta đến từ đâu. Tục ngữ có câu, chuyện khác thường chắc chắn có điều kỳ lạ ông nội, nếu không phiền thì ông cứ tính thử xem. Môn phái bói toán là một trong năm môn phái võ cổ, chuyên bói toán và suy luận để biết quá khứ và tương lai.
Được, ông già tóc trắng lấy ra một đồng tiền cổ rồi tung lên. Thắng hay bại đều nằm ở một mặt. Mọi người xung quanh đều dõi theo đồng xu đến khi nó rơi xuống đất và quay tròn. Sau khi dừng lại một lúc, nó lại đứng trên mặt đất gồ ghề mà không hề đổ xuống. Hả, ông già không khỏi kêu lên, thật kỳ lạ. Rõ ràng đó là tình thế áp đảo, nhưng kết quả bói toán dường lại chỉ ra rằng đây là một trận chiến khó phân thẳng bại. Ông lão không khỏi ném thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ, đồng xu đứng trên mặt đất mà không rơi xuống. Ông à, điều này có nghĩa là gì? Kết quả như thế nào? Cháu trai ở một bên tò mò hỏi. Ông lão tung đồng xu cổ ba lần liên tiếp, kết quả như nhau. Sau đó, ông già không khỏi nhìn về phía chàng trai trẻ trên võ đài. Quả nhiên là chuyện đời khó lường. Chỉ sợ bảy gia tộc sẽ chịu tổn thất lớn trong trận chiến này. Mau, cược cho cậu trai họ Diệp này đi. Đặt cược tất cả số tiền mang theo, trận này nhà thượng quan sẽ thua. Cùng lúc đó, Lữ Đạo Hiên, quan chủ của Bạch Vân Quan cũng đang âm thầm đánh giá Diệp Lâm. Vốn dĩ món quà hào phóng từ nhà họ Ninh đã khiến Lữ Đạo Hiên nghiêng về đối phương hơn. Còn Diệp Lâm thì không hề chủ động tới thăm, cũng chỉ mang tay không tới đây. Hừ, thật đúng là không biết lễ nghĩa, không biết sống chết. Nếu đã như vậy thì Bạch Vân Quan sẽ không giúp đỡ nữa, cứ mặc kệ đi. Ngay sau đó, quan chủ Lữ Đạo Hiên cũng xuất hiện trên sân khấu với tư cách là người dẫn chương trình và trọng tài chủ trì trận đấu. Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả những người có mặt hôm nay đã đến Bạch Vân Quan chúng tôi. Nếu có chỗ nào tiếp đón chưa tốt, hy vọng các sẽ bỏ qua cho. Mọi người trên khán đài lần lượt đáp lại, Lữ quan chủ đừng khách sáo. Tất nhiên, cũng có những người thiếu kiên nhẫn, la hét, thúc giục, đừng nói nhảm nữa, nhanh đánh đi. Nếu còn kéo dài nữa mặt trời sẽ lặn mất, tôi sẽ không kịp bắt xe về nhà. Hiện trường lại một lần nữa vang lên tiếng cười. Lữ Đạo Hiên cũng bình tĩnh mỉm cười, Bạch Vân Quan chúng tôi có rất nhiều phòng khách, có thể cung cấp đồ ăn và chỗ ở miễn phí. Các vị có thể yên tâm theo dõi trận chiến. Trận chiến hôm nay, dù kéo dài đến tối hay kéo dài đến rạng sáng ngày mai thì cũng phải phân thắng bại. Thượng quan Khánh Hồng lạnh lùng bổ sung, không chỉ là phân thẳng bại thôi đâu, mà còn là một sống một cồn. Những lời này vừa nói ra, hiện trường lại lần nữa trở nên xôn xao. Ban đầu chỉ nói là cọ sát, tại sao lại biến thành trận chiến sinh tử? Nhìn thấy đối phương lên trên võ đài, những người đặt cược Diệp Lâm cũng không khỏi đổ mồ hôi hột thay cho anh. Đồng thời hy vọng rằng người Lữ Đạo Hiên có thể phán quyết một cách công tâm. Thế nhưng, Lữ Đạo Hiên lại hắng giọng nói, thi đấu cọ sát, đương nhiên sẽ có điểm dừng, tuy nhiên. Kiếm không có mắt, quyền cước vô tình, khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Trận chiến này mặc dù không phải trận chiến sinh tử, nhưng xin các vị hãy chuẩn bị sẵn tinh thần. Thượng quan Khánh Hồng nói, tôi thì không có vấn đề gì. Nếu thua thì chết không hối hận. Lữ Đạo Hiên lại nhìn Diệp Lâm, còn cậu thì sao? Diệp Lâm nghe vậy, nhẹ nhàng mỉm cười hỏi, trước tiên, tôi muốn xác nhận một chuyện đã. Đối thủ của tôi chỉ có mình anh ta, hay là tất cả bảy gia tộc dưới khán đài? Nếu tôi thẳng trận này, bên dưới sẽ tiếp tục cử người đấu trận tiếp theo ư? Lữ Đạo Hiên đáp, không sai. Nếu cậu thắng thì gia tộc tiếp theo sẽ tiếp tục khiêu chiến, đến khi nào hết bảy nhà thì cậu mới giành chiến thẳng hoàn toàn. Nhưng mà, lúc này, Lữ Đạo Hiên lắc đầu, cho rằng Diệp Lâm suy nghĩ quá nhiều, tốt nhất cậu đừng nghĩ xa như vậy, hãy toàn lực chuẩn bị cho trận chiến này đi đã. Mọi người trên khán đài cũng bật cười, thằng nhóc này còn nghĩ đến chiến thẳng, còn nghĩ đến trận tiếp theo cơ đấy. Cứ giữ mạng mình trước đi đã. Nói cách khác, đối thủ của tôi không phải một người, mà là bảy người. Diệp Lâm lại hỏi. Không sai, Lữ Đạo Hiên nói, đối thủ của cậu chính là bảy gia tộc này. Tuy nói là bảy gia tộc nhưng trong mắt mọi người nó không khác gì một gia tộc cả. Dù sao cũng là trận chiến sinh tử, chắc chắn sẽ không đến lượt người tiếp theo xuất hiện. Nếu đã như vậy, Diệp Lâm lớn tiếng nói, không cần phải từng người lên một đãi. Bảo bảy nhà bọn họ cử ra một người rồi cả bảy người cùng lên cả đi. Bảy nhà, cùng nhau lên. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức náo động. Mọi người đều nhìn Diệp Lâm với vẻ mặt không thể tin nổi như đang nhìn một kẻ điên. Người này điên rồi sao? Một người còn không đánh nổi mà lại muốn đánh bảy người cùng một lần. Cười chết tôi mất, tôi có cảm giác anh chàng này đến đây chỉ để diễn hài thôi. Đánh một thua, đánh bảy cũng thua, thà đánh bảy còn hơn.
cho dù có chết cũng không nhục nhã, nếu may mắn sống sót thì sau này có thể khoe khoang là tôi đã từng đánh bại 7 võ cổ giả cùng một lúc. Thấy vậy, nhà Hứa Đại Mã Bổng không khỏi buồn cười. Thằng nhóc này sắp chết rồi mà còn có tâm, chẳng đùa giỡn nữa, ha ha thú vị đấy. Hứa Đại Mã Bổng cười lớn. Tên khốn này vẫn như vậy ngông cưỡng, tự cho mình là đúng như vậy. Hứa Tường, người từng đối đầu Diệp Lâm cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì anh ta cũng đã chứng kiến sự tự tin gần như điên cuồng của Diệp Lâm. Về phần nhóm Hạc Long, sau khi nghe được lời nói của Diệp Lâm, trong lòng cũng nhất thời căng thẳng, tim treo lên đỉnh đầu. Long Vương đại nhân định làm cái gì vậy? Ngay từ đầu tỷ lệ thắng đã không cao, nếu đánh 7 người một lúc, chẳng phải chỉ còn con đường chết thôi sao? Có lẽ là đây là cách khích tướng của Long Vương, chỉ sợ rằng 7 gia tộc võ cổ sẽ tương kế tự kế. Nếu như 7 người bọn họ lên thật thì sẽ gặp rắc rối to. Ngay cả 7 gia tộc võ cổ dưới khán đài cũng không thể nhịn được bật cười giận dữ sau khi nghe. Điều này, tên nhóc này có ý gì vậy? Cậu ta đang khinh thường 7 nhà chúng ta sao? Kế này của cậu ta cũng hay đấy, nếu 7 nhà chúng ta liên thủ giết cậu ta, chẳng phải sẽ khiến cậu ta nổi danh sao? Hay là chúng ta cứ đáp ứng yêu cầu của cậu ta, cùng nhau xông lên? Thành thật mà nói, nhà họ Ninh càng thích như vậy hơn. Giết tên nhóc đó càng sớm càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Và không hiểu vì lý do gì mà nhà họ Ninh luôn cảm thấy tên nhóc họ Diệp này có phần hơi tà đạo. 5 lần 7 lượt đều không thể diệt trừ được. Nếu không thì cũng sẽ không có ngày 7 gia tộc phải liên thủ đối phó anh như ngày hôm nay. Thế nhưng, Thượng quan Khánh Hồng trên võ đài lại phản ứng kịch liệt với lời nói của Diệp Lâm, cho rằng Diệp Lâm đang khinh thường mình. Đây là một sự sỉ nhục rõ ràng. Sao anh dám coi thường tôi? Thượng quan Khánh Hồng tức giận. Với tư cách là một nhân tài kiệt xuất của gia tộc cổ võ và là người nổi trội nhất trong số những người đồng trang lứa, chưa từng có ai dám nói chuyện với anh ta như thế này. Xin lỗi nhé, Diệp Lâm bình tĩnh nói, không phải tôi xem thường anh, mà là tôi xem thường cả 7 gia tộc võ cổ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, hiện trường lại lăn nữa nổ tung. Dám khinh thường 7 gia tộc võ cổ, đúng là muốn chết mà. Tên khốn nạn, chịu chết đi. Thượng quan Khánh Hồng không chần chờ nữa, lập tức rút ra kim cương kiếm từ bên hông ra. Trong phút chốc, thanh kiếm chói sáng đến mức không thể nhìn thẳng. Ngay cả Diệp Lâm nhìn thấy cũng không khỏi thầm thốt lên, kiếm tốt. Cùng lúc đó, trong hộp kiếm cũng xuất hiện một số dao động kỳ lạ, giống như gặp lại một người bạn cũ xa cách từ lâu. Nhìn thấy hai người chuẩn bị ra tay, quan chủ của Bạch Vân Quan, Lữ Đạo Hiên lập tức rời đi, quay trở lại khán đài trên cao. Trên sân khấu vẫn còn có hai người khác đang ngồi đó, cũng là trọng tài của cuộc thi này. Để chứng minh sự công bằng, hai trọng tài còn lại đều không đến từ Bạch Vân Quan. Một người đến từ Võ Đang, người kia đến từ Hoa Sơn. Hai môn phái này đều là những môn phái trần tục, khác hẳn với võ cổ nhưng đều có diền tảng và sức mạnh vượt trội. Lữ quan chủ, tại sao lần này chủ trì đại hội ông lại nhượng bộ, để hai người trên sân tự quyết định sống chết của mình? Tôi tưởng rằng với lòng từ bi của mình, ông sẽ ưu ái chàng trai bình thường kia hơn chứ. Lúc này, một ông già với mái tóc hoa râm và đôi mắt nhân hậu khẽ mỉm cười. Người này chính là Thiên Cực đạo trưởng đến từ Võ Đang. Ha ha, Lữ Đạo Hiên bật cười, có phần chột dạ. Ông ta không thể nói rằng mình đã nhận hối lộ từ nhà họ Ninh, một trong 7 gia tộc, phải không? Dù sao thực lực hai bên chênh lệch rất lớn, tôi không thể bảo đảm sẽ không có thương vong. Ngoài ra, tôi cũng định dùng lời lẽ cay nghiệt để hù dọa tên nhóc đó, khiến cậu ta thấy khó mà rút lui. Ai mà ngờ rằng cậu ta không những không biết sợ mà còn nói năng ngạo mạn. Lúc này, Lữ Đạo Hiên cũng lắc đầu tiếc nuối, như thể mình đã cố gắng hết sức mà đối phương lại chủ động tìm cái chết vậy. Sợ hai người tiếp tục đắn đo về vấn đề này, Lữ Đạo Hiên lập tức chuyển chủ đề, hai vị đạo hữu, các ông nghĩ kết quả của cuộc chiến này sẽ như thế nào? Thiên Cực đạo trưởng cười nói, ha ha, Lữ quan chủ cứ nói đùa. Ông cũng vừa nói thực lực hai bên chênh lệch rất lớn còn gì, chẳng lẽ lại còn kết cục nào? Khác hay sao? À, Lữ Đạo Hiên nghe vậy không nói nên lời. Đồng thời, trong lòng ông ta cũng cảm thấy nghi ngờ, tự hỏi liệu có phải vị đạo trưởng võ này đang muốn bảo vệ tên nhóc đó không? Nếu đúng lúc mấu chốt mà Thiên Cực đạo trưởng của võ đang can thiệp vào thì sẽ thực sự khó khăn. Mặc dù thiếu niên kia đến từ thế tục, nhưng cũng không nên coi thường. Lúc này, Tàng Kiếm Thượng Nhân đến từ Hoa Sơn đột nhiên lên tiếng.
Các vị nhìn xem, thanh kiếm trong tay tên nhóc đó không hề bình thường. Làm sao một người bình thường có thể điều khiển được một thanh kiếm như vậy cơ chứ? Nghe vậy, Thiên Cực đạo trưởng nhìn kỹ hơn, không khỏi kinh ngạc kêu lên, Kinh Hồng kiếm. Đây không phải là bảo kiếm của nhà họ Ninh thuộc bảy gia tộc võ cổ sao? Làm sao nó lại rơi vào tay tên nhóc kia? Mọi người đều biết, chính vì Diệp Lâm giết người đoạt kiếm nên mới trở thành kẻ thù với nhà họ Ninh và toàn bộ bảy gia tộc. Vậy mà lúc này, Diệp Lâm lại khoe thanh Kinh Hồng kiếm của nhà họ Ninh trước công chúng, khiến mọi người trong nhà họ Ninh vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. Xem ra đối phương đang cố ý khiêu khích và thị uy đây mà. Tên khốn này, tộc trưởng nhà họ Ninh siết chặt nắm đấm, chỉ muốn lên sân khấu ngay lúc này để giết chết đối phương, đoạt lại bảo kiếm của gia tộc. Cháu trai thượng quan, mau rút kiếm giết chết tên nhóc kia đi. Kinh Hồng kiếm. Sau khi nhìn thấy vũ khí của Diệp Lâm, thượng quan Khánh Hồng không khỏi giật mình. Sau đó, anh ta lại cười nhạo, tên trộm này, sao anh dám cướp bảo kiếm của thất tộc chúng tôi? Mau trả lại nó cho tôi. Lời còn chưa dứt, thượng quan Khánh Hồng bỗng nhiên rút kiếm trong tay, lao về phía Diệp Lâm. Nhẹ nhàng nhưng lại nhanh như chớp. Đòn kiếm sáng rực này gây chấn động bốn phía, ngay lập tức khơi dậy những tiếng reo hò và cảm thán của mọi người có mặt. Còn về phía Diệp Lâm, đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ của thượng quan Khánh Hồng, Diệp Lâm vẫn hoàn toàn bất động, không hề có chút phản ứng nào. Thấy vậy, các khán giả đều nghĩ thầm, tên nhóc này chết chắc rồi. Thiếu gia nhà thượng quan ra đòn vừa nhanh vừa mạnh, tên dóc đối diện rõ ràng là đang sợ hãi. Làm sao tên nhóc đó có thể chịu được đòn tấn công sắc bén này được? Kết thúc rồi. Nhìn thấy điều này, mọi người trong thất tộc trên khán đài đều gật đầu hài lòng và tỏ ra tự hào. Mặc dù sẽ hơi nhàm chán nếu kết thúc cuộc chiến chỉ bằng một đòn. Nhưng điều này cũng thể hiện sức mạnh của các võ cổ giả và bảo vệ được luật sắt võ cổ giả không thể bị xúc phạm. 2. Nhìn thấy cảnh này, Lữ Đạo Hiên không khỏi khẽ thở dài, không ngờ ông ta còn chưa ngồi xuống thì trận đấu bên dưới đã sắp kết thúc rồi. Đồng thời, ông ta cũng có chút lo lắng, sau một cuộc tranh tài diễn ra suôn sẻ như vậy, liệu nhà họ Ninh có hối hận mà đổi lại thanh bảo kiếm kia từ tay ông ta hay không? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn thấy Diệp Lâm không có phản ứng gì, cho rằng anh đã hết chiêu trò rồi. Ngay sau đó, thanh kiếm trong tay thượng quan Khánh Hồng chỉ cách Diệp Lâm một tấc. Thanh Kinh Hồng kiếm trong tay Diệp Lâm cuối cùng cũng động đậy. Bùm! Trong phút chốc, trời đất thay đổi, gió bão nổi lên. Thanh kiếm trong tay Diệp Lâm dường như quét ngang không trung. Phút! Nhìn thấy cảnh tượng này, thượng quan Khinh Hồng cảm giác như mình đang đối diện với hơi thở của tử thần. Anh ta lập tức dựng tóc gáy, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Anh ta không dốc toàn bộ sức lực vào đòn tấn công này, mà chỉ giống như ném đá dò đường, thử thăm dò sức mạnh của Diệp Lâm trước. Nhưng anh ta không ngờ rằng lần thăm dò này lại như mây mù tan trắng xóa, suýt chút khiến anh gần như bị mù. Đường kiếm của Diệp Lâm tuy muộn nhưng khí thế lại vô cùng khủng khiếp. Trong chớp mắt, toàn bộ kiếm uy của kim cương kiếm đều bị nghiền nát. Thay vào đó, sức mạnh rực rỡ của đường kiếm của Diệp Lâm. Nó giống như một sự chuyển tiếp giữa tấn công và phòng thủ vậy. Thượng quan Khánh Hồng tấn công không những không thành, mà còn rơi vào thế lúng túng. Anh ta bắt đầu cố gắng chống cự và vô hiệu hóa sức mạnh đường kiếm của Diệp Lâm. Ồ! Đột nhiên, hiện trường trở nên náo động. Tất cả mọi người đều sửng sốt, có người không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Ôi chúa ơi, tôi có hoa mắt không vậy? Sao bỗng nhiên Diệp Lâm lại phản công? Sao trông thượng quan công tử lại có vẻ chật vật vậy? Ngay cả rất nhiều võ cổ giá của thất tộc trên khán đài cũng không khỏi bật dậy vì ngạc nhiên. Đặc biệt là nhà thượng quan, tất cả đều thi nhau nói, cẩn thận. Ấy! Ở khán đài phía trên, ba vị trọng tài cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Kiếm thuật tuyệt vời! Chiêu chờ trước tiến sau này hay thật? Tôi đã nói rồi mà, người này không đơn giản. Tàng kiếm thượng nhân của Hoa Sơn, đồng thời là cao thủ kiếm thuật, cũng phải ngạc nhiên trước chiêu thức của Diệp Lâm, liên tục hoan hô. Đòn này giống như chiêu quay ngựa rồi đâm ngược lại vậy. Thấy vậy, Thiên Cực đạo trưởng của Võ Đăng cũng không khỏi gật đầu, nói, đúng vậy. Dám nhận thách đấu của bảy gia tộc võ cổ thì làm sao có thể là người bình thường được. Cái này, Lữ Đạo Hiên, quan chủ của Bạch Vân Quan bỗng chốc đứng ngồi không yên, trong lòng thầm nghĩ, bảo kiếm của nhà họ Ninh lần này không phải là cho không rồi. Những gì họ phải đối mặt lần này có lẽ sẽ cực kỳ khó giải quyết.
Như người ta thường nói, một khi cao thủ ra tay thì sẽ biết có hay không. Diệp Lâm đánh trả một đòn sắc bén. Ngay lập tức đã thể hiện tài năng và sức mạnh của mình. Đặc biệt là việc Diệp Lâm dùng tấn công thay vì phòng thủ đã buộc Thượng quan Khánh Hồng phải chuyển sang phòng thủ và rơi vào thế dưới. Đúng vào thời điểm quan trọng này. Thượng quan Khánh Hồng hét lớn một tiếng, vung kiếm trong tay, đâm thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc, hai thanh kiếm chạm vào nhau trong một thế giãng co. Keng! Chỉ nghe một âm thanh vang sắc bén vang lên. Thanh kiếm trong tay Thượng quan Khánh Hồng trong nháy mắt biến thành hàng ngàn kiếm quang, từ không trung xuất hiện một hình tròn. Thanh kiếm như biến thành một tấm khiên, mạnh mẽ chống đỡ sức mạnh của thanh kiếm từ đường kiếm của Diệp Lâm. Hả, nhìn thấy cảnh này, Diệp Lâm không khỏi kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi, trong khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm vào nhau, dường như thứ mà lưỡi kiếm của anh đánh trúng không phải là một thanh kiếm mà là một tấm khiên. Nhưng rõ ràng đối phương đang cầm một thanh kiếm, nhưng nó lại có sức phòng thủ như một tấm khiên vững chắc. Thật đáng ngạc nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Lâm gặp phải loại kiếm này. Không khỏi tò mò nhìn kim cương kiếm. Nguy hiểm thật. Sau khi đỡ được đòn tấn công của Diệp Lâm, Thượng quan Khánh Hồng khẽ kêu lên. Nếu không phản ứng kịp thời, có lẽ anh ta đã rơi vào bẫy của Diệp Lâm và bị đánh bại rồi. Hừ, tỏ vẻ yếu đuối trước đối thủ sao? Tên khốn này, anh giả vờ cũng giỏi đó. Tôi suýt nữa đã bị anh lừa rồi. Tuy nhiên, Thượng quan Khánh Hồng lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Kiếm của tôi vừa vô hiệu hóa sức mạnh thanh kiếm của anh, cảm giác thế nào? Có phải có cảm giác bất khả xâm phạm không? Kim cương kiếm. Diệp Lâm suy nghĩ đến cái tên này, chẳng lẽ thanh kiếm này chủ yếu là để phòng thủ sao? Không, Thượng quan Khánh Hồng cầm kiếm trong tay, kiêu ngạo nói, kim cương kiếm này có hai công dụng, điều kỳ diệu nằm ở chỗ đó. Kim tượng trưng cho sự vững chắc không thể phá vỡ, cương tượng trưng cho sự bất khả xâm phạm. Thanh kiếm này dung hợp cả tấn công và phòng thủ. Một thanh kiếm có hai sức mạnh. Vừa rồi, tôi đã dùng lực phòng ngự của thanh kiếm này để dễ dàng vô hiệu hóa sức mạnh thanh kiếm của anh. Đang nói, Thượng quan Khánh Hồng lại vung kiếm trong tay. Lần này, để tôi cho anh thấy sức mạnh tấn công không thể phá hủy của kim cương kiếm. Thượng quan Khánh Hồng ra một chiêu, miễn cưỡng đánh ngang tay với Diệp Lâm. Ngay sau đó, Thượng quan Khánh Hồng không hề do dự, lập tức dùng một chiêu mạnh nhất của mình. Định đánh nhanh thẳng nhanh, để tránh xảy ra mối họa về sau. Bởi vì Thượng quan Khánh Hồng đã nhận ra rằng Diệp Lâm không hề gay yếu vô lực như dáng vẻ bề ngoài, thậm chí một chiêu mới vừa rồi của Diệp Lâm, ngay cả bản thân anh ta cũng suýt nữa không thể đỡ được. Để tránh xảy ra sơ suất, Thượng quan Khánh Hồng không dám khinh thường Diệp Lâm nữa, mà nhanh chóng quyết định dốc sức đánh nhau. Ngay sau đó, trên toàn bộ võ đài gần như phủ kín ánh kiếm. Kim cương kiếm trong tay Thượng quan Khánh Hồng tấn công với một thế mạnh nhất, giống như mưa rền gió dữ, kiếm khí chấn động tứ phương. Đối mặt với kiếm khí mạnh mẽ và sát chiêu sắc bén trên võ đài, người xem dưới võ đài buộc phải lùi ra sau liên tục để né tránh. Không khí bị khuấy động giống như là đao tước nhiều chém, khiến người ta không thể chịu nổi. Khủng bố quá đi, uy lực đến từ một kiếm vừa nãy khiến một người đứng dưới võ đài như tôi cũng không chịu nổi, huống chỉ là người ở trên võ đài. Lần này tên họ Diệp kia chết chắc rồi. Chỉ cần hai kiếm là kết thúc chiến đấu. Quả nhiên, vẫn là cố võ giả đánh tới tấp người bình thường. Khi thấy Thượng quan Khánh Hồng bắt đầu nghiêm túc dùng hết sức đánh nhau, mọi người trong bảy thị đều ngồi xuống lăn nữa để chờ kết quả cuối cùng. Tộc nhân nhà họ Ninh nghe lệnh, tộc trưởng nhà họ Ninh lập tức phân phó tộc nhân. Sau khi thằng nhãi kia thua, mọi người lập tức lên võ đài bầm nát, thằng nhãi kia để rửa mối hận xưa. Vâng. Người nhà họ Ninh nghe lệnh đứng dậy, ai cũng nóng lòng muốn thử. Ai ra, Tân Tuyết Dung không nỡ xem tiếp nữa. Cô ta không ngờ Diệp Lâm lại xui xẻo đến như vậy, chỉ mới trận đầu tiên thôi là phải đối mặt với người trẻ tuổi mạnh nhất trong bảy thị cố võ rồi. Kim cương kiếm trong tay anh ta có thể vừa tấn công vừa phòng thủ. Một khi dốc sức đánh ra thì sẽ có hiệu quả khủng bố mang tính hủy diệt, không thứ gì có thể cản được. Tân Tuyết Dung đã nói hết những lời nên nói và không nên nói rồi. Dù cho đến cuối cùng Diệp Lâm có chết thảm thì cũng chẳng liên quan gì đến cô ta. Lão đại lão tam. Bên kia, Hứa Đại Mã Bổng cũng gọi con trai mình. Chuẩn bị ra tay. Đợi thằng nhãi kia vừa thua liền đi lên đoạt người. Ít nhất phải đoạt cây dao găm trên người cậu ta, không thể để nhà họ Ninh chiếm hời được. Một bên khác, hai ông cháu Môn Bạc trong năm môn cổ võ thấy vậy. Người trẻ tuổi sụ mặt, ỉu xìu nói, xong rồi,
chúng ta sắp thua sạch tiền rồi. Lần này là không còn tiền mua vé xe đi về luôn. Anh ta nghe lời của ông nội, lấy hết tiền trên người đi cược Diệp Lâm. Ai ngờ Diệp Lâm đừng nói là chuyển thua thành thẳng, Diệp Lâm thậm chí một trận cũng chưa qua được nữa. Ha ha, ông cụ Môn Bạc thì lại vuốt râu, chỉ cười chứ không nói. Tương lai khó đoán trước là vì không ai có thể biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Mắt thấy chưa chắc là thật, mọi thứ đều có khả năng. Hương, vậy mới đúng chứ. Lữ Đạo Hiên quan chủ Bạch Vân Quan cảm nhận được uy lực từ một kiếm của Thượng quan Khánh Hồng, không nhịn được vừa lòng gật đầu, cho rằng đây mới là thực lực nên có của cổ võ giả. Gần bằng tông sư nhất phẩm, đạo trưởng thiên cực của võ đang gật đầu khen ngợi, không hổ là cổ võ giả. Đúng là tuổi trẻ kinh tài tuyệt diễm. Xem ra, dù là bảy thị yếu nhất trong giới cổ võ thì cũng không thể khinh thường. Tàng kiếm thượng nhân đến từ Hoa Sơn không mấy thích thú loại kiếm thuật tấn công phòng thủ thống nhất kia, có tiếng không có miếng, trăm nghìn sơ hở. Dù sao cũng là người trẻ tuổi mà, có thể đạt tới trình độ này là lợi hại lắm rồi. Lữ Đạo Hiên cười nói, ít nhất là dư sức để đối phó với người trẻ tuổi họ Diệp. Thế hả, tàng kiếm thượng nhân nói, tôi thấy chưa chắc. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Kiếm trong tay Thượng quan Khánh Hồng giống như sấm sét lao nhanh đến chỗ Diệp Lâm. Tất cả dường như đang lặp lại, nhìn thấy Thượng quan Khánh Hồng ra chiêu, Diệp Lâm vẫn có vẻ do dự không yên. Muốn lùi một bước để đánh trả nữa hả? Trong mắt Thượng quan Khánh Hồng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nếu lần này anh vẫn còn khờ dại cho rằng có thể dùng tấn công thay phòng thủ thì anh sai rồi. Bởi vì, anh sẽ không còn cơ hội ra tay nữa. Lần này, Thượng quan Khánh Hồng dốc sức đánh ra một chiêu, tốc độ của kiếm cực kỳ nhanh chóng, nhanh gấp 10 lần một chiêu lúc nãy. Huống chỉ, một kiếm của Thượng quan Khánh Hồng lên trước, đã chiếm được ưu thế. Anh ta chắc chắn rằng Diệp Lâm không đủ thời gian ra tay đánh trả hoặc đỡ đòn. Thế hả, thấy vậy, Diệp Lâm mỉm cười. Nếu so về tốc độ thì Kinh Hồng kiếm trong tay anh có thua kém ai? Kinh Hồng lên. Ngay sau đó, Kinh Hồng kiếm trong tay Diệp Lâm, lập tức thức tỉnh. Giống như sấm sét chợt lóe, một ánh nhìn Kinh Hồng thoáng qua, bất chợt ra chiêu. Bọ ngựa đấu xe. Dù bây giờ anh có ra kiếm, thì cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Thượng quan Khánh Hồng thấy Diệp Lâm cuối cùng cũng vung kiếm, tuy rằng kiếm khí đáng sợ, nhưng mà anh ta vẫn chắc chắn rằng một chiêu của mình đủ để nghiền áp tất cả. Ngay sau đó, kiếm khí và kiếm khí va chạm, giống như hai quân đối đầu đánh sâu vào nhau. Kiếm của Thượng quan Khánh Hồng giống như là hành quân theo hàng, ngay ngắn trật tự, tấn công. Phòng thủ thống nhất, vững chắc không thể phá vỡ. Còn kiếm của Diệp Lâm thì giống như một con rồng dài xé rách trận hình, lao thẳng đến đích, tấn công đến cùng. Dù anh có tấn công phòng thủ thế nào thì đều sẽ bị một kiếm của tôi chém hết. Ầm ầm ầm, một tiếng vang chấn động đất trời. Kiếm khí của Kinh Hồng kiếm lập tức đẩy kim cương kiếm ra rồi vọt tiếp tục vọt thẳng lên, giống như cầu vồng xuyên qua mặt trời, đâm thẳng vào ngực Thượng quan Khánh Hồng. Ầm, kiếm khí khuấy động đất trời, khí thế nghiền áp toàn trường. Theo một tiếng vang cực kỳ chấn động, một kiếm Kinh Hồng xuyên qua ngực Thượng quan Khánh Hồng. Trên mặt Thượng quan Khánh Hồng tràn đầy sợ hãi, giống như một pho tượng đông cứng lại trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Kim cương kiếm trong tay anh ta lướt qua không trung với một đường cong hoàn mỹ rồi nhẹ nhàng rơi xuống và cắm ở giữa sân. Giống như cảnh tượng đổ nát, kích gãy chìm trong cát, có vẻ đột ngột lại thê lương. Kẻ thua cuộc sẽ bị lấy vũ khí. Tôi lấy kiếm của anh. Dứt lời, Diệp Lâm giơ tay ra. Kim cương kiếm trên mặt đất lập tức rung rẩy, phát ra từng tiếng kiếm vù vù, dường như là không muốn. Có điều, sau đợt giằng co ngắn ngủi, kim cương kiếm vẫn rời khỏi mặt đất, giống như cá mắc câu, rơi vào trong tay Diệp Lâm. Diệp Lâm dùng chân khí để khống chế kiếm, kết quả là kiếm cứ trơ trơ ra, mặc kệ ý đồ của anh. Giống như là anh không phải đang cầm kiếm, mà đang cầm một khối sắt đá. Vù. Diệp Lâm càng dùng sức thì kiếm sẽ càng kháng cự. Lúc này, anh chợt rút dao găm ra, đâm mạnh một cái vào thân kiếm. Phá cho tôi. Răng rắc. Ba luồng lực lượng thương, hàn và độc trong dao găm cùng nhau xé rách trạng thái phòng ngự của kim cương kiếm. Ngay sau đó, Diệp Lâm rót chân khí vào kiếm, nảy sinh liên hệ với kiếm. Bù. Diệp Lâm vung kiếm lên bày ra trạng thái phòng ngự, giống như là có vài vách ngăn được tụ lại từ kiếm khí. Không một ai có thể phá vỡ được. Diệp Lâm tiếp tục vung kiếm lên, đâm một cái vào không trung, bày ra trạng thái tấn công, coi kiếm là trung tâm,
giống như mãnh hổ vừa được tự do, mạnh mẽ nhanh nhẹn, uy lực chấn động. Kiếm tốt, hay cho một cái tấn công phòng thủ thống nhất. Tiếp theo, Diệp Lâm cất kiếm vào trong hộp kiếm. Cùng lúc đó, bầu không khí ở hiện trường trở nên cứng lại, xung quanh yên tĩnh như chết, ngay cả kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Bởi vì mọi thứ đã và đang xảy ra trước mắt đã hoàn toàn vượt qua ngoài dự đoán của mọi người. Nếu thời gian quay lại một phút trước, thì chắc sẽ không có ai ngờ rằng người cuối cùng đứng trên võ đài là Diệp Lâm phe thế giới người thường, còn người thua là cổ võ giả giới cổ võ. Thiên kiêu cổ võ nhà thượng quan, thua rồi. Rốt cuộc lúc nấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi còn chưa nhìn rõ ràng nữa. Cảm giác như là đang nấm mơ vậy, không chân thật một chút nào. Vừa rồi ai nói khỏa thân vậy ta? Hãy lên biểu diễn đi. Đám người xem dưới võ đài không hiểu ra sao, còn ba vị trọng tài trên võ đài thì lại rất chấn động. Có câu người thạo nghề vừa ra tay là biết ngay, uy lực đến từ một kiếm vừa rồi của Diệp Lâm cực kỳ khủng bố. Cả ba người đều thấy được và đều rất chấn động. Thượng nhân tinh mắt quá đi, cậu ta đúng là tài giỏi. Đạo trưởng thiên cực của võ đang ngạc nhiên cảm thán. Tàng kiếm thượng nhân vừa chấn động lại vừa tò mò về kiếm thuật của Diệp Lâm. Rốt cuộc thì ông ta cũng là cao thủ dùng kiếm, và kiếm pháp Hoa Sơn của bọn họ cũng nổi tiếng thiên hạ. Với kiến thức và hiểu biết của ông ta về kiếm, ông ta thế mà lại nhìn không thấu một kiếm vừa rồi của Diệp Lâm. Dường như một kiếm kia hội tụ hết sở trường của hàng trăm nhà, cái thứ gì cũng có, còn mơ hồ có bóng dáng kiếm thuật Hoa Sơn, khiến ông ta rất ngạc nhiên. Ông ta thầm nghĩ, cậu ta, học từ ai vậy, rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào? Lúc này, sau cơn chấn động và nghẹn lời, Lữ Đạo Hiên quan chủ Bạch Vân Quan tằng hắng một tiếng, tuyên bố ngay trước mặt mọi người. Diệp Lâm, thắng. Lữ quan chủ vừa tuyên bố xong, hiện trường vốn dĩ đang im lặng lập tức bùng nổ, xôn xao ồn ào, hoàn toàn sôi trào. Long Vương, thắng. Long Vương đại nhân uy vũ. Đám người Long Môn từ chấn động chuyển sang vui mừng, lập tức hoan hô như sấm dậy. Tuy rằng bọn họ khá là tin tưởng Long Vương, nhưng mà bọn họ cũng không ngờ rằng Long Vương lại thuận lợi thắng được trận chiến đầu tiên. Long Vương chỉ ra hai kiếm là có thể dứt khoát lưu loát mà kết thúc trận đấu. Thật sự là ghê gớm quá đi. Long Vương, đúng là khó lường mà. Đám cấp dưới Hắc Long cảm thán liên tục. Một bên khác, hai ông cháu môn bạc cổ võ, một người vui vẻ hoan hô, một người chỉ cười chứ không. Nói, ông nội, ông đúng là tính toán như thăn. Thằng nhãi người thường kia thắng kìa, thật sự là khó tin mà. Chúng ta phát tài rồi. Vừa rồi anh ta làm theo lời của ông nội, lấy hết tiền bạc trên người đi cược Diệp Lâm. Với tỷ lệ hiện giờ, số tiền của anh ta tăng lên ít nhất 100 lần. Trời ạ, thế mà lại có đầu ngu đi cược thằng nhãi kia thẳng. Có người bị thua sạch túi, ngạc nhiên mà nhìn về phía hai ông cháu thẳng cược, vừa ngạc nhiên lại vừa ghen ghét. Mấu chốt là người là cược thẳng. Anh ta có muốn cãi cũng không cãi lại được. Xuyệt, anh nói nhỏ một chút, không muốn sống nữa hả? Lúc này, có người nhận ra hai ông cháu kia là ai, vội vàng bụng miệng bạn mình lại. Anh biết người ta là ai không mà dám nói năng lỗ mãng? Bọn họ cũng là cổ võ giả, còn là người của năm môn. Nếu tôi không đoán sai thì ông cụ kia là đại năng thiên cơ tử môn bậc, nổi tiếng tính toán như thần, xem quẻ bói toán, tỉnh thông âm dương, biết trước tương lai. Thiên cơ tử, môn bạc, một trong năm môn. Thảo nào người ta thẳng cược, hóa ra là đã sớm tính ra được thẳng thua. Trong nhất thời, cả đám dân cờ bạc đều sáp lại gần hai ông cháu, định cược theo hai ông cháu. Thưa thiên cơ tử đại nhân, xin hỏi trận tiếp theo ông cược ai vậy? Chúng tôi đều cược theo ông hết. Ông cụ cười ha ha nói, người khác tham lam anh sợ hãi, người khác sợ hãi anh tham lam. Tiếp tục cược người trẻ tuổi họ Diệp đi, được rồi. Đám dân cờ bạc sôi nổi đổi sang cược Diệp Lâm. Trong nhất thời, số người cược Diệp Lâm tăng mạnh, từ lúc ban đầu chưa đến một phần, tới bây giờ đã tăng lên hơn ba phần. Trời ạ, đám người kia điên rồi hả? Bọn họ cho rằng thằng nhãi họ Diệp sẽ thắng hai trận liên tiếp hả? Kỳ tích và vận may không thể nào nghiêng vẽ phía Diệp Lâm mãi được. Đa số người vẫn không chịu tin tưởng sự thật, cho rằng Diệp Lâm thẳng trận vừa rồi là vì may mắn. Nếu đánh thêm một trận nữa thì Diệp Lâm chắc chắn sẽ thua. Cùng lúc đó, một đám thị vệ Yến Kinh được đặc biệt cho phép đi vào trong Bạch Vân Quan, vừa giúp đỡ giữ trật tự vừa xem so tài. Phó thủ Ân Hồng Trang của Kim Lũ Y Hào hướng dẫn người đi vào giữa sân. Không biết tình hình chiến đấu thế nào rồi.
Lúc nãy có một tiếng vang cực lớn, chắc là sắp kết thúc rồi. Hy vọng còn kịp xem trò hay. Đám thị vệ bàn tán xôn xao. Ân Hồng Trang cũng muốn thấy phong thái của người dám quyết đấu với cổ võ giả. Lúc đi vào sân, nhìn kỹ từ xa xa, Ân Hồng Trang lập tức giật nảy mình. Sao lại là anh ta? Diệp Lâm. Ân Hồng Trang thật sự không thể tin vào đôi mắt mình. Trên võ đài, người trẻ tuổi tay đè hộp kiếm, ngạo nghễ nhìn xuống, chính là kẻ thù của Kim Đại Nhân nhà họ. Anh ta, thế mà lại dám nhận lời khiêu chiến từ cổ võ giả. Ân Hồng Trang cực kỳ chấn động, rất muốn đi báo ngay với Kim Lũ Y đang bận rộn bên ngoài, để Kim Lũ Y đi vào xem kế nào đang quyết đấu với cổ võ giả. Chắc là Kim Đại Nhân, có nằm mơ cũng không đoán được sẽ là anh ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.